rất là lớn trong cái thời điểm mà đáng lý ra nó cần phải được phát triển hơn nữa về cái kiểu đánh offline, bởi vì vừa ra mắt chế độ khán giả nữa. Nên đây rõ ràng là một cái thời điểm nó rất là nhạy cảm và nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến với cái khâu tổ chức giải về mảng eSports như thế. Nên là Ego Media quyết định là chuyển sang tổ chức các giải online để tiếp tục phục vụ và phát triển cộng đồng. Nếu việc đặt nền móng cho cộng đồng của một tựa game mới là dễ dàng thì đã không có chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Khó khăn là thế, tuy nhiên những người đang tham gia vào công cuộc này cũng nhìn thấy được nhiều viễn cảnh tích cực. Nếu mà có một cái hệ thống giải đấu tốt thì chúng ta sẽ tìm kiếm được rất nhiều tài năng và các bạn ấy có thể tham gia được cọ sát, đặc biệt là cọ sát với các game thủ quốc tế và tạo được danh tiếng cho bản thân. Những người tạo ra cộng đồng như chúng em thì sẽ tạo ra được, đạt được rất nhiều thành tựu, đặc biệt là về danh tiếng và uy tín. Ví dụ như bên em có tổ chức một số giải đấu 2v2 hoặc 4v4 rất lớn, và bên VNG cũng đã liên hệ lại với bên em và sẽ muốn đồng hành và hỗ trợ bên em tổ chức nhiều cái giải đấu lớn hơn. Đối với chúng em thì đấy là cái thành công và thành tựu lớn nhất rồi. Đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên bằng nỗ lực của cả team, cộng đồng tốc chiến Ego Media đã và đang đạt được một số thành tựu nhất định. Với đà phát triển của ngành công nghiệp thể thao điện tử, việc chuyển dịch những tựa game, những xu hướng mới là điều mà các đơn vị trong lĩnh vực này luôn phải hướng đến. Hy vọng rằng với ngày càng nhiều sự chung tay góp sức của các bên liên quan, những tựa game mới sẽ phát triển được cộng đồng và hướng đi riêng để đạt tới thành công. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới thể thao điện tử đầu tiên của năm mới Tân Sửu. Một lần nữa, xin được kính chúc quý khán giả một năm mới sức khỏe và hạnh phúc, luôn dõi theo và đồng hành cùng chúng tôi trong các câu chuyện đầy cuốn hút của thế giới eSports. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Tốc chiến Ego! Tốc chiến Ego! Tốc chiến Ego! Tốc chiến Ego! Tham gia cộng đồng để giao lưu cùng mình nhé! Support cứng, tuyển AD có tài. Chưa biết chơi và em hướng dẫn nhé. Hỗ trợ thành lập clan và đội tuyển chuyên nghiệp từ A tới Z. Gia hữu clan hàng ngày, giải đấu hàng tuần, offline hàng tháng trên 63 tỉnh thành. Qua đã có sẵn, tham gia cùng mình nào. Tốc chiến Ego. Like fanpage và tham gia group liên minh tại Tốc chiến Ego để xây dựng cộng đồng tốc chiến mạnh nhất Việt Nam. Sự thành công của một tựa game eSports chủ yếu đến từ cộng đồng mà nó có thể tạo dựng và phát triển. Với những tựa game mới như Liên minh huyền thoại tốc chiến, việc xây dựng môi trường và một cộng đồng lành mạnh cũng phải đối mặt không ít thử thách. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn công việc của một nhóm các bạn trẻ đang thực hiện công việc này. Để một tựa game eSports mới ra mắt và có thể tồn tại và phát triển, yếu tố quan trọng nhất đó là việc hình thành cộng đồng và các sân chơi lành mạnh. Vào thời điểm hiện tại, Liên minh huyền thoại Tốc chiến chính là cái tên đang nhận được rất nhiều sự chú ý cũng như kỳ vọng. Cùng với những cố gắng của nhà phát hành, một số đơn vị truyền thông trong lĩnh vực eSports cũng đang chung tay tạo dựng chỗ đứng cho cộng đồng của tựa game non trẻ này ở Việt Nam. Liên minh huyền thoại Tốc chiến là một tựa game mobile mới ra mắt, đang được sự đón nhận và sự quan tâm rất nhiều cộng đồng trong và ngoài nước. Tốc chiến là một trong những bộ môn mà đã được đưa vào danh sách có thể được tham gia thi đấu trong SEA Games cũng như là các thế vận hội thể thao khác. Chính vì vậy, Ego Media đã quyết định đầu tư và phát triển bộ môn này và tham gia là một trong những đơn vị tiên phong để làm cộng đồng trong bộ môn tốc chiến này. Giống như những tựa game eSports khác, ngoài các hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, việc tổ chức các giải đấu phong trào thường xuyên trong cộng đồng cũng là yếu tố không thể thiếu của Liên minh huyền thoại Tốc chiến. Là một tập hợp của những người đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này, đội ngũ phát triển cộng đồng Tốc chiến của Ego Media dù có khá nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn luôn phải tìm cách thích nghi, vận dụng. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tốc chiến Ego. Và vẫn như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với giao hữu quốc tế. Chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 3 quốc gia: Việt Nam, Malaysia và Taiwan, Đài Bắc Trung Hoa.
và đại diện của bên phía Team Malaysia cũng như là bên phía của Đại học Trung Hoa đều là những đại diện có mặt ở trong giải đấu Icon C của khu vực đất nước của họ. Đại diện của Việt Nam ngày hôm nay của chúng ta sẽ gọi hai tên tuổi lớn, đó chính là AK Gaming và Nomotip. Còn bên phía của Đài Loan đó chính là K7. Ngày hôm qua thì K7 đã có một trận thi đấu khá là xuất sắc khi mà hạ gục thành công HT Huyền Thoại, một trong những đội tuyển rất mạnh bên phía Việt Nam, với tỷ số là 2-1. Ngày hôm nay thì lần đầu tiên Malaysia, đội tuyển RTZ của họ lần đầu tiên xuất hiện trong giải đấu giao hữu của chúng ta. Tuy nhiên thì họ cũng đã có cho mình một sự góp mặt ở bên phía IQC, bên phía đất nước của quốc gia của họ, đúng không nào? Hoàn toàn đồng ý. Và không để quý vị khán giả phải chờ lâu, chúng ta sẽ đến với AK Gaming và bên phía của team K7 Esports. Lượt cấm đầu tiên của bên phía đội tuyển AK Gaming đó chính là Gragap. Trong khi đó thì bên phía của K7 đó là Akali. Lượt cấm tiếp theo của bên phía team AK Gaming là vị trí gì? Chúng ta sẽ cùng xem nào. Gragap rồi, tôi đoán rằng liệu rằng có tập trung vào những vị trí đường đơn hay không khi mà đó là Lee Sin đi rừng dạy AK Gaming. Như vậy là với việc mà bên phía K7 Esports họ không được có cho mình cái lượt lựa chọn đầu tiên. Chính vì vậy họ dễ hiểu thôi, cấm cho mình Akali, bởi vì ngày hôm qua cứ trận đấu nào có Akali thì trận đấy là một bên giành chiến thắng. Hoàn toàn đồng ý. Và anh Đức có thấy một điều thú vị ở đây không? Không phải Lulu mà là Bram. Như vậy nếu như bên phía first pick của AK Gaming họ có cho mình Midforton thì rõ ràng bên phía của team K7 Esports họ lại đang tự tước đi một con bài có khả năng counter rất mạnh mẽ vị trí Midforton, đó chính là Bram. Không, có vẻ như họ sẽ muốn đưa first pick cho Việt Nam là Midforton và họ sẽ lựa chọn Ezreal cũng như Lulu, giống như cái cách mà họ làm ngày hôm qua. Một trong những cặp đôi xạ thủ đang mạnh ở thời điểm này, và bạn nên nhớ rằng ở trong bản update tới thì Ezreal sẽ được tăng tiến sức mạnh rất kinh khủng và Midforton sẽ bị nép đi một chút xíu. Chính xác, và đặc biệt là Ezreal trong phiên bản sắp tới sẽ được boost thêm cái sức mạnh để chủ quy để có thể có khả năng mà gây sát thương ở những giai đoạn đầu game nó tốt hơn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với khâu pick tướng của cả hai team. Theo tôi nghĩ rằng có lẽ rằng first pick dành cho bên phía của đại diện Việt Nam sẽ là một con Midforton, và bên kia xạ thủ thì tôi chưa đoán được họ lựa chọn Cookie hay là Ezreal, nhưng chắc chắn hỗ trợ họ sẽ có Lulu. Như vậy là bên phía của team Taiwan họ cũng luôn có được cho mình những cái sự bán pick rất khôn ngoan. Lựa chọn đầu tiên của bên phía team AK Gaming đó là Alista. Đó là Alista chứ không phải là một vị trí như Lulu hoặc là Midforton. Và ngược lại thì bên K7 Esports họ Xây đã có ra. Một sự lựa chọn rất đáng ngạc nhiên. Đó chính là Sayza. Từ từ, như vậy là chúng ta đã update rồi. Tôi và anh Đức dường như là quá bận công việc nên chúng ta không thể biết được điều này. Thực ra là chúng tôi bận học. Đã update lên phiên bản 2.1a. Như vậy là Sayza được tăng tiến sức mạnh rất mạnh và Midforton bị nép. Họ có Sayza và Lulu ở vị trí cặp đôi đường dưới. Tuy nhiên thì Lulu trong tay của người Đài Loan, họ vẫn luôn biết cách để tạo ra được cái sức mạnh của con tướng này. Trong khi đó thì bên phía của team AK Gaming, tôi đoán rằng đó có thể sẽ là Ezreal để có thể thoát được trong giao tranh nếu như đối phương có quá nhiều vị trí băng bổ, nhưng không, đó là Kai'Sa. Đây cũng là một trong những vị tướng rất mạnh mẽ, và họ có thêm cả Kennen dành cho bên phía của team AK Gaming sau 3 lần lựa chọn của mình. Như vậy là K7 Esports khi ngay lập tức biết được rằng Sayza được tăng sức mạnh thì anh ta đã có cho mình lựa chọn đầu tiên. Tuy nhiên Lulu thì đã bị giảm sức mạnh một cách khá là nhiều đấy. Khá là nhiều. Cái chiêu bút giáp của anh ta nó giảm từ 5 giây xuống chỉ còn 2,5 giây thôi. Wow. Rất nhiều. Và sau đó là hai lần lựa chọn Ngộ Không, chắc chắn thì top. Ngộ Không là chắc đi, chắn rồi. Đi đường. Và xin giao đi rừng. Nếu như anh Đức để ý ngày hôm qua thì thực ra việc họ đưa Ngộ Không đi top đã là một cái gì đấy bất ngờ rồi. Mà thậm chí họ điên rồ hơn, họ còn đổi vị trí đường giữa với vị trí đường dưới. Ngày hôm nay họ sẽ mang vị trí Thánh Thông vào ở đường rừng của mình. Còn bên phía AK Gaming, chúng ta sẽ nhìn thấy sự xuất hiện của cô giáo thảo Fiora ở đường đơn. Và cuối cùng, vai trò đi rừng sẽ được nhường lại cho Amumu. Trong khi đó bên phía của team K7 Esports họ có Aurion Sor. Nếu như chúng ta để ý của bên phía Đài Loan thi đấu thì họ luôn có một giải tướng rất là rộng ở trong những cái chiến thuật và lối chơi của mình. Và sự am hiểu về meta của họ cũng đang là một cái gì đấy khiến tôi thực sự là bất ngờ. Chính xác, còn ngược lại thì bên phía Việt Nam của chúng ta có thêm một con bài, đó là Amumu. Đã rất lâu rồi Amumu mới được xuất hiện ở trong những trận thi đấu giao hữu cũng như là giải đấu. Tuy nhiên tôi lại đánh giá rất cao con Amumu này bởi vì cái khả năng mà làm choáng và khả năng tanker cơ đến từ anh chàng này là hoàn toàn đồng ý. Sau những lượt cấm khá bất ngờ, mặc dù Akali ở thời điểm này vẫn giữ nguyên, không tăng cũng không giảm sức mạnh, cô nàng sát thủ Akali của chúng ta thì vẫn vậy. Những Midforton ngay khi bị nép thì không còn là một vị trí xạ thủ hot pick nữa, mà ở thời điểm này có vẻ như xây ra một vị tướng mới ra nhưng không quá được ưa thích, và
bên phía của Riot đã ngay lập tức phải tăng tiến sức mạnh cho cô nàng vừa mới xuất hiện ở trong cái bản cái bản đồ Samurai Rift, và sau đó thì ngay lập tức xảy ra là lựa chọn đầu tiên của bên phía team Đài Bắc Trung Hoa. Và chúng ta sẽ đến với những bước di chuyển đầu tiên. AK Gaming cũng là một trong những đội tuyển rất mạnh mẽ ở bên phía khu vực Việt Nam, nhưng K7 Esports họ là đại diện của Icon C, họ cũng không phải là dạng vừa, và như anh Đức đã từng nói rồi thì ở trên những MOBA Mobile thì Đài Loan họ luôn là bá chủ. Xét về mặt khả năng late game, khả năng về cuối game thì tôi đánh giá cao cái đội tuyển của bên phía AK Gaming của Việt Nam hơn. Vì rõ ràng rằng chúng ta có cho mình hai cái chiêu cuối diện rộng rất tốt, đó chính là từ anh chàng Kenan cũng như là Amumu. Nếu chỉ cần hai cái chiêu cuối này nó thật sự làm tốt, tức là chúng từ 3 đến 5 tỷ viên, thì tôi nghĩ rằng giao tranh của Việt Nam trong những giai đoạn cuối game chắc chắn sẽ là thành công rồi. Đúng là như vậy. Còn đây là đường trên, Shigami, anh ta luôn là một trong những người chơi đi đường đơn rất dị của bên phía team K7 Đài Bắc Trung Hoa, là những sự lựa chọn rất khó hiểu. Shigami đang dùng máu của mình để đổi lấy những con lính. Anh ta tham minh được cấp độ 2 và anh ta về và anh ta có hạt hồi phục. Nhưng đó rõ ràng là một sự lựa chọn khá thú vị của Shinigami, khi mà anh ta dùng toàn bộ máu của mình để đổi lấy những con lính, nhưng anh ta có thể sẽ lên cấp độ 2 trước đối phương một chút xíu thôi. Nhưng bây giờ với lượng máu ít ỏi như thế này và anh ta đã dùng hạt hồi phục thì anh ta sẽ lấy gì? Nếu như ở thời điểm này Su cứ thế đóng băng crab lại và không cho Shigami lên farm thì anh ta sẽ rất thọt ở giai đoạn sau. Một sự lựa chọn rất thú vị đến từ anh chàng Shinigami. Tôi cứ tưởng là lúc đấy anh ta bị lag hay bị gì mà anh ta cứ ngồi đánh lính cơ, nhưng không, đây là một cái sự toan tính trong đầu đến từ anh chàng này rồi. Và họ di chuyển cả ba người chơi vào để cướp rừng của chúng ta. Các thành viên của Đài Loan họ luôn là như vậy, rất biết cách để tạo ra sự bất ngờ. Shigami anh ta phân bóng quay trở về tuyến sau nhưng tên sẵn bất bài, ép cho bên phía của Đài Loan phải mất một tốc biến, nhưng họ lại có chiến công đầu của người chơi đi rừng miếng đội tuyển Việt Nam, đó chính là Umu. Chúng ta phản canh với Su, Su vòng tuyến sau chém được Shigami, nhưng chúng ta mất hai người chơi khi mà đường giữa chúng ta là Sun cũng đã phải lên bảng điểm số. Nhưng không sao, ngay lập tức thì Tesa có mặt ở đây để gỡ hòa và cân bằng tỷ số là 2-2. Giang Sun có bùa xanh bùa đỏ nhưng ta đang bị chia đuổi cực kỳ gắt, anh ta đang có thiêu đốt ở trên người và anh ta không còn đó là tốc biến và lá chắn, và ngay lập tức ta bị hạ gục. Hơi tiếc mạng nó lại thuộc về người chơi Alita hỗ trợ của bên phía team AK Gaming, nhưng đổi ngược lại thì Việt Nam cũng đã mất thêm một cái mạng nữa, hình như là ở vị trí đường dưới thì phải, và đó là 3-2 sau khoảng 2 phút thi đấu. Đó là một tình huống mà anh chàng Alita, người chơi Tasa của chúng ta, đã lên và giúp chỗ cho người đồng đội của mình có thể hạ gục những cái mạng ở trên phía blue và bỏ rơi người đồng đội của mình, đó là chính là Tê Cửu, khiến cho anh ta bị hai người chơi bên phía của K7, bên phía Đài Loan họ hạ gục thật đáng mạng. Và đó là 3-2 và đó là tiền ngàn nhau đến từ cả hai bên. Một trận đấu khá là căng thẳng. Khá là căng thẳng, hai bên giao tranh rất nhiều. Và đây lại là đánh nhau, Skull tới đã bật chiêu cuối, hất tung đối phương. Chúng ta chưa ai có chiêu cuối ở trong tình huống này cả. Đối phương đang chơi và điều quan trọng là Abed đang được bắn với sẻ dài. Anh ta bắn rất đau mặt của Tesa, Tesa đang bỏ trong hoảng sợ. Nhưng Sang Sun có mặt qua Mu trước đó và Tesa đã về lại bàn điểm số. Và đó là double kill dành người chơi đứng giữa bên phía team K7 Esports. Và họ là người có lợi thế, mặc dù đây chỉ là thời điểm phút thứ 3 chưa dừng lại, họ muốn bằng trụ. Taiwan là người đang muốn thành trụ, có bờ xanh bờ đỏ trên người của Giang Sun, có cấp độ 5 bên kia Bell đang cố gắng để đép lính vào trong trụ. Họ đang đợi tên lính này vào để họ có thể bằng trụ, và họ đang khiến cho Tê Săn cũng như là Tê Cửu không thể nào biến về được. Nhưng có vẻ như việc thành trụ quá lâu đang khiến họ mất một lượng máu rất nhiều, nên họ quyết định là lùi và không tham. Còn đây là đánh nhau đứng trên giữa Su và Shigami, đó là chiều cuối tung ra hất tung được thành công người trên Su và quay ngược trở lại phân bóng và đánh, và đó là một tình huống hay hơn dành cho Shigami đường đơn của bên phía K7 Esports của Taiwan. Và đó là mạng thứ 6 bên phía của Đài Loan. Chính xác, đó là một tình huống mà anh chàng Shinigami của bên phía Đài Loan, anh ta có cho mình một lượng lính rất đông, và đây là đánh nhau ở dưới đường tôi. Lại là đường dưới, và lần này thì Taiwan là người bị hạ gục và Erbel đang là người rất cô lập. Anh ta có lá chắn quay ngược trở lại, và tí nữa tôi Cửu đã phải lên bảng điểm số. Nam xin chuyển tới, và tôi cần một tình huống liếm chuẩn của Nam để có được một mạng hạ gục thứ 5, nhưng không, đối phương đã chạy quá nhanh và quá xa, và chúng ta dừng lại ở trong mạng hạ gục đó. 3 phút thi đấu, 10 mạng phải lên bảng điểm số, và Đài Loan họ đang nhìn hơn chúng ta đâu đó khoảng 2k tiền ở thời điểm này, rất căng. Họ đang nhìn hơn 2k tiền, và đặc biệt là người chơi xanh sao nhất bên phía họ đó chính là anh chàng Aurion So này. Một trong những người chơi, một trong những vị tướng có khả năng cơ động cao để có thể là gây áp lực lên tất cả các lên, và lại đánh nhau tiếp lên. Và lại đánh nhau đứng trên, đây là Shigami, đây là Su. Hai bên có một tình huống trao đổi chiêu thức không phải là quá nhẹ nhàng, và người phải lùi về ở trong tình huống đó là Shigami. Vâng, Su cắm một con mắt để đảm bảo rằng không ai gánh. Và dường như Su đang muốn khô máu, bởi trên người Su có cho mình tốc biến, Su băng lên, Su chém nhưng đối phương tới phản gánh. Shigami anh ta vẫn đang rất hồ báo và thả thính. Su đã phát hiện ra có Scott tới để gánh mình. Và đây là bùa xanh bùa đỏ trên người của Shin Gao,
Nhưng không, Su đã kịp thời dùng chiến thuật đầu tiên của mình và lùi về hàng tuyến sau để sử dụng hàng hồi phục. Nhưng trước đó thì bên phía đội tuyển Việt Nam đã có được cho mình cơn giông gió của trận đấu. Và đó liên tiếp là những tình huống di chuyển cũng như là giao tranh rất nhiều chỉ sau khoảng 5 phút thi đấu giữa hai đại diện của Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa. Ồ, như vậy là với một tình huống mà anh chàng người chơi đi rừng bên phía Đài Loan cố gắng ganh vị trí tốt của chúng ta thì ngay lập tức chúng ta đã còn đây là Scoot, anh ta đang bị hai người chơi giữ lại và anh ta ngay lập tức bật mình chiều của anh ta sẽ phải mất tốc biển và chúng ta liếm theo những cái lưỡi là chưa đủ dài dành cho Nam để giữ chân lại được người chơi đi rừng bên phía đội bạn và đường dưới có lẽ lại là chạm trán 10 mạng sau đâu đó khoảng 5 phút thi đấu. Lại chạm trán rồi và có vẻ như con bài xây ra này hiện tại được bước khá là mạnh. Tôi thấy những cái tình huống mà anh ta bắn những cú quy và sau đó những cú giật nó cũng khá là tốt đấy chứ. Hoàn toàn đồng ý và anh Đức đấy trên bản đồ con hướng di chuyển của bên phía team Đài Bắc Trung Hoa một lần nữa lại rất rõ ràng và... họ đang muốn đó là băng trụ để hạ gục cặp đôi đường dưới với đội tuyển Việt Nam. Đây là Tùng, đây là Sa đang cố gắng để tay cờ và đồng đội của anh ta đang bắn những sát thương không phải là quá nhiều chiều cuối cho bờ thành công giữ chân lại chúng ta tới để phản gánh. Trước đó người chơi xạ thủ bên phía đội tuyển Việt Nam đã về bản đến số CGB đang cố gắng bỏ chạy hoảng sợ nhưng ta bị liếm chết bởi Nam và đó là màn hạ gục để có thể có được một tình huống 1-1 nhưng đối phương đang hơi ít máu và chúng ta lựa chọn tình huống đó băng lên chiều cuối của Nam là rất đẹp giữ chân lại được ba người chơi và double kill cách đây xứng đáng dành cho người chơi đi rừng của bên phía đội tuyển Việt Nam để rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn lại là một mạng và tiền. Nó chỉ còn lại là 1k ở đâu đó thời điểm thứ 6 của trận đấu, đó không phải là con số lớn. Con rồng gió sẽ bù đắp lại cái khoảng cách nhỏ nhắn đó. Chính xác. Và như tôi đã nói thì những cái cú chiều cuối đến từ cả Kenen và cũng như Amumu nó sẽ giúp ích cho Việt Nam rất nhiều trong những tình huống giao tranh mặt tổng như thế này. Từ nãy giờ chỉ là giao tranh nhỏ lẻ thôi nhưng cái sức mạnh của Việt Nam là sức mạnh về giao tranh tổng cơ và đây là một cái đường trên dành cho bên phía cái trụ đầu tiên dành cho bên phía của Đài Loan. Vâng, cái cách thi đấu của cả hai bên đều đang là tốc độ rất cao. Đội hình đều thiên hướng về khả năng dễ sát thương và khả năng di chuyển tốt cũng như là giai đoạn đi đường mạnh mẽ tạo ra một trận đấu đang cực kỳ mãn nhãn và nhiều những tình huống mà chúng ta có thể thấy họ thể hiện được kỹ năng cá nhân thuộc dạng thượng thừa của mình và đến lượt còn sứ giả đánh nhau nhiều đến mức mà tôi đang quên đến những mục tiêu lớn ở trên bản đồ và sứ giả đã được tranh cướp. Bên phía AK Gaming có 4 thành viên. Chúng ta không có người chơi đi đường đơn ở đây và anh ta cũng không có dịch chuyển. Chúng ta vẫn muốn đánh nhau và chúng ta cướp được thành công sứ giả. Và tôi nghĩ rằng chúng ta nên lùi ở trong tình huống giao tranh thiếu người này. Ở Bèo là người bọc hậu, anh ta đang bắn. Nhưng trước đó Tesa đã phải lên bảng điểm số và đường giữa chúng ta hạ gục được thành công mạng của Abel. Và đó là một điều có lời khi chúng ta lấy hỗ trợ đổi xạ thủ và chúng ta có thêm cả một con sứ giả nữa. Và chúng ta có thêm cả cái trụ này nữa. Vâng, những cái tình huống đánh nhau mà nó rất cân bằng đến từ cả hai đội tuyển liên tục là họ bật kèo lại nhau. Và đây là Tesu, anh ta chắc chắn sẽ có một lực lượng vượt trội khi từ nãy giờ anh ta một mình farm ở dưới đường dưới và thêm cả một cái trụ nữa. Nếu bất kỳ thủ viên có thể gửi cho tôi cái bảng điểm thì chắc đây tôi chắc chắn rằng anh ta xanh nhất bản đồ 5k7 với một cái tam hợp kiếm về và chắc chắn mua cho mình thêm những món đồ rất tốt nữa. Vâng, một trận thi đấu tốc độ cao là thứ mà cả hai đang muốn công hiến đến với quý vị khán giả đang xem trên màn ảnh nhỏ ở thời điểm này. Lượng trụ thì là như nhau, con rồng tiếp theo trận đấu sẽ chuẩn bị có mặt ở trên bản đồ và đó là một con rồng lửa. Có vẻ như lựa chọn Amumu đi rừng cũng đang là một trong những điểm nhấn của bên phía team AK Gaming bởi anh chàng nam của chúng ta đã liên tiếp có những tình huống giao tranh tổng với cái chiêu cuối giữ chân lại được nhiều vị trí của bên phía đội bạn. Nhưng nên nhớ rằng nếu như mà xây ra dùng chiêu cuối hợp lý thì như là né được chiêu cuối của Amumu luôn. Chắc chắn là né được chiêu cuối của Amumu. Anh chàng này với một cái chiêu cuối thì anh ta có thể là né một toàn bộ sát thương cũng như là cái khả năng gây hiệu ứng khống chế đến từ bên phía Việt Nam. Nhưng đó là trong tình huống mà anh ta né được thôi. Và nên nhớ rằng chúng ta còn rất nhiều cái chuối, rất nhiều cái bộ kỹ năng có thể là đây. Hoàn toàn đồng ý và đây là San cũng như là Shigami. Một tiếng trao đổi nhẹ và San đã dùng hạt hồi phục. Đối phương muốn đánh nhau nhưng chúng ta đã di chuyển tới để phản gành. Và họ có nhận ra điều đó hay không? Họ nhận ra và họ ngay lập tức di chuyển về hàng rồng. Audienso đang di chuyển tới, xây ra đép lính ở đường giữa. Và hàng rồng chắc chắn nó sẽ nóng như cái nguyên tố của nó ở thời điểm này, đó là nguyên tố lửa. Score đang đứng ở trong bụi và anh ta xiên thẳng mặt kiểu chưa quên được bật. Nhưng có vẻ đó là một tình huống mà Score hơi vội. Anh ta buộc phải được dùng sự khổng lồ hóa nhưng ta vẫn không thể lùi được về tuyến sau và chúng ta đã càn quét lên. Và bên phía đội của bên phía đội bạn, còn đây là một tình huống choáng được thành công và giữ chân lại luôn cả người chơi được đơn bên phía đối phương, đó là Ngô Không. Còn đây là Alita đang quá trâu, anh ta đang tanh một khoảng thời gian rất dài để cho đội của mình làm tất cả và Su băng lên. Su hạ được thành công một người nhưng chưa cuối giật ngược trở lại, Abel cũng hạ được thành công một mạng bên phía chúng ta. Nhưng đó là lời lớn rồi bởi chúng ta lấy 1-3 và điều quan trọng là chúng ta có con rồng lửa. Có hay không thì chưa rõ, nhưng chúng ta có dừng ở đây thì khả năng để tranh cướp được cho bên phía OK7 Esports là không nhiều. Ở Bèo là người lao lên, Su là người đang giữ chân ở Bèo lại, dùng cho mình phản đòn. Câu kéo thời gian là đủ để đồng đội có con rồng và tất để phản game, đó là xa hơn tôi được thành công người chơi xạ thủ bên phía đội bạn. Chúng ta có được mạng hạng mục thứ 12.
Và chúng ta tí nữa thôi thì có luôn cả Thái Huỳnh hỗ trợ với đội bạn để đưa về mạng thứ 13. Và đó lại tiếp tục là có lợi cho bên phía của Việt Nam. Và trong những thời điểm giao tranh vừa qua thì Việt Nam liên tục là có những cái tình huống có lợi rất nhiều, khi đó là thêm những cái mạng về phía Đài Loan. Đó là một con rồng lửa nữa, nâng chỉ số về rồng lên hiện tại là hai con rồng, đặc biệt con rồng lửa lại đánh nhau tiếp rồi. Lại đánh nhau, và đó là một tình huống giao tranh ở đường dưới. Nhưng Shigami anh ta luôn là một người chơi đường đơn, không có máu hổ, không có cái máu hổ báo ở trong người. Lối chơi của anh ta thì đứng về khả năng an toàn nhiều hơn, người ta dùng chiêu quyết để né được cái chiêu cuối của Tesu. Chú bạn đồng hồ cát để né phản đòn bật, nhưng ngay lập tức có phần bóng Su lựa chọn là lướt lên và chém theo. Shigami quay ngược trở lại để trả đòn với cái chiêu cuối của mình, và Su còn đó một điểm yếu nhưng ta không dám lựa chọn đánh nhau với đối phương. Audien So của Giang Săn cũng đã tới đây, nhưng Su đã kịp thời lùi về hàng tuyến sau, và đó là một tiếng thể để kỹ năng cá nhân thượng thời đến từ cả hai bên và chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Và hai chàng đi top này liên tục là có những tình huống mà lưỡng bại công thường, tôi dường như là nhìn thấy như vậy. Amumu trong tay của Tên Nam đang có một cái KDA rất là tốt đấy chứ, 6-2-3 đang xanh nhất trên bản đồ. Và có vẻ như con bài Amumu này nó đang là một con bài mà khiến cho bên phía Team Aga Gaming dường như là thắng về chất. Những cú chiều cuối rất đẹp, cú liếm rất ấn tượng đến từ anh chàng Tên Nam. Hoàn toàn đồng ý, và ở thời điểm late game thì chúng ta có khả năng giao tranh được cho là mạnh mẽ hơn. Chiều cuối giữ chân lại hỗ trợ với đội bạn như Shigami đang bọc hậu ở tuyến sau, và đó là xa. Hất tung score về để đảm bảo score, không làm gì được cả với chiều cuối của Amumu đang được tung ra. Shigami ngay lập tức lên bàn điểm số 1 dù có khổng lồ bán score cũng là như vậy. Và chúng ta tiếp tục băng băng lên, kill đang được bắn thoải mái, và ơi bèo ngay lập tức bị bật phản đòn và chém thẳng mặt. Và tiêu thôi thì xạ thủ bên phía Đài Loan đã phải lên bàn điểm số, nhưng đối phương có trụ và đối phương thành công giữ lại được người chơi xạ thủ. Chúng ta có một mạng hạ gục nữa và nâng tổng số mạng dành cho đội tuyển Việt Nam lên là 13k. Nhưng nhắc lại, tiền chênh lệch không phải là quá nhiều. Điều quan trọng chúng ta có ở đây chính là hai con rồng nguyên tố rất quan trọng. Và đây là Giang Săn, anh ta dường như quá tự tin, quay ngược trở lại và xà có mặt sao tung xà làm choáng và xà giúp cho người đồng đội của mình có mạng. Không, tự thân xà tự làm và tự ăn thôi, và đó là mạng thứ 14 cho bên phía AK Gaming. Đó là hai cụ choáng đến từ cả Tesa và Tesun đang lại đánh nhau tiếp. Lại tiếp tục đánh nhau, và lần này thì người phải lấy bảng điểm số đó chính là xạ thủ viên đội bạn, đó có kill dành cho Alita. Và đó là 11 phút thi đấu với 25 mạng và chưa dừng lại tiếp tục đánh nhau, đó là kill bắn thẳng vào Tài Duyên. Tài Duyên bị cấu đi nửa cục máu, score di chuyển tới. Nên nhớ rằng đánh ở tốc độ cao thì các đội tuyển Việt Nam chưa ngán bất kỳ ai cả, bởi chúng tôi luôn muốn đánh như thế này, và chúng ta có thêm cái trụ nữa, nâng tổng số về trụ lên là 2 cho bên phía đội tuyển AK Gaming. Và đó là một cú ping thẳng vang Baron, và chúng ta có dám làm điều đó hay không? Vâng, một trận thi đấu tốc độ siêu cao đến từ cả hai đội tuyển, liên tục là đánh nhau ở mọi mặt trận, mọi địa điểm, và đây sẽ là con Baron mà tôi nghĩ rằng không ai muốn ăn đâu. Hoàn toàn đồng ý. Muốn đánh nhau thôi chứ không phải muốn ăn đâu. Đây là 15-10 ở thời điểm phút thứ 11 của trận thi đấu này. Trụ thì chỉ mất có 3 cái trụ thôi. Và đó lại là đánh nhau ở trong phần rừng của bên phía Team Đài Loan, và bỏ hết tốc độ thành công ở trên đi rừng bên phía đội bạn, và đó là Scott ngay lập tức về bàn điểm số và mạng được nhường lại cho Kennen. Và đó là mạng thứ 16, và đó là một tình huống nữa mà có vẻ như bên phía của Đài Bắc Trung Hoa họ muốn đánh nhanh, và chúng tôi cho thấy đầu mới là tốc độ. Còn mắt được cầm rất trí phát hiện ba người chơi họ tốc, chúng ta tốc biến vào và đang dùng chiêu cuối. Bên kia Bèo dùng chiêu cuối né được những tay phép tung, anh ta bị đánh và anh ta đang bị chơi, anh ta có khẩu lồ hóa đến người chơi của mình, anh ta bị giữ lại, và đó là dùng chiêu cuối chồng lên từ cả hai người chơi. Amu cũng như là Kennen, Sikani dùng mình đó là đồng hồ cát, nhưng ta tôi nghĩ rằng không thể về nổi bởi ta vòng vây của năm người chơi. Và đó là xa với một tiếng tay trụ rất lâu và săn giới di chuyển với chiêu cuối nhưng không mặc đủ đại cả, và ngay lập tức phải dùng chiêu cái tốc biến của mình để vòng về nhà. Và đó là mạng thứ 19 cho bên phía của AK Gaming. Và đó là Sun, và đó là Giang Sun, anh ta đang nói với những người đồng đội của mình đó là mệt lắm rồi, không thở được rồi, để cho tôi ra một lúc đi. Một trận thi đấu mà đánh nhau từ đầu đến cuối mọi vâng, tiếp tục lại là con Baron được khởi động, và đây là một tình huống mà Su đang không có những mình chưa cuối, nhưng đối phương đang đi lên rồi đi vào, họ không có được Baron, không có Baron, nhưng Su vẫn đang rất trâu, Su đang tành, Su phải lên bảng. Nhưng đó là một mạng đuổi một con Baron, đó là có lợi cho bên phía đội tuyển Việt Nam, và 7 giây nữa con rồng đất có mặt ở trên bản đồ và chắc chắn TD nó sẽ lại đánh nhau tiếp. Đánh nhau. Không, tin tôi đi, con rồng chưa xuất hiện rồi, chúng ta cũng đã đánh nhau trước thời điểm con rồng ra rồi. Con rồng đã ra và các team cũng đang có một thời gian di chuyển. Đây, hai anh chàng giúp và lại thấy nhau là liếm luôn. Vâng, lần này thì combo trúng với mặt của Tài Huỳnh, anh ta bị làm choáng. Có vẻ như con bài Lulu sau khi mà bị nép đi thì nó không còn mạnh mẽ giống như những gì mà người Đài nghĩ nữa rồi. Đây sẽ là một con rồng đất, nếu như chúng ta có nguyên tố rồng thứ ba thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi chênh lệch về tiền bây giờ đã là 7k, nó không phải là con số nhỏ nữa. Đối phương đang cố gắng để KS nhưng tôi nghĩ rằng điều đó là điều không tưởng, bởi Nam có trừng phạt. Có vẻ như người Đài đang bắt đầu hụt hơi so với những trận thi đấu tốc độ như này đối với đội tuyển Việt Nam rồi. Họ đang hụt hơi dần, họ để cho Việt Nam của chúng ta ăn 3 con rồng và đó là chênh lệch nhau 7k tiền, thêm cả con Baron đang có trên người. Nhưng trụ chỉ là đều không, bây giờ có bộ lợi Baron có thể trụ nó không còn là cân bằng được nữa. Score muốn lao lên, nhưng ở thời điểm này với việc có bộ lợi Baron, những con lính to đang được buff, thì việc lao lên để giao tranh với chúng ta đó là sự lựa chọn không phải là quá khôn ngoan của bên phía Team Đài Loan. Họ đang bằng mọi giá
để giữ lại được những cái trụ mà nếu như mất, họ sẽ bị lính sâu cấp đẩy lên và họ cử Shigami. Người chơi có khả năng tẩu thoát trong giao tranh và bắt lẻ là rất tốt với cái phần bóng của mình đi đẩy lẻ. Nhưng Shigami cũng không phải là một vị tướng đẩy đường quá nhanh. Và đây là cuộc chơi thi đẩy đường, chúng ta là cả 4 người chơi chưa cộng đến bộ loại Baron, còn đối phương chỉ là một người chơi. Chắc chắn cuộc chơi này nó thua ngay ở vạch xuất phát rồi. Chính xác, với một lối chơi tốc độ cao như từ đầu đến bây giờ thì có vẻ như người đài họ đang muốn đánh chậm lại. Nhưng thời điểm này chậm lại dường như đã quá muộn rồi. Dường như là không thể, anh Đức Lý mà xem đây là một tơn có tới 4-5 con xe nó đang bắn vào trụ của người đài. Đài bắt buộc phải giao tranh trước cuối được tung ra và đó là Alita quá trâu. Choáng 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 và choáng, họ chết trong những cú choáng của Aomu và Kennen. Và đó là Kiều đang được bắn thoải mái trong giao tranh. Anh ta hạ Guru thành công 1 mạng, 2 mạng, 3 mạng. Và đó là Shigami ở dạng đồng hồ cát. Anh ta cố gắng để về. Nhưng đội tuyển của Việt Nam chưa mất ai cả ở trong tình huống đó. Và đó là khả năng giao tranh tổng cực kỳ hài hòa đến từ bên phía đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta có một đường lính siêu cấp, chúng ta có hai đường lính siêu cấp. Shigami đang dùng cả tính mạng của mình để giữ lại cho cái nhà chính đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng nó là quá xa vời, bởi vì cái trụ này không phải là quá trâu và nó không phải bất tử. Erbel đang là người có thể bắn nhưng nó là liếm và ngay lập tức tạo đó bốc hơi. Và đó là chiến thắng hủy diệt cho bên phía AK Gaming trước bên phía của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Một trận thi đấu quánh nhau, đánh nhau và đánh nhau, đó chính là điểm nhấn của trận đấu. Điểm nhấn của chúng ta đó chính là đánh nhau trên mọi mặt trận. Điểm nhấn của chúng ta đó chính là 35 cái mạng phải lên bảng điểm số ở thời điểm phút thứ 15 của trận đấu. Một trận thi đấu mà tôi cũng không biết nói như một câu gì cả, tôi cũng không biết phân tích một cái gì cả. Tất cả những gì chúng ta chứng kiến đó là sự mãn nhãn, sự nảy lửa hưng phấn đúng không? Hoàn toàn đồng ý, một trận thi đấu mà cả hai bên đều đã chơi rất vô vập và họ muốn cho chúng ta thấy rằng ở cả Đài Loan cũng như ở cả Việt Nam thì ở hai quốc gia này chúng tôi ở đây không phàm lính mà ở đây chúng tôi phàm người. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta có một trận thi đấu giao tranh nhiều đến như vậy. Và nếu như quý vị không biết thì ngày hôm nay là một ngày mà sinh viên đã được lại tự trường lại sau những ngày nghỉ học rất là nhiều. Chính vì vậy thì cái cảm giác là cả hai bên đánh nhau nó vổ vập như kiểu là bạn thân tri kỷ lâu năm không gặp, người yêu lâu năm không gặp ấy. Một trận thi đấu rất là cuốn hút, rất là mãn nhãn dành cho cả hai bên. Và chiến thắng dành cho bên phía của Việt Nam, đội tuyển AK Gaming. Tôi nghĩ rằng đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng mà thôi, bởi cái cách mà chúng ta thi đấu, cái cách mà chúng ta bắt nhịp với trận đấu và cái cách mà chúng ta cho thấy tốc độ là thứ mà họ có lẽ cần phải học hỏi. Con bài Lulu và con bài Shinzao đã không mang lại quá nhiều hiệu quả dành cho người đài ở trong trận thi đấu đó. Còn AK Gaming họ đã có những sự lựa chọn bắt kịp với meta, với hai chiêu cuối có khả năng chồng chéo lên nhau và tạo ra một combo thực sự là kinh khủng khiếp. Đó chính là một con Amumu kết hợp với cả một con Kennen tạo ra những cú choáng mà có lẽ rằng người Đài Loan không thể nhấc chân nổi ở trong hai cái chiều cuối đó. Trong cái những tình huống giao tranh cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta băng vào giữa trụ để có thể ra giao tranh. Nhưng chúng ta không mất mạng nào. Chúng ta hạ gục thành công cả 5 cái mạng bên phía, không chính xác hơn là 3 cái mạng bên phía của Đài Loan. Và một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục dành cho bên phía của AK Gaming. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi để đến với những khâu cấm chọn ở trong trận thi đấu thứ hai. Ngày hôm qua thì bên phía của tiền đài Bắc Trung Hoa họ cũng là người để thua trận đầu, nhưng họ thắng 2 trận sau. Nên bạn đừng bao giờ có thể chủ quan trước bên phía của team Đài Loan, bởi đây là lần đối đầu đầu tiên giữa K7 Sport và AK Gaming, nên có thể chỉ là những sự thăm dò đến từ bên phía của team K7 mà thôi. Còn có thể ở trong những trận đấu tiếp theo, khi mà họ đã biết được điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta là gì, thì hoàn toàn họ sẽ đưa ra những chiến thuật khác nhau. Người đài luôn luôn có những cái lối chơi nó không bị quá là bảo thủ, không bị quá là gò bó. Mà họ có sự tinh tế và họ thay đổi rất nhanh sau mỗi trận đấu. Chính vì vậy, trong trận đấu tiếp theo này chúng ta cũng vẫn chưa biết được gì cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng người đài không nên so tốc độ với Việt Nam của chúng ta. Bởi vì ở đây chúng tôi làm chủ tốc độ. Đó chính là Akali và đó là Lee Sin. Hai lượt cấm đầu tiên đến từ cả hai bên. Bên phía của AK Gaming đều không thả Lee Sin cho người đài ở trong bất kỳ trận đấu nào. Và người đài họ cũng không để hở Akali. Lần này người đài họ có lượt cấm đầu, lượt chọn đầu tiên, nhưng họ vẫn cấm Akali. Thực ra nếu như nói về khâu cấm chọn của người đài, tôi cảm thấy không rất khó để đoán họ đang muốn cái gì. Họ luôn có những sự lựa chọn và họ luôn có những chiến thuật cảm giác rất dị. Ngày hôm qua bên phía của HT Huyền Thoại cũng là một đội tuyển rất mạnh, nhưng họ cũng thắng ở trận đầu tiên như vậy. Và hai trận sau họ phải nếm trái đắng trước người đài bởi những cái chiến thuật, những cái khâu ban pick rất dị. Họ đưa đường dưới Kai'Sa và người chơi hỗ trợ lên đường giữa và sau đó để TF xuống đường dưới. Một trong những lượt lựa chọn rất là thú vị, kể cả Ngô không đi đường cũng là lần đầu tiên mà dường như tôi thấy xuất hiện. Và tiếp theo sẽ là hai lượt cấm nữa của bên phía Academy cũng như là K7 Esports. Đúng là như vậy, và lần này thì liệu rằng sẽ cấm gì? SGU luôn là một sự lựa chọn hợp lý bởi ngày hôm qua người đài họ có một màn phô diễn với
Ezio là rất hay. Cái cách mà họ dùng Ezio thì phải công nhận là perfect. Mặc dù vị tướng Ezio không phải là một vị tướng dễ chơi. Mà ngày hôm qua dường như là vẫn chưa được cập nhật phiên bản mới đâu đấy. Đúng rồi, ngày hôm nay update rồi thì Ezio còn mạnh mẽ hơn. Còn mạnh mẽ hơn nữa cơ. Người thám hiểm Ezio sẽ rất mạnh. Chúng ta đến với lời cấm thứ hai, nhà thám hiểm. Anh Đức đoán rằng liệu rằng bên phía của team K7 sẽ cấm gì? Tôi thì vẫn đang không biết. Tôi thì tôi nghĩ rằng Alita có hợp lý không, bởi vì nếu như nói Amu và Kennen tạo ra được những cái tình huống chiều cuối ổn thì trước đó chúng ta cần phải nói đến tiền đề chính là một con Alita. Con Alita trong trận đấu vừa rồi là một con Alita mà đúng nghĩa nó không phải là bò thì bò gác bếp, mà nó là một vị thần với khả năng chống chịu sát thương rất khủng khiếp. Thật ra thì trong trận đấu vừa rồi tất cả năm thành viên bên phía AK Gaming đều thi đấu rất tốt, đến từ cả người chơi hỗ trợ, người chơi xạ thủ và đặc biệt là anh chàng đi rừng mang tên Amumu. Tuy nhiên thì chưa chắc rằng bên phía Đài Loan họ đã sợ cái vị tướng này, mà có thể là họ sợ vị tướng khác, ví dụ như Alita chẳng hạn. Oriana là lựa chọn cấm tiếp theo của bên phía team Đài Bắc Trung Hoa, và đó là Cookie. Có vẻ nhà AK Gaming có một sự nghiên cứu về bên phía của team K7 Sport, bởi Cookie trong tay của người Đài Loan, họ chơi Cookie khác với chúng ta. Cookie này là một con Cookie theo kiểu xạ thủ đấu sĩ, băng thẳng được đối phương và tự chết thôi, chứ không phải là Cookie muốn giữ vị trí. Bây giờ Cookie này nếu mà băng đối đầu với Mid Fortune thì sẽ băng vào. Băng vào chết, nhưng mà ít nhất cũng phải kéo được một hai bạn đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với khâu lựa chọn tướng của cả hai bên. First pick lần này của người Đài sẽ là gì? Để xem nào, họ có rất nhiều sự lựa chọn. Họ có muốn giữ lại Lulu hay không? Hay đó là Alita, Shinigami, người chơi đường trên của bên phía team Đài Bắc Trung Hoa. Anh ta cũng có một con Triton Fate rất hay. Một sự phân vân là khá lâu và lựa chọn Gragap. Và để xem Việt Nam của chúng ta sẽ lựa chọn gì. Đó có phải là Andrew đi kèm với cả cặp bài trùng Amumu cũng như là Kennen nữa hay không? Hoặc là Alita cũng được, bởi tôi nghĩ rằng không sai không phải sửa. Chúng ta muốn lựa chọn đường trên trước. Chúng ta sẽ lựa chọn Kermil để đối đầu với Gragap của Shinigami. Và đó là có thể Ezreal. Ezreal đã được khóa. Nhà thám hiểm Ezreal ở vị trí đường dưới. Đây sẽ là hot pick ở thời điểm tới. Và Kermil cũng là sự lựa chọn đường đơn của bên phía đội tuyển AK Gaming. Đây là hai lựa chọn rất là thú vị dành cho bên phía của AK Gaming. Khi mà Ezreal lần đầu tiên được xuất hiện trong... Không phải chính xác là lần đầu tiên xuất hiện ở ngày hôm nay thôi. Và được bên phía đó. Của team Đài Loan vẫn là làm lại với xảy ra từ từ. Javan đệ tứ ở trong sự lựa chọn đối đầu với Kermil và Ezreal thì Javan có phải là sự lựa chọn bí không, bởi bản chất ra Ezreal không hề không sợ những tình huống theo kiểu băng vào giữa đội hình, bởi cái dịch chuyển khoa học của Ezreal hoàn toàn có thể counter được điều đó. Và đó là Zeke. Wow, một trong những vị tướng có khả năng đi đường giữa, khả năng cấu rỉa rất khó chịu. Chúng ta đang muốn chơi một đội hình mà mắc cấu rỉa đến từ bên phía AK Gaming. Khi đó là Ezreal, đó là Zeke. Hai vị tướng, một trong những vị tướng mà có khả năng cấu rỉa rất tốt. Và thêm cả Mundo trong tay của ai đó nữa. Vâng, đó là Mundo ở vị trí đi rừng. Mundo đi rừng. Chắc chắn rồi. Kermil sẽ đi đường trên, Zeke sẽ đi giữa. Và Ezreal xa thủ. Thiếu một vị trí hỗ trợ nữa mà thôi. Bên phía của team Đài Bắc Trung Hoa thì họ có xây ra. Và cặp với Rakan. Đây và rồi. Họ có fit ở đường giữa. Vâng, cặp đôi cơm chó đã được xuất hiện. Vâng, Seiza Rakan, một trong những cặp đôi cũng rất mạnh mẽ để có thể khắc chế lại những tình huống theo kiểu băng bổ vào ở hàng tuyến sau, và có khả năng bảo kê tốt hơn cho Seiza. Và bên phía của team AK Gaming, nếu như họ lựa chọn Mundo thì cảm tưởng đây là một trận đấu mà họ hơi bị có quá nhiều khả năng chống chịu không. Sát thương sẽ dồn vào Ezreal và Zeke ở hàng tuyến sau, và Kermil sẽ là người cố gắng để giữ chân lại Seiza của bên phía đội bạn. Và cuối cùng là Mundo và Bram. Như vậy đây sẽ là một trận đấu mà ở thời điểm đầu rất có thể Mundo sẽ không thể đi ganh cơ động như Javan đệ tứ được. Nhưng ở khoảng thời gian giữa và cuối game, nếu như chúng ta có một sự không cần phải xanh sao đâu, và có được những con rồng theo kiểu là những con rồng nguyên tố có khả năng tăng khả năng chống chịu như là rồng đất hoặc rồng nước, thì Mundo cũng sẽ là một trong những sự lựa chọn mang lại rất nhiều hiệu quả ở hàng tuyến đầu để có thể giữ vững được và tanh được cho hàng tuyến sau. Thật ra nếu mà trong giao tranh tổng thì tôi thấy rằng cái đội hình bên phía Việt Nam hơi thọt hơn so với đội hình đối phương một chút, khi mà Ezreal và Zeke là hai vị tướng cấu rỉa, thiên về cấu rỉa hơn. Và thêm vào đó là cái chiêu cuối cũng đến từ Ezreal, chiêu cuối đến từ Zeke ấy, thì nó cần phải có một cái khoảng thời gian, tức là bạn phải căn thật để chuẩn cái chiêu cuối đấy để nó có thể đóng góp trong giao tranh nhiều hơn. Chính vậy tôi nghĩ rằng Việt Nam nên chơi theo cái đội hình mà cái chiến thuật như họ đã đưa ra, đó chính là cấu rỉa trước giao chạy sau. Và đây là trận thi đấu thứ hai giữa Đài Loan và Việt Nam, AK Minh và K7 Esports. Những hướng di chuyển đến từ cả hai bên cho thấy rằng Việt Nam đang muốn cướp rừng, và đây là Aber. Và chúng ta cướp luôn ngay lập tức, thì Aber đã phải dùng cho mình cái lá chắn, anh ta bị giữ chân lại.
anh ta dùng luôn cả lá chắn sau đó. Xin lỗi bạn, tốc biến trước và lá chắn sau. Và như vậy là một tình huống di chuyển cực kỳ khôn ngoan và khốn nạn đến từ bên phía AK Gaming, lấy đi ngay lập tức 2-4 phép bổ trợ cực kỳ quan trọng của cặp đôi đường dưới. Đường dưới ở thời điểm này nếu như bị gành thì khả năng để tẩu thoát qua bờ cũng như là toại trình với Rakan và Seiza dường như là cực kỳ khó. Đây là một tình huống mà Tywin đang dùng hỗ trợ đánh tay đôi với Kiều. Kiều mất 1/3 cây máu ở trong tình huống đó. Như vậy là cặp đôi đường dưới của bên phía Đài Loan họ đã mất đi toàn bộ những cái phép bổ trợ cho mình rồi. Nhưng và đây là Sàn người chơi đang bị giữ lại và Sàn cũng đã mất tốc biến. Đó là Scott, một tình huống combo cực kỳ nhanh để muốn giữ chân là người chơi đường giữa. Còn đây là đường trên, Su lần này đi với Shimigami, có vẻ nhưng ta là người bị đuối hơn. Anh ta về và sử dụng cho mình hạt hồi phục trước và anh ta cũng đã mất cho mình cái lá chắn. Bên kia Shigami cũng đã mất cả tốc biến lẫn thiểu đốt. Như vậy liên tiếp là những pha trao đổi phép bổ trợ cực kỳ mạnh mẽ ngay sau một phút thi đấu mà thôi. Nhưng phép bổ trợ của chúng ta đang lợi hơn rất nhiều khi mà Shigami ta đã mất cho mình cả tốc biến cả thiểu đốt rồi. Trong khi đó thì Tesu mới mất cho mình cái hồi máu cái lá chắn mà thôi. Họ đi cắm một con mắt rất sâu ở trong phần rừng bên phía chúng ta nhưng họ lại đã mất hết phép bổ trợ đường dưới. Đó là tài Quỳnh mỗi pha combo dịch chuyển của học và đang bắn thẳng mặt vào bờ. Bèo bị giữ chân lại nhưng họ đã kịp thời lui về trụ thành công. Họ còn đó hạt hồi phục và đây là thời điểm cấp độ 2, cấp độ 3 và không có lính đẩy lên nên việc băng trụ dường như là câu chuyện không tưởng. Và chúng ta dừng lại tại đây và câu chuyện vẫn chỉ dừng lại ở việc chưa có ai phải lên bảng điểm số cả, phẩm lớn vẫn chưa có. Và mặc dù thôi lại đánh nhau tiếp rồi. Lại tiếp tục đánh nhau ở đường giữa và đó là Giang Sàn, anh ta đang có những tình huống bị ném bom bởi Sàn. Tuy nhiên thì không mang lại rất quá nhiều hiệu quả. Vẫn như cũ thôi. Mặc dù ở đường dưới của chúng ta đã lấy được phép bổ trợ, lại đánh nhau Ở đường trên và họ vừa cướp rừng và họ muốn đánh nhau. Đó là Scott và CME. Và Nam là người di chuyển tới để phản ganh nhưng con bùa đỏ là vẫn còn và giữa của họ có mặt ở đây. Nam ngay lập tức phải dùng tốc biến ở trong tình huống đó để tẩu thoát và họ dừng lại tại đây. Vẫn không có bạn nào phải lên bảng điểm số mặc dù đánh nhau không phải là ít. Vâng, tôi đang cảm tưởng trận thi đấu này nó khá là tương tự trận thi đấu trước đấy. Tuy nhiên trận đấu trước thì chúng ta có một tốc độ nhanh hơn khi mà đã có những cái mạng phải lên bảng số đội tuyển thứ hai. Hoàn toàn đồng ý bạn. Nghĩa là trận đấu trước đó thì lần nào chạm trán cũng có mạng nhưng trận này chạm trán rất nhiều nhưng mạng không là bao nhiêu. Chính xác là không có cái mạng nào phải lên bảng số cả và mặc dù cặp đôi ở đường dưới này họ đã mất. Lại tiếp tục xiên và đó là bắn và đó là mình tình huống tốt dành cho người chơi cầm say ra. Anh ta có mạng hạ gục của Ezreal và đó là chiến công đầu dành cho bên phía của người Đài. Và như những gì mà chúng ta sau nhiều lần chạm trán thì rõ ràng cả hai bên đều có tiêu ăn miếng trả miếng, chỉ là không có mạng hạ gục. Nhưng cuối cùng có vẻ như bên phía của team Taiwan là người làm tốt hơn. Họ mang về cho mình chiến công đầu ở thời điểm này. Và sai ra có mạng chiến công đầu, đây là điều tôi lo. Và đây là tốc biến úp lồng thẳng mặt Sàn kết hợp với thả cá. Nhưng đó là một tình huống không hách được não của Sàn. Và Sàn đã dùng cho mình cái bom và lui về tuyến sau. Và đó là một tình huống có lợi hơn dành cho người chơi đường giữa khi mà đối phương đã mất đi cho mình tốc biến nhưng không hạ gục được mạng của Sàn. Một quả bom nó rất nhạy cảm đến từ anh chàng Tisun đã khiến cho anh ta có thể thoát ra khỏi cái tình huống vừa rồi. Một tình huống mà combo khá tốt đến từ cặp đôi đường giữa và người chơi và đây là của... tung tăng đấy lại tung hai tăng ông này một ông thì muốn tiếp cận, một ông thì chớm thấy ông kia nhảy là ông này đặt bom nên câu chuyện chỉ dừng lại ở những pha trao đổi chiêu thức. Shinigami, anh ta lựa chọn Gragap để đối đầu với cả Kermil. Và sự lựa chọn của anh ta hoàn toàn hợp lý bởi chúng ta có thể nhìn thấy lượng chênh lệch đang là lớn hơn. Còn đây là một tình huống phản ganh, chúng ta có 3 người nhưng đối phương cũng đã có 3 người ở đây. Chúng ta hồi máu nhưng combo đã có. Nam biết tung cung sáng tung ra chúng được 3 người nhưng máu mất không là bao nhiêu. Tiếp tục thêm chiều cuối được của Zik. Và lần này thì sự khác biệt đã có những chiếc score lấy được thành công cái mạng của người chơi hỗ trợ bên phía đội tuyển Việt Nam. Kiểu có một xanh một đỏ và kiểu bám ở Bèo đang lùi về và Nam đang ném. Và đó là chiều cuối tung ra giữ chân lại được không? Không có mạng và anh ta tốc biến để né anh ta. Có một tình huống giật chiều cuối rất hay. Tung tăng nhảy múa phản ganh của Sun nhưng trước đó Sun cũng đã có mạng của Sun và Sun tới lấy mạng của Sun và đội Double Kill rẻ Sun và đó là mạng ung thư 5 dành cho bên phía của người Đài và họ là người lãi hơn ở trong pha giao tranh đó. Đường trên cũng đánh nhau tuy nhiên không phải là khô máu. Một trong những tình huống giao tranh mình khá là dài hơi ở phía đường dưới. Đầu tiên là bên phía của chúng ta đánh 3-3 nhưng mà tôi không hiểu là sao chúng ta lại lỗ hơn một chút nhở. Dường như đó chỉ là một tình huống mà lấy 3 đổi 3 thôi thì phải. Một tình huống lấy không, chính xác là một lấy một đổi ba. Không, chúng ta lời đi chứ. Chúng ta lỗ chứ. Chúng ta lỗ khi mà đầu tiên là 0-1 sau đó là 5-3 đúng không? Tức là khoảng cách là 2 mạng rồi. Tức là chúng ta mất người chơi đi rừng, mất người chơi. Hoàn toàn đồng ý. Mất người chơi xạ thủ và mất thêm cả mid họ nữa. Họ là người có lãi bởi họ lấy được cả 4 người chơi, đó là Quezzer và đó là Sun đang là người bị giữ lại và đó là Sai Zala vào cá được thả ra và Sun đang bơi nhưng Sun không thể bơi nổi và mạng dành cho Sun và họ đang muốn lấy mạng của Sun
để đổi lấy con rồng của trận đấu, và đó là con rồng nguyên tố nước. Chúng ta có cung ánh sáng tung ra nhưng đối phương đã có rồng và chúng ta lao vào, và đó là Nam. Nam không kịp làm gì cả, Nam bốc hơi, và đó là Tài Trình. Anh ta muốn combo vào hàng tuyến sau nhưng Kiều và Sa đã kịp thời lùi về, và đó là 7-3, và đó là có lợi cho người Đài. Họ có mục tiêu lớn và họ đang bắt đầu nhìn hơn tiền, và họ đang muốn bằng trụ, họ muốn đánh nhau, và đó là Tài Duyên. Anh ta combo rất hay và ngay lập tức xảy ra có mạng. Kiều cũng đã biết tung và Kiều không còn dịch chuyển quang và còn cái gì để chạy được cả, và đó là pha bằng trụ mẫu mực của người Đài. Cái chiều cuối cùng dịch được tung ra nhưng đối phương đã né, và đó là mạng thứ 9, và đường giữa chúng ta ngay lập tức mất cả trụ trong tiếng di chuyển của Sun, và đó là một trụ, và đó là 9-3 về mạng mỗi con rồng nước, và chênh lệch là 6k tiền phương thứ 6 của trận đấu. Đó là một tình huống thi đấu mà chứng tỏ chúng ta là biết được xảy ra trong tay của anh chàng Aber này nó bá đạo như thế nào, với những tình huống giật lông vũ về nó rất chí mạng. Wow. Nó khiến cho sát thương gây ra từ Kai'Sa là, từ xảy ra là rất nhiều, cộng thêm cả những cái tình huống không chế đến từ anh chàng này nữa. 9-3 dành cho bên phía của người Đài. Trên lệnh về tiền hiện tại là 4k tiền, họ thêm một con rồng nước nữa. Đó là một trận thi đấu, đây là một trận thi đấu mà bên phía người Đài họ đang làm tốt lợi hơn. Thế hơn, và họ đang là người làm tốt hơn, tôi bảo rồi. Bên phía của người Đài luôn là như vậy. Họ luôn có những trận đấu rất khó hiểu ở trận thi đấu đầu tiên để thăm dò. Và trong trận đấu theo có vẻ như khi họ đã là người bị dẫn trước, họ đang không còn đường để lùi. Khi mà bị ép vào đường cùng thì người Đài họ vẫn luôn rất biết cách để tạo ra những trận đấu có lợi. Và bây giờ thì họ là người đang tạm thời làm chủ trận đấu. Hòa về trụ. Nhưng cái trụ ở đường dưới rõ ràng nó còn đang còn quá yếu máu để trụ được đường. Và đường giữa thì mất trụ, và trụ đường giữa luôn luôn tôi đánh giá cao hơn so với cái trụ của hai lên còn lại. Và con sứ giả ở thời điểm này sẽ là mục tiêu mà người Đài muốn nhắm tới. Chính xác, và như tôi đã nói rồi thì cái đội hình này bên phía Việt Nam cần phải có những cú cấu rỉa máu trước giao tranh để đảm bảo được giao tranh chúng ta có lời hơn lần máu. Vâng, con sứ giả đang được khởi động, chúng ta có mắt và chúng ta có một chiều cuối. Chúng ta muốn cướp nó nhưng chúng ta đã không thể cướp được, bởi trừng phạt trong tay của Scott đã quá chuẩn ở trong tình huống đó. Đường dưới có đánh nhau, và đó là Su và đó là Nam. Su tốc biến lên dùng chiêu cuối úp, tí nữa thôi thì Nam có mạng của Su, nhưng Su là người tỉnh táo tàu hơn trong pha xử lý rất mẫu mực và đầy quyết đoán của mình để mang về một mạng ngả gục nữa cho bên phía Team AK Gaming. Và chúng ta đang muốn di chuyển với Su để lấy được cái trụ, nhưng phía dưới Scott đã thả cho mình con sứ giả khe nứt, và Sun cũng đang có mặt ở đây, và Sun cần phải về bởi dịch ở trong trận đấu này anh ta đang bị counter quá mạnh bởi Savan đệ tứ. Sun anh ta có thể về được, nhưng điều quan trọng là anh ta không thể ở lại để đem được con sứ giả này. Và nên nhớ rằng anh ta cũng vừa ném cho mình cái chiêu cuối rồi. Và đây sẽ là một trụ nữa dành cho bên phía của đội tuyển Đài Loan. Họ đang không muốn dừng lại khi họ tập trung tới tận 4 thành viên ở đây. Và họ đang muốn đẩy con sứ giả còn một lần hút đít nữa. Nó lấy đi gần một stack trụ ở cái trụ thứ hai của trận đấu. Và lần này thì chênh lệch về trụ nó vẫn cứ là không có, nhưng người Đài đang muốn có và họ đang muốn lấy cái trụ đứng giữa, nhưng chiều cuối của Zik đã tỏ ra rất hiệu quả trong tình huống giữ trụ dành cho bên phía của Team AK Gaming, và Nam đang bọc hậu. Chúng ta đang muốn đánh nhau, họ cũng muốn đánh nhau, và đó là combo tẩu thoát với chiều cuối dành cho Già Vàn, và đó rõ ràng là khả năng rất nhiều hữu người Đài. Anh ta úp lồng để anh ta có một tình huống chặn họng, và sau đó anh ta combo thoát xong. Easy game. Một tình huống combo mẫu mực đến từ anh chàng Già Vàn để có thể là giúp cho những người đồng đội của mình có thể lùi về. Chỉ cần một cái chiều cuối úp lồng thôi, và sau đó anh ta combo già, như vậy là đã giữ chân được rất nhiều thành viên bên phía của đội tuyển Việt Nam. Và họ lùi về thành công, 5k tiền vẫn là lượng chênh lệch đến thời điểm hiện tại. Nó là một con số không quá lớn, nhưng nó đủ để khiến chúng ta phải lo ngại. Đúng là như vậy, 5k tiền ở phút thứ 9 của trận đấu. Tôi nghĩ rằng đó là con số lớn đấy, nó không quá lớn thôi. Đúng. Nó không phải là quả cầu tuyết theo kiểu bằng với thời gian kiểu 8 hoặc 9k tiền ở thời điểm này. 24 giây nữa thì con rồng sẽ có mặt ở trên bản đồ, và đó là một con rồng đất. Điểm qua thời điểm này thì rõ ràng bên phía của Việt Nam chúng ta đường trên đang là người giàu nhất, nhưng xạ thủ trong tay của bên phía của đối phương là Abel, anh ta đã có cây đây là 414, và anh ta có tới 8,5k tiền, và anh ta đã có được cho mình 2,5 món đồ ở thời điểm này rồi. Thêm một cái mảnh để đảm bảo rằng khả năng hồi phục của Mundo sẽ bị giảm đi ở trong những cái mảnh ghép đó, cái mảnh ở cung xanh tôi quên mất tên rồi. Nó sẽ khiến cho Mundo anh ta bị vết thương sâu và anh ta khó có thể hồi phục được. Tuy nhiên, Tây Nam nếu mà lên cho mình cái giáp tâm linh thì nó cũng sẽ một phần nào đó hoàn toàn đồng ý khắc phục được. Và đối phương là người khởi động con rồng, Sigani đứng ở một góc rất khôn ngoan. Anh ta sẵn sàng có những tiếng lăn bụng ra tuyến sau, nhưng con mắt của chúng ta cũng đủ quái để phát hiện ra vị trí đứng của người chơi đường trên để đảm bảo nên giữ đội hình. Và bên này, với đội hình mắt cấu rỉa thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ lợi hại hơn ở trong những tình huống đứng nhìn nhau như thế này. Khi đó là những cú ném bom và đối phương là người muốn đánh nhau. Sigami dùng chiêu cuối kết hợp với cả Tài Huỳnh, họ giữ chân lại được Sun. Sun dùng cho mình cái bom để bật ra tuyến sau kết hợp với đồng hồ cát, nhưng Ezio thì lại không về được. Và đó là hai mạng hạ gục, nhưng đối phương đã mất hai người. Nếu cho Abel đang được bắn, anh ta bắn rất chay và anh ta còn lại một lượng máu rất nhiều. Anh ta bơi thẳng vào giữa đường của đội Medusa và Su đang là người làm tốt, và đó là Abel. Nhưng Tài Huynh là người sửa sai,
Và đó là một điều quét sạch cho bên phía của người đài. Và đó là sự mẫu mực của cặp đôi cẩu lương đường dưới Seira Rakan. Và họ tạo ra một màn trình diễn thực sự đẹp mắt. Đó là một sự hoa mỹ đến từ cô nàng lông vũ say da này, khi mà anh ta bơi giữa hai người chơi đang khá là khỏe bên phía của đội tuyển Việt Nam, đó chính là Tesu và Tên Nam. Và sau đó anh chàng cẩu lương bên phía của Đài Loan, anh ta mới giúp cho cô nàng say da này quay trở lại trận thi đấu. Vâng, tôi không thể hiểu được trong cái tình huống đấy là anh ta có tôi nghĩ rằng EBL đó là lỗi bởi vì anh ta đã hơi tham để dí vào, nhưng không anh ta dí dớn sâu để Rakan có một tiếng combo vào trúng nhiều thành viên, và đó rõ ràng là một sự hiểu ý và khả năng phối hợp cực kỳ hay của Taiwing và EBL. Nếu như nói việc EBL cầm xây ra ở trận đầu tiên không mang lại được quá nhiều những cái dấu ấn ở trong lòng của chúng ta thì trận thi đấu này đó lại là một câu trả lời đánh thép khác. Anh ta đang là một trong người chơi xây ra mà tôi thực sự ấn tượng với cách mà anh ta bình tĩnh và những tình huống rút lông của anh ta, thì phải công nhận anh chàng này khả năng cao sẽ không có lông trần. Và con rồng đất của trận đấu chúng ta đang là người khởi động nó, nhưng chúng ta ăn được nó hay không chưa cuối tung ra. Và đó là rồng đất cho đội tuyển của Việt Nam. Và đối phương muốn đánh nhau, EBL là người bị giữ lại, nhưng ngay lập tức Tài Quỳnh có một dùng chỉ có bơm giữa đường đối phương, và đó là một tình huống giao tranh mà chúng ta là người bất ngờ cho mất một người, và đó là kỳ, và đó là combo, đó là hai người lên bảo đối số là ba người, đó là một tiếng Nam đang bơi trên giữa đường, Nam đang cũng phải hồi phục, nhưng đối phương tung tăng nhảy múa theo với cả Giang Xuân, nhưng đối phương lựa chọn dừng lại bởi vì họ đang muốn khởi động con Baron ở thời điểm này để gỡ gạc lại con rồng đất của trận đấu. Và đó là 17-7, và đó là ba mạng hạ gục, và con rồng này không phải là dễ để chấp nhận được, bởi nếu mất Baron thì con rồng đất trước đó nó hoàn toàn là vô nghĩa. Nhưng lấy gì để can thiệp con Baron này cũng đang là một dấu hỏi lớn cho bên phía của AK Gaming. Rừng của chúng ta đang di chuyển tới đây, nhưng liệu rằng có kịp hay không? Không, chúng ta biết, nhưng có những thứ biết bạn vẫn phải buông. Chính xác, đó là một cái mạng, nếu mà băng vào là một cái mạng nằm xuống nó hơi vô ích một chút. Và Tên Nam anh ta hoàn toàn thông minh để biết được anh ta nên làm thế nào trong tình huống vừa rồi. Xay ra lại một lần nữa khiến chúng ta cảm thấy bất ngờ khi mà anh ta có một chỉ số KDA. Thực ra nhá, nếu mà bạn chơi xay ra thì cái việc rút lông vũ là một điều quan trọng nhất. Tôi hoàn toàn đồng ý với nếu ý kiến của anh. Nếu như bạn rút quá sớm thì cái lượng sát thương gây ra nó không nhiều. Không nhiều. Nhưng nếu rút quá muộn có khi bạn phải lên bản bị hạ gục. Đấy. Và thêm vào đó nữa thì trong cái đội hình này, Việt Nam của chúng ta cần phải có những tình huống đấu rỉa trước, chứ không phải là lao vào giao trận tổng với họ. Và nếu như anh Đức để ý mà xem thì nếu như nói về EBL thì chúng ta phải nói với Rakan. Anh chàng Tai Huynh này có điều dùng chiếu cuối rất mẫu mực. Anh ta luôn có thể thu hút được dường như rất nhiều cái khả năng hiệu, cái hiệu ứng của đó gọi là gì nhỉ? Khiêu khích à? Không phải. Nếu anh không để ý tôi quên rồi, nhưng đây là solo kill giữa Sun và Su, và đó là Sun và đó là Su tung tăng nhảy múa, và hai bên đang solo kill cực mạnh, nhưng Su là người làm tốt Sun thì đừng giữ, chúng ta đang là người làm không tốt bằng đối phương. Và đó là Tài Quan, họ đang có bùa lợi Baron, hai con lính to đang đẩy vào. Và liệu rằng chúng ta giữ được cái đường lính siêu cấp này hay không? Tesa dùng chiều cuối, chúng ta đang bằng mọi giá để giữ lại. Kiều đang dùng dịch chuyển vòng lên để có thể đép. Đối phương đang bằng mọi giá để lấy cái trụ này, đội bạn chưa lấy được. Và đó là một rút lồng ngực trở về. Nhưng Gia Van để tứ đại trọng vào về của đối phương, và đó là sự tham trụ đến từ các người, đến từ thành viên của người đài. Và đó là chúng ta thành công để giữ được đường lính siêu cấp, mặc dù đối phương có bộ lợi mạnh nhất trên bản đồ ở thời điểm này. Hãy nhìn cái chỉ số KDA đi. Anh Hồ có để ý không? 0-1-17, tức là 17 cái mạng lên bảng điểm số, là có 17 cái mạng mà anh chàng Gia Can trong tay của Thái Quỳnh. Anh ta có đều đóng góp và hỗ trợ. Thêm vào đó nữa xảy ra 79, tức là 16 cái mạng trên tổng số 17. Đúng. Đây là một cặp đôi mà tôi đánh giá rất cao ở trong cái trận thi đấu này. Rõ ràng đó là cặp đôi đường dưới cánh tìm, đường giữa của họ đang là 622, đường trên và đường rừng đang đóng vai trò bảo kê và phá rào tranh nhiều hơn. Không còn đó là Kenen Aomu. Đội hình của chúng ta phải nói đúng ra là chúng ta hơi thiếu hiệu ứng một chút xíu. Và đánh nhau với xây ra mà bạn không hiệu ứng thì rất có thể bạn sẽ toang. Và đó là ở bèo đang bắn rất cháy, và Kiều phải buộc di chuyển ngọc về tuyến sau. Còn đây là Nam đang bơi giữa vòng vây của cả bốn người. Nam ở chữ cuối, Nam đang phải dùng tốc biến, Nam bơi về nhưng cá đang trên người của Nam, đó là chữ cuối của Dịch, nhưng không thể cứu được Nam, và Nam bốc hơi. Và phía sau Tai Quỳnh đang muốn dùng chiêu cuối, anh ta bơi vào giữ chân để thành công người chiến dịch bên phía chúng ta, và đó là San đang dùng đồ cát, và tuyến sau Scott đang cùng các đại bảo hậu, và không ai cứu được San cả. San lại bằng điểm số mà được nhường lại dành cho người chơi đứng giữa bên phía đội bạn. Và đó là một tình huống mà chúng ta đã để lộ hai người chơi và buộc phải ôm nhau lùi về, nhưng cái trụ này chỉ còn lại 12 máu là không đủ để nó tiếp tục đứng ở trên cái bản đồ này được nữa. Và đó là một đường lính siêu cấp dành cho bên phía của team Đài Bắc Trung Hoa. Đây là một trận thi đấu mà chúng ta lỗi ở ngay khâu ban pick, khi mà chúng ta có quá nhiều lượng chống chịu. Đó đến là từ anh chàng của Nam trong tay của ta Tesa, đó là đến từ cả Mundo trong tay của Tisun nữa, nhưng chúng ta không có hiệu ứng công chế, và đặc biệt là chúng ta thiếu đi một người chơi có thể có khả năng băng vào hàng tuyến sau hạ gục thành công cái mạng
xạ thủ bên phía Đài Loan. Đúng là như vậy. Một mình Tae Su là không đủ, một mình anh chàng Cơ Miêu này là không đủ để hạ gục một con xay ra xanh sao như này và có sự bảo kê rất răng. Phải công nhận là tận lỗ chân lông của Rakan đến từ xay ra để anh chàng xay ra có thể nhổ lông của đối phương. Cặp đôi cầu lương đã thể hiện cho chúng ta thấy đây là một cặp đôi đang mạnh nhất. Hoàn toàn đồng ý. Con rồng lửa của trận đấu nhưng chúng ta lại đang ăn Baron và đối phương không có tầm nhìn ở đây. Còn Baron còn lại đó là 8.000 máu và đây sẽ là khoảnh khắc để chúng ta lội ngược dòng ngoạn mục và lộn cái bàn. Còn bàn lộn hay không thì phải chờ con Baron này nó có thuộc về bên phía của Việt Nam hay không. Nhưng nếu như làm không tốt thì đó sẽ là một pha lỗi và nỗi đau mang tên Baron. Và con Baron còn lại 1.000 máu. Baron thuộc về đội tuyển của Đài Bắc Trung Hoa và chúng ta tàn vỡ. Chúng ta mất một người chơi của Nam và chúng ta có thể mất cả Su. Và chúng ta đã liều nhưng không ăn được nhiều mà thậm chí còn mất nhiều hơn cả ăn. Trộm gà không thành, mất cả nắm tóc và Tai Quỳnh đang bơi và Săn ở phía sau. Nhưng Săn đã cố gắng để ép góc để đưa đồng đội của mình có thể về được. Nhưng đó là một quyết định mà rõ ràng một ván bài chúng ta buộc phải chơi. Nhưng ván bài này có vẻ cái kết của nó là chúng ta đã không thể chấp nhận được. Chỉ xác một ván bài mà chúng ta không còn hy vọng nào nữa. Chúng ta bắt buộc phải đặt niềm tin nhỏ nhoi vào con Baron đó. Nhưng không, Đài Loan họ biết được điều đó. Và họ thắng luôn với bộ lợi Baron. Ba người là không đủ để chơi với Nam. Và đó là 600 máu. Và đó là chiến thắng cho người Đài. Và đó là một đều. Và đó là lý do tôi đã nói rằng cái chiến thắng của bạn càng dễ dàng bao nhiêu ở trận đầu thì người Đài họ lại càng biết cách để làm tốt hơn gấp bội lần ở trong trận đấu tiếp theo. Đừng bao giờ coi thường người Đài bởi vì người Đài luôn có những cái chiến thuật rất nhạy cảm. Hoàn toàn đồng ý. Đưa ra rất nhanh chóng để có thể khắc chế những cái chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của chúng ta. Và đặc biệt đó là một trận thi đấu mà tôi nghĩ rằng lỗi bàn pick rất nhiều đến từ đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có quá nhiều chống chịu nhưng chúng ta không có đủ sát thương để gây ra vòng ra được. Nghĩa là chúng ta có chống chịu nhưng nếu như nói trận trước chúng ta có ít ra ấy, Mundo Amumu cũng như là Kennen đều có thể có khả năng giữ chân được Saiza. Saiza có thể đỡ được một chiêu cuối nhưng hai thì lại không, đúng không? Dạ. Bởi vì anh ta chỉ có một chiêu cuối mà thôi. Nhưng với việc chúng ta có Mundo nhưng lại thiếu đi quá nhiều những khả năng để có thể giữ chân lại Saiza. Và điều quan trọng là Saiza đã khó để bị bắt rồi, lại còn thêm cả Rakan với khả năng bảo kê cực kỳ ấn tượng nữa. Thì đó là một trận thi đấu mà sức mạnh của Saiza được bộc lộ một cách rất hiệu quả và nó là tuyệt đối trong tay của người Đài. Thêm vào một phần nữa đó chính là Việt Nam của chúng ta có một đội hình mà thiên về cấu rỉa máu đến từ Zeke và Andrew, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta liên tục là băng vào giao tranh và chúng ta không cấu rỉa trước. Điều đó khiến cho việc cái chiến thuật của chúng ta, cái đội hình của chúng ta đưa ra nó lại không được khớp. Đây chúng ta để thua. Và nếu như đến với trận thi đấu tiếp theo thì tôi nghĩ rằng bên phía của team AK Gaming sẽ cần phải suy nghĩ lại về khâu lựa chọn vị tướng, lựa chọn tướng của mình. Chúng ta tự tin thả xây ra lần 2 cho người Đài và chúng ta đã nếm chai đắng bởi sự tự tin đó. Bởi rõ ràng xây ra, tôi và anh Đức nói rất nhiều rồi nhưng ấn tượng nó là thứ mà nó đang rất là sâu đậm. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải học cách mà người Đài thi đấu với con xây ra. Nếu như nói trận đấu trước đó xây ra không được chơi game quá nhiều bởi Lulu đã bị nép một cái rất là mạnh mẽ, nhưng trận này với việc họ có cho mình Rakan và chúng ta có thể nhìn thấy khả năng bảo kê của Tai Quỳnh, anh ta làm tốt đến như nào, Erbel thì bắn cả thế giới. Trong khi đó thì lựa chọn của chúng ta như Đức đã phân tích rồi, trâu thật chó thật nhưng lại thiếu đi hiệu ứng khống chế và thậm chí rằng cũng không có quá nhiều sát thương để chúng ta có thể làm hại được hàng tuyến sau của bên phía đội bạn. Có vẻ có thể là trong trận thi đấu này chúng ta nên có những lượt cấm mà nó mang tính hơi ác ôn một chút. Đó là chia rẽ cặp đôi cầu lương này. Đúng. Nhưng không sao. Tôi nghĩ rằng nên cấm. Lần này thì tôi nghĩ rằng Seiza là thứ mà chúng ta đã không dám đặt cược vào cô nàng lông vũ này nữa. Và chúng ta lựa chọn cấm Seiza, đây là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Nhưng người Đài luôn là như vậy. Meta của họ rất khác biệt và họ luôn biết cách để tạo ra meta chứ không đi học ai cả. Chính xác. Nếu như nói người Hàn Quốc, họ am hiểu game đến mức tận cùng và luôn theo meta thì người Đài lại là một sự bứt phá. Và tôi thích sự bứt phá hơn là một cái gì đó nó dù ngủ. Và đó là Alita và đó là Gragap, ba lượt cấm rất nhanh đến từ cái phía. Và nếu như các bạn cấm xảy ra thì người Đài luôn luôn sẽ có những cái vị tướng xạ thủ khác mà có khi nó còn kinh khủng hơn cả anh chàng xảy ra nữa này nữa cơ. Và để xem Việt Nam của chúng ta sẽ cấm tiếp những Đài Loan họ sẽ cấm tiếp gì. Bờ răm. Không, như vậy là họ cấm toàn bộ và hỗ trợ. Đúng, tức là họ thả ra cho chúng ta con bài. Tức là với việc mà trong cái phiên bản gần đây thì Đức Đí mà xem dường như nép rất toàn bộ vào đường dưới, nép về đường dưới và búp cũng vào đường dưới nốt. Nên là đường dưới ở thời điểm này đang là một trong những con đường mà cả hai bên đều muốn focus vào nó. Và đó là Akali được thả ngay lập tức. Thì chúng ta lựa chọn đó là Akali. Và đó là Lee Sin. Tôi vẫn rất ấn tượng với cách mà người Đài cầm Lee Sin và lần đầu tiên tôi thấy họ được chơi vị tướng này bởi nó luôn bị cấm và đó là Kennen. Còn bên phía của team AK Gaming họ có Kai'Sa và họ muốn làm với cả Lulu. Như vậy Akali, Kai'Sa và Lulu
khả năng ám sát có, hiệu ứng có, thêm cả vâng khả năng sống và tẩu thoát do chạm cái sao có, nhưng đối phương đang muốn chơi Varus cũng đang là một vị trí xạ thủ được búp, và đó có thể sẽ là Seraphim, một trong những vị trí hỗ trợ cũng rất khốn nạn, hoặc Seraphim cũng có thể đi đứng giữa được. Nếu hai vị tướng này được pick thì không, đó là cookie trong tay của anh Trà Bơm mà thôi. Và thêm vào đó nữa là Seraphim, tôi đoán khả năng cao là Seraphim sẽ ở vị trí đi đường, chứ đi đường để xem, bởi vì Tywin mới là người chỗ hỗ trợ. Đúng chứ, còn hỗ trợ Seraphim thì cũng được thôi, nhưng anh chàng này đi đường thì tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn. Và Nam muốn làm lại với Amumu, và đó là Orianna trong tay của Sun. Như vậy tôi thích cái đội hình này của AK Gaming hơn. Chúng ta có khả năng chống chịu, chúng ta có ám sát, có khả năng giữ vị trí, khả năng bảo kê, và chúng ta có cả sao tranh thẩm, một đội hình cực kỳ ổn định của AK Gaming. Còn đó là bên phía của K7 Esports, họ có cho mình Janna để có thể counter được khả năng băng bổ đến từ Kai'Sa. Đến từ Akali. Nhưng nếu Akali băng vào thì sẽ có Janna một chiều cuối. Tuy nhiên đội hình này Đức lý mà xem dường như hơi bị thiếu một chút khả năng chống chịu thì phải. Bởi Janna bản chất ra có thể bảo kê được, nhưng cô nàng này chống chịu cũng không phải là quá mạnh mẽ. Như vậy đội hình của bên phía team Đài Bắc Trung Hoa đang là một đội hình họ lại tiếp tục đổi. Mỗi trận là một chế thuật khác nhau. Mỗi trận là một... Thực ra cả 4 con bài này, cả 5 con bài chứ, đều lần đầu tiên họ cầm ở trong mùa ngày hôm nay. Nếu như nói ở trong trận thi đấu trước đó họ có xây ra xuất hiện ở trong cả 2 trận, thì lần này họ đổi. Họ đổi hoàn toàn rồi. Họ đổi hoàn toàn và... Không còn ngộ không, không còn gác, không còn xây ra, không còn ra cạt. Và họ tự tin đến mức mà first pick giúp bạn lựa chọn đầu tiên của họ đó là Lee Sin. Và người Thái Lan, người Việt Nam và người Đài Loan đều là những người chơi Lee Sin hay bậc nhất thế giới ở trong tựa game tốc chiến. Nếu như bạn để ý thần rừng của Thái Lan là Duke, anh ta chơi Lee Sin cũng rất hay. Thế nên đây có thể sẽ lại là một trận thi đấu nữa mà tôi nghĩ rằng trong khoảng thời gian loát game các bạn nên đi WC đi, bởi đây sẽ là một trận thi đấu mà chúng ta rất dễ phải đóng bìm. Bởi đánh nhau ở tốc độ cao với Lee Sin, với những vị tướng theo kiểu có khả năng đánh tốc độ cao như Lee Sin, thì chắc chắn người Đài sẽ muốn đánh nhanh ở trong trận đấu này, bởi họ thừa hiểu rằng nếu trận đấu này mà kéo lên, cửa thắng họ là không cao. Đây là một trận thi đấu mà ở trong giai đoạn đi đường Việt Nam của chúng ta sẽ cực kỳ khó chịu. Phải nói là siêu khó chịu, bởi vì anh chàng Seraphim là một trong những vị tướng mà có khả năng, tức là cái khả năng cấu rỉa nó rất ấn tượng. Như vậy là Seraphim sẽ được đưa ra ở vị trí đường trên để đối đầu với kèo Akali, còn đường giữa sẽ là Orianna đối đầu với cả Cookie. Ở đường dưới, đây là một sự, đây là đổi đường dành cho bên phía Đài Loan. Họ lại một lần nữa đưa ra một cái chiến thuật mới, đó chính là được cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ ra đường giữa, và khiến cho người chơi đi đường của bên phía Đài Loan tụ tập xuống đường dưới. Điều này sẽ khiến cho anh chàng Tae-sun, người chơi Orianna của chúng ta, sẽ có một giai đoạn đi đường nó sẽ là cực kỳ khó thở. Cặp đôi ở đường trên thì tôi nghĩ rằng sẽ là hòa đường mà thôi, thì đó là Akali cũng như là Seraphim. Anh chàng Seraphim chỉ cần đứng đằng sau và farm lính. Hoàn toàn đồng ý, ngay khi mà thấy có Orianna thì người Đài họ luôn muốn đẩy cặp đôi hỗ trợ xạ thủ ra đường giữa. Và đó là lý do mà họ đổi đường. Vâng, chiến thuật đổi đường ở trong những trận đấu quyết định để đưa ra được một sự lựa chọn hay là một sự đột biến. Janna tới để tranh cướp con mắt, và đó là Sa. Nhưng nên nhớ rằng Sa chỉ cấp độ 1 và Tywin đã là cấp độ 2. Anh ta cấu rỉa một lượng máu khá khá rồi anh ta về, và anh ta gọi score cũng như là Erbel di chuyển vào phần rừng của bên phía Việt Nam. Nhưng trong rừng của bên phía Việt Nam đã không còn bất kỳ một cái tài nguyên nào để họ có thể la liếm được ở trong tình huống đó. Và đó là một pha di chuyển mà có vẻ như score, anh ta sẽ có cái phần rừng và tài nguyên nó bị chậm đi. Và họ lại muốn cướp. Họ đi qua mặt của sàn, tiến thẳng vào phần rừng của chúng ta. Họ đi theo kiểu không coi ai ra gì cả, và họ bắn thẳng vào con blue của Nam. Họ hiểu điểm yếu của người chơi đi rừng bên phía Việt Nam. Họ hiểu điểm yếu của anh chàng Amumu này, đó chính là khả năng đi rừng rất chậm. Hoàn toàn đồng ý. Trước cấp độ 5 anh ta này, và cả mid cũng như top Orianna cũng như Akali đều không quá mạnh ở trước cấp độ 5. Đúng. Nhưng tôi và anh Đức phân tích xong thì họ lại đi về để ăn con cua kỳ cục. Và đó là những bước di chuyển mà họ đang muốn khuấy đảo trong phần rừng của chúng ta. Tuy nhiên, nhưng di chuyển nhiều họ sẽ lại thọt hơn nếu họ không có mạng, và họ đá sâu âm trúng sàn. Sàn là người bị giữ lại và Shigami là người bọc hậu, và sàn tốc biến nhưng tốc biến theo score. Hai đội hộ thể và sàn rất có thể sẽ về lên bảng đếm số không, đó là tốc biến họ đá vào mặt của Kiều. Họ muốn lấy cả mạng của Kiều. Và Erbel băng thẳng vào giữa hai trụ, và họ đang muốn cô lập, họ đang muốn cấu rỉa, và Kiều đang chờ xa, nhưng xa đang đúng như tên của xa, ở quá xa, và Erbel thì lại ở rất gần Kiều. Và đó là chiêu của Shigami và Lee Sin đá chúng, họ đang tanh trụ và họ bảo kê cho nhau để có một băng trụ là tương đối perfect để mang về mạng thứ hai. Và đó là tôi luôn muốn nói một câu, người Đài họ luôn là một sự khác biệt ở thể loại MOBA Mobile. Những tình huống băng trụ của người Đài nó thực sự là hoàn hảo, khi mà có tận 3 người chơi bên phía Đài Loan
Chỉ cần một trụ, một hit trụ bắn nữa thôi là phải lên bảng điểm số. Wow, phải nói là khả năng toán học, khả năng tính toán trong nó hơn tôi một chút xíu. Nó chắc chắn là nó hơn tôi rồi. Cái cách mà người đài di chuyển, một sự tự tin đến không thể tự tin hơn. Họ di chuyển tự tin đến mức họ nói cho chúng ta biết họ sẽ làm gì ở thời điểm sau. Mặc dù chúng ta đã biết những cuộc sống này có những thứ mặc dù bạn biết rồi, nhưng bạn vẫn phải ngậm ngùi mà chịu đựng mà thôi. Nó giống như việc bạn biết thừa rằng người yêu cũ đã khiến bạn mọc bao nhiêu sừng, nhưng bạn buộc phải chấp nhận nó bởi cuộc sống là như vậy. Và bạn vẫn luôn nhung nhớ người yêu cũ giống như một cái tên mà anh chàng Việt Nam. Đúng là thế. Và đây là một trận thi đấu mà tôi nghĩ rằng bên phía của team Đài Bắc Trung Hoa đang lại một lần nữa giúp chúng ta học tập được rất nhiều về lối chơi của họ. Và một sự kiểm soát và đổi đường. Và họ lại đưa ra ná xuống để hỗ trợ. Và họ lại mang ra sai về đường giữa ngay khi họ có lợi thế. Nghĩa là trước cấp độ 5, người chơi ở cặp đôi xạ thủ hỗ trợ sẽ di chuyển đi ram ô lên. Và đây là chiến thuật lần đầu tiên tôi thấy. Đúng. Chỉ có mid đi ram, hỗ trợ đi ram, nhưng cả cặp đôi này đi ram. Thì tôi đúng là không ai dám làm. Xạ thủ thường thường là để nuôi lớn, đúng, chứ không phải để thịt kiểu như thế này. Và họ di chuyển đường giữa, họ lại di chuyển đường dưới. Và Seraphine lại ra đường trên, và Kennen lại được đẩy ra đường giữa. Vâng, tôi đúng cũng thần kinh với cách di chuyển của người đài. Và cái cách di chuyển của họ nó thực sự là hiểu ý nhau đến từng giây từng phút. Anh chàng Aber này, anh ta đi đến đâu thì đồng đội của anh ta lại đi ra chỗ khác đường đấy. Anh ta đi chỗ xuống dưới đường dưới thì Seraphine đi lên đường trên. Và đây bây giờ anh ta lại ra đường giữa. Vâng, những tình huống di chuyển rất hay đến từ, rất thú vị đến từ bên phía của người đài. Hoàn toàn đồng ý, 2-0 ở thời điểm này. Và con rồng của trận đấu đó là một con rồng nước. Rồng và gió. Rồng gió, và để xem ai sẽ là người khởi động nó. Bên phía của Team AK Gaming là người muốn khởi động, những cua lại thuộc về bên phía của người đài. Và chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 người chơi ở đây. Đối phương cũng đã đủ 1, 2, 3, 4, 5. Họ chỉ kéo nó ra rồi họ lại đẩy nhau ra đường giữa. Họ buộc chúng ta phải ra đường giữa để đẩy lính nếu không muốn để mất cái trụ đầu. Nhưng Shigami thì đang ép góc rất khốn nạn. Và đó là Seraphine ở đường giữa cũng đang cực kỳ khó chịu với những pha cấu rỉa tầm xa. Và chúng ta buộc phải dùng tất cả để đép Nam vào, nhưng Nam chưa kịp ngáp thì Nam bốc hơi. Và đó là mạng thứ 3 cho người đài. Và ngay khi người chơi đi rừng ở bên phía chúng ta lên bảng đếm số thì họ khởi động con rồng gió. Và đây là một trong những đội tuyển đại diện của Icon C, của một trong những đất nước mà họ luôn đứng đầu về mảng mobile MOBA. Và đó là K7 Esports của Đài Loan. Đó là một tình huống mà Nam anh ta liếm vào, sau đó anh ta tốc bến lên, tôi thấy anh ta hự phát rồi. Nhưng không bị gì cả. Vừa gặp mình vừa hự phát, nhưng mà cái chiêu cuối nó chưa kịp. Và họ chặn tình huống đép lính của bên phía Việt Nam. Và đó là Scott lao thẳng vào. Anh ta combo có khổng lồ hóa và Su đang muốn bắn vào, đó là cú xoáy. Chúng ta thấy về đội tuyển Việt Nam, nhưng trước đó thì người chơi đường đơn của chúng ta đã về lên bàn điểm số và Skimmer đứng ở trong bụi. Và chúng ta tiếp tục muốn thảm cái trụ này. Chúng ta đang cố gắng để đép lính, nhưng đối phương đang là 1, 2 và 4, 5. Và đó là chiều cuối đường chúng ta giữ chân lại thành công. Người chơi hỗ trợ về đội tuyển Việt Nam và Sara quá để chặn, nhưng Sara bị đá, Sara bị đấm, Sara bàn điểm số. Đó là kiều đem hồn gió, kiều bị giữ lại và kiều bị sóng âm ghim ở trên người và kiều cũng bốc hơi. Và đó là mạng thứ 3 cộng thêm một trụ và có thể cộng thêm một tài nguyên rừng cho bên phía của team K7 Sport. Và đó là những bước di chuyển cực kỳ hay của người đài. Tôi đang có cảm giác như kiểu người đài họ sẽ thi đấu theo kiểu đối phương càng mạnh họ càng mạnh. Đối phương mạnh bao nhiêu thì họ lại cộng thêm một ít sức mạnh bấy nhiêu để có thể là hạ gục thành công các đội tuyển bên phía Việt Nam. Đầu tiên ngày hôm qua, HT Huyền Thoại họ có một trận thi đấu rất tốt trước Đài Loan ở game cũng đầu. Cũng chỉ là trận đầu. Ừ, và sau đó trận 2 họ hủy diệt một chút, trận 3 họ hủy diệt hoàn toàn. Trận thi đấu này cũng như vậy. Tức là khi họ mà hiểu đối thủ thì họ sẽ luôn đưa ra những sự lựa chọn mà không nhiều người dám làm. Và không nhiều người mà, nhưng cái di chuyển đó lại rất cao tơ. Họ luôn xoay vòng săn ở trong trận đấu. Họ không để chúng ta nuôi lớn Akali và Orianna. Hai vị trí này sẽ rất mạnh mẽ ở giai đoạn sau. Họ phế luôn hai vị trí này bằng những chiến thuật đổi đường của mình. Và anh có thể nhìn thấy chiến thuật của họ hiệu quả đến như thế nào. Và 6-0 ở thời điểm thứ 6. Và đó là một trụ một rồng. Và chênh lệch 25-18 đâu đó khoảng 5k tiền cho bên phía của team Đài Bắc Trung Hoa. Và đó rõ ràng là con số cực kỳ lớn cho họ. Nếu như trận thi đấu đầu là một trận thi đấu mà được cho là tốc độ, trận thi đấu thứ hai là một trận thi đấu mà Việt Nam chúng ta bị lăn cầu cầu tiếp, thì trận thứ ba thi đấu mà này thì Việt Nam chúng ta và họ lại tiếp tục là 5 người đã đầy đủ ở đây. Và kiều giống như tên của anh ta đang đúng như một con kiều trong một bầy dê, bầy sói. Và chúng ta mất trụ và con sứ giả vẫn đang nuôi. Và Lee Sin bay thẳng vào, đá nộ lòng cực cân 3 cân đôi Double kill Saravin. Và đó là Sagimi với chiều cuối giữ chân ở 2 người. Và đó là 4 mạng lên bảng điểm số. Họ mất 1 người chơi. Chiều cuối của Thai Wing tung ra, nhưng không kịp để giữ chân lại cho người đồng đội của mình có thể vâng sống sót được. Tuy nhiên họ thành công bởi con sứ giả này sẽ giúp họ có thêm một cái trụ nữa và nâng tổng số về trụ lên là 4 chỉ sau 7 phút thi đấu. Vâng, nếu như là chúng ta có một cái đội hình dường như là rất là mắc chuẩn. Mid là Uyana, cặp đôi xạ thủ hỗ trợ đó chính là Kai'Sa và Đường Lù, đi rừng chúng ta có Mumu và đường trên đặc biệt chúng ta có Akali. Nhưng và đó là biến về và chúng ta giữ chân ở tại Quỳnh. Đồng đội của anh ta về rồi và anh ta mất đồng đội, nhưng anh ta còn tốc biến và anh ta té được
và chúng ta có First Blood 1-10. Một cây đây mà tôi nghĩ rằng thực sự... Tôi nghĩ rằng cái mạng đấy thì chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều. Cũng không cần phải làm gì nhỉ? Đó là đấy, cái mạng họ thanh trụ quá lâu. Tôi đang định nói đó là chúng ta có một người nó gọi là siêu chuẩn đấy. Nhưng mà hãy nhìn đội hình siêu chuẩn bên phía Đài Loan đi. Một cái đội hình mà tôi không thấy đâu kiểu gì, không hot pink, không và không Ezio, không Virus, những vị tướng được bắt ở thời điểm gần đây, mà đó là một đội hình mà... Sarafin, Zana trong một trận rất đấu rất lâu được rồi. Kennen xuất hiện ở đường trên, và lại còn Cookie đến với cả Zana và Lee Sin đi rừng. Còn đội hình của chúng ta mắt của mắt chuẩn, đội hình này sẽ giúp chúng ta lên rất mạnh. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đóng băng trận đấu, phải đảm bảo rằng không để cho người đoài tiếp tục khiến cái con số 10k tiền thời điểm này tăng lên. Nhưng đó là một cú xoáy, và đó là chiều cuối tung ra và mê hoặc được thành công xa. Nhưng tầm là không đủ để người đài có mặt của xa, và chúng ta kịp thời lùi về. Và chúng ta có thể nhìn phần rừng của bên phía đội tuyển Việt Nam, tất cả mắt đều đã được cắm, nên di chuyển ở thời điểm này là quá mạo hiểm. Nhưng 24 giây nữa con rồng lửa sẽ ra, chúng ta có tham nó hay không, hay học Hàn Quốc đó là bỏ hết để kéo trận đấu này về lên. Không, Hàn Quốc người ta là bỏ hết nhưng người ta vẫn có tiền. Vẫn có tiền, vẫn có trụ. Còn chúng ta bỏ hết, và chúng ta bỏ cả trụ, bỏ cả người luôn, bỏ cả tiền luôn. Con rồng đất, à khuyên, con rồng lửa, nó sẽ xuất hiện và nó sẽ tăng tiến thêm cái sức mạnh. Wow, về mặt thời gian. Lee Sin mới xanh nhất tôi bảo rồi, đúng là Lee Sin trong tay của 405 người Thái họ đều là một cái gì đấy, nó thực sự là rất hiệu quả. Không hòa mỹ, không động tác thừa, nhưng hiệu quả của hiệu quả. Là một con Lee Sin ăn thịt đúng nghĩa, là một con Lee Sin mà sức mạnh của nó có lẽ rằng chỉ thua tôi khoảng 2 trình thôi. Và đó là Shigami đứng ở một góc cực kỳ khốn nạn, và anh ta lao thẳng vào giữa ba người. Chưa quên chúng cả ba, Obel băng thẳng vào Lee Sin đã chết được, đó là vị trí của Lulu. Họ có thêm màn cú thứ hai của đang băng trụ, và đó là một tiếng mà Kiều đang có để múa, nhưng có vẻ như cái sóng âm là không đủ, như cú bắn tin là không đủ sát thương, mà Kiều đang bơi nhưng Kiều không thể bơi được, và Kiều bốc hơi. Và ba mạng hạ gục, và đó là Nam. Nam di chuyển tới đến chiều cuối, Nam đã muốn dùng mạng của mình chỉ để đổi lấy người chơi của bên phía đối phương, và Nam cũng bốc hơi nốt. Và đó là Akali. Họ thả Akali cho Su, nhưng Akali của Su không có đất diễn, và đó là một tiếng quét giờ. Một trận thi đấu mà tôi cảm tưởng như con Akali này nó nằm trong bom khói đến tận 9 phút đồng hồ. Nó nằm trong bom khói đến tận 9 phút không đồng hồ. Dám thỏ không mặt. Dám thỏ mặt ra, và chưa bao giờ tôi thấy anh ta combo. Và bạn nên nhớ rằng Akagaming không yếu, Akagaming rất mạnh. Vâng, hãy nhìn chỉ số KDA của anh chàng Akali đi, 0-1-0. Họ là đội tuyển vô địch của Clan War Season 0. Ở toàn quốc gia Việt Nam họ rất rất mạnh. Nhưng K7 Sport nên nhớ rằng mạnh nhất của Đài Loan là Flatwork. K7 Sport tôi không biết là đứng ở vị trí bao nhiêu, mà nó là mạnh như thế này. Nhưng cái lối chơi của họ thì tôi phải cảm tưởng và phải nói với các bạn rằng người đài quá khó để chúng ta nắm bắt họ. Họ chơi trận đầu, đó là sự đa dạng về mặt họ chơi trận đầu giống như cái cách mà họ chỉ muốn theo kiểu là nhả, và họ đưa tâm lý thoải mái và chủ quan cho chúng ta. Và hai trận sau đó là hai trận mà càng đối đầu họ lại càng mạnh mẽ hơn. Đúng. Tôi cảm tưởng như trận thi đấu đầu tiên họ đang muốn giữ khách. Họ muốn giữ khách hội Việt Nam của chúng ta thì phải. Và đây sẽ là con Baron dành cho bên phía đội Đài Loan thôi. Tôi nghĩ rằng anh chàng Amumu này sẽ không có những tình huống mà băng vào được. Có rất khó, không Nam di chuyển tới, nhưng Nam liếm thì còn Baron đã trong tay của người đài. Và Nam đang bơ vơ. Nam đi đâu, Nam đang vừa đi vừa khóc. Nhưng người đài họ đã không cho Nam tiếp tục được khóc, và họ giải thoát nỗi buồn cho Nam. Và đó là mạng hạ gục thứ 15 ở thời điểm thứ 11 của trận đấu. Và với bộ lợi mạnh nhất trên bản đồ, họ đang hùng dũng tiến lên ở đường giữa. Việt Nam ơi, cố lên, tôi cần các bạn phải bình tĩnh ở thời điểm này để hạ gục người đài ở trong trận đấu thứ 3. Nhưng họ đã có được cho mình cái trụ thứ hai đường giữa. Chúng ta còn đó lớp áo cuối cùng, họ đang bắt đầu từ từ cởi những tiếc nút với những con lính được búp bộ lợi Baron và Scott bay thẳng vào. Anh ta được búp rất nhiều thứ với hai vị trí hỗ trợ của Seraphine. Cú xoáy rất đẹp chúng ba người chơi, và chúng ta vẫn đang cố gắng, nhưng khả năng hồi phục đến từ Seraphine và Zana. Nó dường như là cái niêu của thạch xanh, nó không có đáy ở đây. Và đối phương thì đang băng vào như Lý Tâm và Sagamin băng vào với trụ của họ, đang ép góc để họ có lấy trụ. Và họ lấy được trụ. Và đó là hai mạng hạ gục duy nhất Akagaming. Và tốc độ hủy diệt của chúng ta nó tỷ lệ thuận với từng trận đấu. Đúng. Đây là một trận thi đấu mà lúc nãy nếu anh hỏi ý về tiền thì nó là chênh lệch nhau, nó có đâu đó khoảng 20k tiền. 51k so với 31k, chênh lệch nhau 20k tiền, chênh nhau có 3 con rồng, thêm vào đó là một con Baron. Bình luận viên có thể quay trở lại với live ở thời điểm này cho tôi xem thông số về sát thương được không ạ? Đây, hãy xem cái chỉ số về sát thương, về tiền cũng như về mạng của bên phía của Đài Loan đi. 706 dành cho anh chàng sát thương của Lee Sin. 706 dành cho anh chàng Lee Sin. Mắc cột. Vâng, nó thua Abe một chút thôi. Bên phía của Việt Nam chúng ta lượng sát thương gây ra một cách đầy ít ỏi của Akali. 2.000 sát thương ở trong một trận thi đấu. Vâng. Ít hơn cả Amumu, đó là cách họ phế đi Akali, một trong những hot pick của người Hàn và của người Việt. Đúng, nó ít hơn cả anh chàng support trên tay của Tây Sa. Quá kinh khủng. Và đó chính là cái cách
mà người đài thi đấu luôn là một sự khác biệt và họ luôn biết cách để cào tờ những vị trí của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với Malaysia, đó là RTZ, cũng là một đội tuyển của Icon C đại diện của họ. Và đại diện của Việt Nam chúng ta đó là No One. Tên là số 1 nhưng đôi khi cái gì gắn với số 1 thì yếu như số 3. Thực ra không phải đâu. No One trong cái trận giao hữu gần nhất của chúng ta thì dường như họ đã giành chiến thắng trước một đội tuyển nào đó bên phía cũng là người Thái đấy. Ừ. Cũng là người Thái nhưng mà là CKM à? Tôi quên mất tên rồi. Tôi đó là một trận thi đấu khá lâu nhưng No One họ đã giành chiến thắng trước một đội tuyển rất mạnh bên phía Thái Lan và tôi hy vọng rằng họ sẽ đem về những cái niềm vui, niềm bất ngờ dành cho Myanmar trận giao hữu quốc tế của chúng ta ngày hôm nay. Đúng vậy, RTZ là một đại diện của Icon C bên phía của khu vực Myanmar. Thực ra nếu như nói giữa No một Esports và RTZ, tôi vẫn luôn đánh giá No một Esports được cho là nhỉnh hơn, bởi nếu như nói Hàn Quốc và Đài Loan cũng như là Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc và Thái Lan đều Việt Nam thì rất mạnh về mảng mobile mobile như thế này, nhưng Myanmar họ là một trong những quốc gia có vẻ như họ không quá mạnh ở cái mảng Malaysia cũng có mảng có mạnh mảng này. Tuy nhiên thì chúng ta không được phép khinh địch, bởi sự chủ quan chính là liều thuốc giết chết chúng ta ở trong mỗi trận đấu. Và cuộc đối đầu giữa bên phía của team Malaysia cũng như là bên phía của đội tuyển Việt Nam sẽ được diễn ra sau ít phút. Tôi cùng các bạn sẽ quay trở lại rất nhanh ngay sau đây thôi. Thành công của một tựa game eSports chủ yếu đến từ cộng đồng mà nó có thể tạo dựng và phát triển. Với những tựa game mới như Liên minh huyền thoại tốc chiến, việc xây dựng môi trường và một cộng đồng lành mạnh cũng phải đối mặt không ít thử thách. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn công việc của một nhóm các bạn trẻ đang thực hiện công việc này. Để một tựa game eSports mới ra mắt và có thể tồn tại và phát triển, yếu tố quan trọng nhất đó là việc hình thành cộng đồng và các sân chơi lành mạnh. Vào thời điểm hiện tại, Liên minh huyền thoại Tốc Chiến chính là cái tên đang nhận được rất nhiều sự chú ý cũng như kỳ vọng. Cùng với những cố gắng của nhà phát hành, một số đơn vị truyền thông trong lĩnh vực eSports cũng đang chung tay tạo dựng chỗ đứng cho cộng đồng của tựa game non trẻ này ở Việt Nam. Liên minh huyền thoại Tốc Chiến là một tựa game mobile mới ra mắt, đang được sự đón nhận và sự quan tâm rất nhiều cộng đồng trong và ngoài nước. Tốc Chiến là một trong những bộ môn mà đã được đưa vào danh sách có thể được tham gia thi đấu trong SEA Games cũng như là các thế vận hội thể thao khác. Chính vì vậy. Vâng, chúng tôi thì vẫn luôn, khán giả trong mắt của tôi, Mạnh Đức luôn là thượng đế. Và đó lý do mà trong khoảng thời gian chờ đợi giữa bên phía của team No1 Esports cũng như là bên phía của team Malaysia RTZ Esports được diễn ra sau khoảng 30 phút nữa, chúng tôi sẽ có món quà dành cho các bạn. 10 người chơi ngẫu nhiên sẽ được lựa chọn để thi đấu ở thời điểm chờ đợi này. Nào, cái tay của các bạn đâu? Xin hãy giơ tay. Và các bạn hãy kết bạn với nick của tôi, đó chính là nick kỹ thuật viên có thể ghi ngay nick của anh Đức lên để chúng ta có thể kết bạn với nick của tôi, và chúng tôi sẽ mời 10 người chơi ngẫu nhiên vào để giao hữu. Chúng tôi sẽ bình luận và chúng tôi sẽ cho các bạn lên hình như bình thường. Nào, xin mời cánh tay của các bạn. Tôi hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ không có anh chàng Vô Ly Đòn cũng như anh chàng Vương Nhà Thơ. Ngày hôm qua anh chàng này có một trận thi đấu mà tôi đánh giá không cả. Nào các bạn hãy cùng kết bạn với nick của tôi và sau đó chúng tôi sẽ mời các bạn vào trong một trận đấu tập, và sau đó tôi và Vi Hồ sẽ bình luận. Chúng ta sẽ không có những tình huống cấm chọn, nhưng chúng ta sẽ pick như rank. Đấy là chúng ta sẽ có pick theo kiểu lượt. Chúng ta sẽ không chọn ẩn nha. Nào xin mời quý vị kết bạn với nick KN. Kỹ thuật viên có thể ghim, bỏ ghim của cái cũ đi nào, và ghim cái mới lên. Bỏ ghim cái đấy đi. Nào hãy cùng ghim cái mới lên nick của chúng tôi nhá. Hy vọng hôm nay ông Vua Ly Đòn không đấy có mặt này ở trên này. Vâng, xin chào Võ Bảo Bi, chào Bình Ca, chào Minh Anh Trần, chào Yến Linh, chào Suiro nha. Nào chúng ta, các bạn kết bạn với nick của chúng tôi đi ạ, KN664. Như vậy là có bạn đầu tiên, bạn Long Ngọc, có thể trong hàng chờ kết đồng ý kết bạn được. Thế thì tạo trận đi rồi, ai kết bạn thì mời bạn ấy luôn, cho đỡ bị nhầm. Đúng rồi, chúng ta sẽ có một trận thi đấu mà... Bạn Long Ngọc 09 nào, mời bạn Long Ngọc 09. Rồi chúng ta sẽ có 2-1 bạn rồi. Nào xin mời các quý vị khán giả tiếp tục kết bạn với nick của chúng tôi. Đó chính là KN
sau 64 tháng EU này, nick của ban tổ chức để chúng tôi sẽ mời ngẫu nhiên 10 người chơi đang xem vào thời điểm này trong khoảng gian chờ đợi đến với cả đội hình của Nomo Esport cũng như là RTZ Esport. Chính xác, trong trận thi đấu giữa Việt Nam cũng như là bên phía của Malaysia thì chúng ta sẽ cùng được chứng kiến sau khoảng 20 phút nữa. Cho nên hiện tại chúng ta sẽ cùng có một trận nó sâu mắt vui vẻ giữa các quý vị khán giả. Có vẻ như là đây có bắt đầu có những lời mời kết bạn rồi. Rồi, Bizo của Game Home cũng sẽ là vâng lựa chọn tiếp theo của chúng ta nào. Chúng ta còn thiếu 8 slot nữa cơ các bạn ơi, nhanh tay lên nào. Nhanh tay lên đăng nhập game của mình và sau đó thì kết bạn với nick Facebook của kết bạn với cả nick in game của ban tổ chức để có thể được mời vào trận đấu ngay ở thời điểm này. Và tôi hy vọng rằng 10 người chơi được mời vào trong trận chiến này đều là 10 người chơi đồng đoàn. Đúng, tôi không thích bậc rank quá cao. Đây là cuộc chiến đồng đoàn. Tôi không ưu tiên những bạn ở rank đâu đó bạch kim đổ lên. Đó. Tôi cần vàng và bạc, đặc biệt là mấy cái rank sắt thì càng ấn tượng. Xin mời các bạn. Xin mời sắt. Nó mới phù hợp với cả giao lưu khán giả, chứ còn mấy ông to to rồi thôi. Nhường lại vị trí cho những vị trí theo kiểu vui vẻ. Chào Phạm Văn Phước, chào Minh Anh Trần, chào Đỗ Thanh Tâm nha. Ui, chào bạn Châu Mây Thi. Nào, kết bạn đi quý vị ơi, 5 lời mời rồi rất nhanh. Vâng, không biết là kỹ thuật viên có nhớ được không? Anh có thể kết bạn từng người một rồi mời từng người một người một. Thì đảm bảo rằng chúng ta sẽ nhớ được từng vị trí. Vâng, tôi nhìn thấy rất nhiều lục bảo và kim ở đây. Rồi, tiếp tục kết bạn lại đi, đủ rồi đấy. Ra ngoài kết bạn tiếp. Khi mà nhận được lời mời thì các bạn phải vào ngay nha. Bởi vì quá 3 lần mời thì sẽ bị khóa 5 phút. Khóa mời. Nên là các bạn chú ý là khi mà chúng tôi có lời mời của KN664 thì các bạn hãy thật nhanh tay để có thể vâng vào. Trong khoảng gian chờ đợi thì chúng tôi vẫn sẽ luôn có được những cái chương trình sâu mắt vui vẻ như thế này để các bạn có một chút kỷ niệm để lưu giữ. Sau khi mà chúng tôi live stream xong, các bạn có thể cắt nó ra và các bạn up lên để khoe bạn bè của mình, đúng không? Nó cũng là một cái kỷ niệm vui vẻ và for fun thôi. Đúng rồi. Biết đâu trong trận giao hữu này chúng ta sẽ có những tình huống hay la như kiểu là một cân năm petakill. Biết đâu lại tìm ra được thần đồng mới. Đấy. Thần đồng đúng nghĩa đen. Nào các bạn vào được chưa ạ? Chào bạn Nâm Hiếu, chào bạn Bếu Tròn, chào Quang Long nha, chào Đào Cam Sả. Thế nào mà tôi đã bảo rồi, đồng và sắt đáng vào, cao thú cũng mò vào thế này chết tôi. Không có ban pick nha. Không có ban thì pick thôi. Bởi vì chúng ta sẽ làm nó thật nhanh để chúng ta còn đến với cuộc đối đầu giữa Nomo Esport và bên phía của RTZ Esport vào lúc 20:30 cơ. Nên là quý vị khán giả hãy thật sự là nhanh tay. Rồi, kỹ thuật viên của chúng tôi cũng đang cố gắng để mời đủ. Bạn nào mà không vào được thì không sao. Chúng tôi vẫn sẽ luôn có những buổi tổ chức nho nhỏ như thế này cho buổi live stream. Ngày hôm nay mình không đánh thì ngày mai. Và điều quan trọng là giao hữu là chính. Rồi, chúng ta sẽ đến với khâu lựa chọn tướng của Viewer 1 và Viewer 2, Viewer Blue và Viewer Red. Vâng, chúng ta có Long Ngọc 09. Ôi, lại là Cua Lidon. Lại có Long Vua Tấu Hải ở đây nữa rồi. Cua Neso, Kaidu 94. Có Duy Duy, có 16 Tiếp Quân, có Kiên Dubai, có Bizo và có Sầu Ca. Thôi xong tôi rồi. Vua Lidon lại chơi cái con bài nó thuộc. Vâng, lại còn chào anh em. Vâng, anh em chào em. Đó là đến từ vị trí của Cua Neso. Zinix lựa chọn của Long Ngọc. Còn bên phía của team khán giả 2 chúng ta có Duy Duy và chúng ta có 16 Tiếp Quân. Vâng, như vậy là ta có thể nhìn thấy rằng Fiora cũng như là Bram, anh chàng Duy Duy này có vẻ là một trong những người chơi cực kỳ là dễ thương. Anh ta ngay lập tức lựa chọn hỗ trợ. Tôi lại đang focus vào anh chàng Vua Lì Đòn. Anh ta hôm qua ở trên Na Sút, hôm nay lại chơi cái con cục xúc, con khó chịu. con Singer, nó thực sự đây là một con, tôi không phải là con Singer, là một trong vị tướng mà tôi nghĩ nó còn khốn nạn hơn cả Teemo. Khốn nạn, nó cực kỳ khốn nạn. Và chúng ta có Eri, có thêm cả Lee Sin trong tay của Vua Tấu Hải. Và cuối cùng, vâng, để tăng thêm cái độ khốn nạn và khó chịu của mình thì dường như bên phía của khán giả một đang muốn lựa chọn cả Blitz. Và bên kia chúng ta có Sầu Cà với Olaf. Và cuối cùng là quân là Game Home Bizo với lựa chọn Midforton và Kennen. Nếu như nói lựa chọn của khán giả một thiên hướng về khả năng for fun và vui vẻ nhiều hơn giữa những vị trí ít khi được xuất hiện thì bên phía khán giả 2 lại là rất chuẩn meta, nhưng tôi thích đội hình của khán giả 1 hơn bởi tất cả những vị tướng ở trong tốc chiến đều cần được chăm sóc và xuất hiện. Thay vì là chúng ta cứ loanh quanh những vị tướng cũ thì Singer trong tay của Vua Lì Đòn chắc chắn sẽ là MVP của trận đấu này, mặc dù trận đấu chưa diễn ra. Và không biết bên phía khán giả 2 anh chàng nào sẽ là người chơi xấu số khi đối diện với cả Vua Lì Đòn. Đó chính là anh chàng Fiora. Tôi nghĩ rằng phản đòn của Fiora có thể phản được một lần, nhưng gặp Singer thì không thể bạn phản được cái bom độc của Singer nhiều lần được. Và đó sẽ là một cuộc đối đầu rất thú vị giữa cả 10 người chơi khán giả. Thực ra tôi và anh Đức đều
đều được biết đến nhiều hơn bởi khả năng tấu hài của mình thay vì chúng tôi bình luận thì bình thường thôi. Đúng. Nhưng được cái chúng tôi thích sự vui vẻ và ngày hôm nay khán giả cũng đang mang lại cái sự phò phần và một lần nữa cảm ơn các bạn đã xuất hiện ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ ấn follow cũng như là ấn like và chia sẻ. Và không, nếu như không chia sẻ được, bởi nếu như sợ bạn gái nhìn thấy bạn trốn chơi game trong giờ học hay là cô giáo bố mẹ nhìn thấy, thì hãy comment thật là nhiều lên nha. Và đừng quên ấn vào hình cái chuông để nhận được lịch thông báo. Còn bây giờ quay trở lại với cuộc so mắt giữa giờ của trận thi đấu giữa bên phía của Việt Nam và bên phía của Malaysia. Và đây là một tình huống mà chúng ta tôi nghĩ rằng camera chỉ việc focus vào vua lì đòn, những vị trí còn lại có hay không không quan trọng. Chúng ta cũng có thể focus vào vị trí của anh chàng mua tấu hải để xem anh ta có đúng như cái tên hay không. Còn ở vị trí đường giữa chúng ta sẽ có cặp đối đầu giữa cua Na So và tôi đã thấy cua kịch cục rồi. Và đó là cài đồ. Nếu như bạn không biết thì Blitz luôn là một trong những vị trí luôn dễ để có thể tạo ra được tiền đề cướp rừng của đối phương. Đây là Hoàng Ngọc, còn đây là vua lì đòn. Quân ngay lập tức đang đứng biến về nhưng anh ta gạ đòn sai người rồi. Bởi ta đang gạ vào người lì nhất ở cái vịnh Bắc Bộ này, chỉ thua với con cua kỳ cục thôi, đó là vua lì đòn. Anh ta bật ngay cho mình cái chiêu thức đầu tiên lên và anh ta xả như chưa từng xả. Và tin tôi đi, anh ta có thể sẽ vào giữa hai trụ để farm như không có chuyện gì xảy ra. Vâng, thi đấu với vua lì đòn thì chúng ta sẽ cùng được chứng kiến những màn thi đấu mà rất siêu khó chịu. Đấy, ngay lập tức anh ta đi roam ở thời điểm này và anh ta ping thẳng mặt vào Kiên Dubai. Anh ta sẽ đi từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Nghe tên của Kiên là biết Kiên giàu. Và Kiên giàu thì Kiên sẽ vâng hấp thu tầm nhìn của vua lì đòn, một pha tốc biến mà tôi nghĩ rằng anh ta chỉ tham minh xem tốc chiến bao nhiêu giây hồi tốc biến. Ừ. Và sau đó anh ta lại quay trở lại về đường trên tham minh rất chuẩn. Chuẩn. Con lính vừa đến trụ phát anh ta tham minh đến hoàn toàn đồng ý. Không trượt một con lính nào. Đúng vâng. Là như vậy. Đây là 65 tiền này. Đấy, có hạt hồi phục năng lượng cứ dùng đi, bốc thật lực và sau đó thì ăn hạt hồi phục để hồi năng lượng. Người ta hạt hồi phục để hồi máu, nhưng tôi ăn hạt hồi phục để hồi năng lượng. Và bên này quân đang bắt đầu cắm. Quân có một tình huống sử dụng phản đòn ngược hướng vua lì đòn. Và vua lì đòn vẫn đang thể hiện được cái bản lĩnh và sự bình tĩnh cần thiết của mình. Bởi dù sao Singer chỉ việc không bị fit mạng, mà thậm chí rằng fit to win cũng là một định lý mà chỉ áp dụng cho Singer mà thôi. Vâng, còn đây là Soka. Nghe cái tên đã biết rằng anh chàng này chắc chắn ế như lâu lắm rồi. Còn đây là một tình huống solo kill và vua lì đòn đang bị chém. Tôi nghĩ rằng anh ta đang muốn xả nốt cái năng lượng còn lại ở trên người để anh ta có thể biến về. Không, anh ta vẫn muốn ở lại đúng như cái tên của mình. Lì như một con trâu dành cho vua lì đòn. Và quân bắt đầu tham. Quân còn thiêu đốt và hồi máu. Quân đang vào. Quân đang bị hốt. Quân là chết rồi Quân ơi. Quân đánh nhầm người rồi. Ôi Quân ơi, tại sao Quân lại có pha xử lý công kênh đen như vậy? Và đó là vua lì đòn của chúng ta, MVP của trận đấu với Phật Blan. Một trận thi đấu mà vua lì đòn lại một lần nữa cho chúng ta thấy cái độ lì lợm, cái độ cục xúc, cái độ bá đạo và siêu khó chịu đến từ anh chàng này. Đúng như cái tên và đúng như cả vị tướng nữa. Vâng, tôi lại cần cameraman quay trở lại với vị trí của anh chàng vua lì đòn để xem anh ta thi đấu một cách nó phải gọi là mắc hai lại. Tôi không biết là các đội tuyển của bên phía Agency có cần liên hệ của vua lì đòn hay không. Anh ta là một nhân tố cần thiết ở vị trí đường trên. Anh ta cầm Singer có mạng trước Fiora. Mặc dù rank của anh ta chỉ đâu đó sắp đoàn đổ lên. Soka di chuyển tới vua lì đòn bắt đầu chạy. Chạy rất nhanh và Soka cũng chạy ngược trở lại với pha ném dìu cũng cực kỳ cống. Rất cống. Bất cứ anh chàng nào đến từ bên phía đội đỏ, đội đá dài gặp vua lì đòn đều rất cống khi có những tình huống mà không hiểu kiểu gì lại tung skin ngược hướng. Và đây là vua tấu hài. Và đây là vua tấu hài tới với cặp đôi 4. Đá vào mặt của quân vua lì đòn cặp với vua tấu hài. Và họ tạo ra cặp đôi King of the King, Queen of the Queen. Và họ đang tiếp tục di chuyển lại với nhau để tạo ra một double vua cực kỳ ấn tượng. Và Singer bật chiêu cuối, hồi phục cả năng lượng lẫn máu. Và chạy một cách rất hùng dũng ra, liếm thêm một hạt hồi phục nữa. Và sau đó đánh đá đằng sau, quay trở về để ăn thêm hạt hồi phục nữa. Thế là bảo rằng máu của anh ta là luôn trong tình trạng đầy. Rồi chúng ta cũng quay trở lại với cặp thi đấu dưới. Tôi nghĩ rằng trận thi đấu này thì cần phải có tất cả những màn hình máy của 10 người chơi. Quay trở lại với đường giữa và đây là một tình huống mà Na So thoát được Kiên Dubai. Kiên ngay lập tức bị quay ngược trở lại trả đòn. Trong rừng có đánh nhau. Trong rừng có đánh nhau giữa Lee Sin và đây là vua tấu hài tốc biến. Và đó là chiêu cuối của Soka bị đá ngược trở lại. Và đó là các vị vua. Những vị vua đang cánh ngôi đền huyền thoại của chúng ta với những pha xử lý phải gọi là thần của thành. Tí nữa thôi thì Soka phải trả cái giá của mình khi đối đầu với các vị vua. Họ xứng đáng cho vua tấu hài và vua lì đòn. Đúng, đó một tình huống mà anh chàng Soka lại một lần nữa cho thấy cái sự đen đủi của anh ta khi mà băng vào chỉ một đòn đánh thường nữa thôi, nhưng cái đòn đánh thường nó đánh vào quả hồi phục. Tôi bảo rồi, khi mà bạn
Khi mà bạn chơi với các vị vua thì bạn cần phải hết sức chú ý. Một lời nói ra tựa ngàn cân, anh ta cấp độ 5 so với cấp độ 7, thọt tới 2 cấp độ dành cho vua tôi. Và chỉ số KD của anh ta cũng khá ấn tượng với con số đó là 2-4, thua so với người chơi support của anh ta Kaido. Vâng, cặp đôi đường dưới của chúng ta mặc dù có Blitz nhưng tôi vẫn chưa thấy cái mạng nào phải lên bản đấu rồi. Nếu như nói đường giữa và đường rừng cũng như đường trên đang tạo ra được sự hài lòng nhất định thì đường dưới lại đang sống một cách rất hòa bình. Kaido 94 di chuyển vào phát hiện ra Duy Trần 01, 94 gặp 01 đấm thẳng 01 lên và đang cố gắng để kéo đợi chờ vua tấu hài, vua hộ thể tới. Vua đá cái sóng âm như cái lòng bàn tay và vua không thể in xét đối phương về, vua quay trở lại và ping ăn con rồng. Còn ở đứng giữa thì đây là xa lầy dành cho Kiên Dubai bị bốc ngược trở lại và chúng ta gọi tên vua Lì Đòn ở trong đêm. Tốc biến đi đâu khi đó đã là vua Lì Đòn, bổ thẳng mặt vua Lì Đòn nhưng vua đang chạy. Vua chạy rất nhanh với cái áo khoác của mình để nhường mạng cho Kua Na Sò. Và vua Tấu Ai di chuyển tới hộ thể vào nhưng vẫn chưa hỗ trợ, vẫn đang là 0-0-0. Và đó là Lee Sin và đó là Singer. Hai vua nhưng lại là hai thái cực khác nhau bởi những quốc gia khác nhau. Đúng, và anh chàng vua Tấu Ai này vẫn đang thọt hơn 2 cấp độ so với anh chàng Sầu Ca. Mặc dù Sầu Ca có một chỉ số cái đây cũng không thể đẹp hơn, đó chính là 001, à 010. Còn rồng này sẽ dành cho bên phía của team khán giả 1 nằm trong tay của những vị vua. Và không biết được Kiên Dubai tới với 1 tỷ vàng ở trên người, nhưng đó là một điều chung cuối không đẹp. Kẻ này tôi chung quân Kiên Dubai đang choáng và vua Lì Đòn đang bị choáng. Vua Lì Đòn đứng lại và đấm, vua Lì Đòn đi về. Kẻ đồng đội và vua Lì Đòn đá số âm cực nhanh não nhưng lại không bay vào, không đánh thường chết đối phương mới bay vào để có double kill. Và đó là vua Tấu Hai hộ thể vào tuyến sau, gọi chân thành đến từ vua Tấu Hai. Và anh ta đá ngược sóng âm vào mặt của Bizo. Và đó là không tỏa sáng thì thôi, nhưng đã tỏa sáng thì không thể nào mà sáng hơn đom đóm được. Dành vua Tấu Hai có đứng trên thì sao, nó vẫn đang là cực kỳ khó thở khi mà đối đầu với cả vua Lì Đòn dành cho quân. Còn anh chàng Kiên Dubai thì đúng như cái tên của anh ta, anh ta đang làm một cây ATM di động dành cho bên phía của các vị vua với chỉ số 020. Người ta gọi là trẻ không chơi thì già đồ đốn. Ngày xưa không có tiền thì bây giờ mình nhiều tiền, mình vung tiền cho vui vậy. Vung tiền quá chán đúng không? Đúng. Đây này, vua Tấu Hải 2004k tiền. Mặc dù cây đây rất đẹp, vẫn thua 100 tiền so với 020. Không dễ để bạn làm điều đó. Bạn đi rừng, bạn có cây đây đẹp hơn người chưa đi rừng đối phương hơn hẳn 2 mạng, nhưng hơn hẳn về cây đây, nhưng thua tiền. Vẫn thua tiền và vẫn chỉ ngang cấp độ. Đó là một sự tính toán cần thiết để có được sự cân bằng về game. Còn đây là cặp đôi ở đường dưới, đó là Ngọc. Ngọc đang bắn rất mạnh. Sầu Ca. Nhưng Sầu Ca di chuyển tới và Sầu Ca bật chiêu cuối. Ngọc là người được chọn. Ngọc vẫn đang bắn nhưng chiêu cuối Bizo có màng và Kaido đang bỏ chạy trong hoảng sợ. Kaido đang đảo để né nhưng đối phương lại ném rất tốt. Và đó là mạng thứ hai cho bên phía của khán giả 2. Và vua Lì Đòn có mặt, anh ta bật chiêu cuối lên và anh ta đang chạy lên một vị thần và tiếp quần. Ôi, dùng phản đòn nhưng đó là vua Lì Đòn. Và đó là Insect với tốc biến đa sâu âm theo. Combo rất hay nhưng người chết đó là vua Tấu Hải. Và người chết tiếp theo đó là quần. Để lại một mình vua Lì Đòn, anh ta ăn tất cả mọi thứ. 72 và chúng ta đã có một cái mạng bên phía của khán giả 1 rồi. Đó là một tình huống nữa mà người chơi quân Aso đang là người di chuyển tới để cố gắng bắt ba. Nhưng ta dùng tốc biến, ta dùng 2 lần phiêu và anh ta có tốc biến theo Sầu Ca. Và đúng như cái tên của Sầu Ca, thiếu đúng một máu ở trong tình huống đó. Tôi bảo rồi các bạn, đặt tên in game tốc chiến bạn có hai sự lựa chọn. Một là đặt tên như những vị vua. Đúng. Hai là bỏ mấy cái tên sầu sầu đi, ông này sầu lắm rồi đấy, tôi nhìn thấy từ nãy đến giờ ganh rất hay. May mà biến về được ganh cực kỳ hay đấy chứ. Nhưng mà những cái mạng của anh ta chỉ là 1-2-1 mà thôi. Còn đây là vua Lì Đòn với những sự lựa chọn dị hợm của mình, cây đây 4-0. Anh ta thả, anh ta bốc và bên này quần. Quần đang bơi ở trong bom khói của vua Lì Đòn. Vua Lì Đòn luôn tạo cảm giác cho đối phương rằng tí nữa thôi là ăn được vua Lì Đòn. Nhưng còn lâu, còn lâu mới ăn được, nó giống như cờ rớt của bạn vậy. Và đây là Kiên Dubai, cây ATM chính của bên phía team khán giả 1. Anh ta đang chạy nhưng ngay lập tức thì cây ATM vẫn chỉ là cây ATM. Nếu như ở Việt Nam chúng ta có cây ATM rút tiền thì ở Dubai đó là cây ATM rút vàng. Mang tên là Kiên. Và đó là mạng thứ 8 và con sứ giả được thả. Và đó là vua Tấu Hải tới. Vâng, Lee Sin trang phục Faker dành cho vua Tấu Hải. Và bây giờ thì anh ta sẽ tiếp tục di chuyển với người đồng đội của mình ở phía bên kia của bản đồ, đó là vua Lì Đòn, để có thêm một cái trụ nữa. Và rõ ràng rằng những vị vua của chúng ta đang là người làm tốt hơn những quả sầu. Còn đây là quân. Quân di chuyển tới đây nhưng trụ thì không còn nữa. Quân cắm mắt. Quân nhìn thấy vua Lì Đòn nhưng rõ ràng ở thời điểm này quân đã cảm thấy cực kỳ ngán ông già này. Anh ta biến về một cách cực kỳ hung dũng và khốn nạn ở đường trên mà không ai dám làm gì ta cả. Vâng, tầm này thì chỉ có mỗi Sầu Ca, tôi đoán là chỉ mỗi Sầu Ca dám giơ mặt lên để cho vua Lì Đòn thả bom khói mà thôi. Và thêm cả anh chàng Kiên Dubai nữa. Với đóng vai trò là cây ATM di động thì anh ta đang làm rất tốt với chỉ số là 030. Hoàn toàn đồng ý. Vâng, lượng chênh lệch tiền là 6k cho bên phía của những vị vua.
Còn những người chơi bị bồ đá và là chúa tể những sừng, chiếc sừng thì vẫn đang cực kỳ sâu với một lượng chênh lệch tôi nghĩ là lớn ở thời điểm này. Người đội trưởng bên phía của team Khán Giả 1 đó chính là đầu ca Sầu Ca. Còn vâng, đây là Kaidu. Kaidu phát hiện ra đối phương và Ngọc lao lên, Ngọc bắn vào đó là Quân Bizo. Một pha insect của vua lì đòn và anh ta thả khói trước mặt đối phương và anh ta đang di chuyển, anh ta tốc biến. Anh ta ép cho kiệt sức vào đối phương và đó là tình huống dùng chiêu cuối dành cho Long Ngọc và đó là bắn và đó là vua lì đòn. Anh ta đang quá lì với double kill của Single và đó là vua lì đòn. Đó là 6-0-1 cho con Single, really 10k tiền. Lại còn liên tục lập công dành cho anh chàng vua tấu hài nữa chứ. Đây là một trận thi đấu giữa các vị vua, đúng là hai vị vua rồi. Đây này, và hai vị vua này quyết định ăn cho mình con rồng nữa để nâng chỉ số về rồng nhiều hơn. Lee Sin 3-1-1 vẫn đang ngang tiền với 1-3-1 của Olaf. Đó chính là sự khác biệt. Các vị vua, họ đầu của họ toàn sạn thôi, hiểu không? Đúng. Cây đây của bạn là 3-1-1 nhưng bạn vẫn ngang tiền với 1-3-1 của người chơi đi rừng bên phía bên kia của bản đồ. Và đó chính là một sự tính toán mà tôi nghĩ rằng không nhiều bộ não làm được nó. Một sự toàn tính không bao giờ mà các bạn có thể làm được điều này đâu. Hoàn toàn đồng ý. Anh chàng vua tấu hài ra, mặc dù có cho mình con blue ở trên người rồi, vẫn ăn thêm một con blue nữa để tăng cái khả năng hồi mana dành cho vua tấu hài. Nghĩa là ăn hai blue được tăng mana x2. Nếu anh không biết điều đó, mà tôi nghĩ rằng nhiều quý vị khán giả không biết được điều đó. Trong khi đó cua na so lên và chỉ ngậm ngùi cay đắng bởi vì cho mình con lý. Không nhường. Không. Chỉ có người ta nhường vua, chứ ai vua lại đi nhường thường dân. Đúng. Còn đây là vua lì đòn, hãy nhìn cái cách mà vua di chuyển đi. Các vị vua luôn là như vậy, họ luôn di chuyển mà không ai có thể bắt được ai cả. Vua đen, vua hù trường quấy, vua lao vào như một vị thần, vua để bắn vua bị đấm và vua đang cố gắng để chạy nhưng có vẻ như là vua không chạy được và vua oẳn và đó là mạng hàng lục sắt đào vào. Oẳn rồi nhưng không, vua đã tạo tiền đề để cho đồng đội của mình lấy được thành công một mạng, hai mạng của đối phương. Vua lên bảng đếm số và đó là sự thương tiếc vô hạn để Kaido lao vào, Kaido kéo và Kaido đi theo và đó chính là sự chết theo. Khi mà vua nằm xuống thì thần tử làm sao dám sống được, và đó là bảng ngọc và ngọc tí nữa đi theo vua của mình và đó là dịch chuyển và đó là cưa cua na so. Anh ta đi theo vị vua của mình và đó là điều cần thiết. Khi vua đã không còn thì các phi tần phải đi theo và quân lao vào chém nhưng chưa được chém, quân chém được một mạng. Nhưng Ngọc lại có mạng và Ngọc bắn ngược trở lại vào đít của Bizo. Và Bizo là mạng bị hạ gục. Và đó là Long. Long là rồng. Vua có thể bị chết nhưng rồng thì không. Và Long Ngọc đó chính là hòn ngọc rồng. Bi rồng đó chính là anh chàng dính đánh đẩy. Rồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi, vâng không. Nhưng tôi nghĩ rằng rồng vẫn đang bất tử, rồng bị choáng, không được nữa rồi. Rồng đã đi cùng vị vua của mình và đó là cửu long kéo quan tài của Dogber, vua lì đòn và vua tấu hải. Và đây là một trận thi đấu mà tôi nghĩ rằng nếu như mà Gia Cát Lượng hay là Tôn Tử có nhìn thấy thì đội Mồ sống dậy lệnh hai vị vua chúng ta mà thôi. Họ xứng đáng được sự phục vụ của những người chơi hàng đầu về mặt quân sự. Và đây là vua lì đòn gặp Sầu Ca. Hai bên lao vào vã nhau rất mạnh. Vua là người chạy nhưng chạy để tạo tiền đề đuổi. Và đó lý do mà thời điểm sau Olaf là người chạy. Vua lại lao vào, vua hất tung và vua lại chạy. Vua chạy để chờ Kaido tới và vua lại đuổi. Và đó chính là vua King of the King. Và đó là King of the King of the King of the King cho vua lì đòn. Perfect. Đấy phải gọi là một vị vua huyền thoại mà không bất cứ bộ phim nào, không bất cứ tranh ảnh, truyện tranh, sách vở nào có thể là ghi tên được anh ta. Bởi vì cái khả năng tấu hài của anh ta đã đi vào lịch sử. Cái cách mà anh ta thi đấu, đây hai vị vua lại còn đi cùng nhau thôi xong rồi. Quân chạy đi đâu cho hết nắng? Không. Có vẻ như khi mà bạn là một vị vua thì bạn cần phải có thêm, nó không chỉ là sự quyết đoán mà nó còn là tính nhân hậu để có thể đảm bảo mang về hòa bình nữa. Và con rồng tiếp theo. Tôi không đang nhìn thấy rồng ở trụ đấu cả bởi các vị vua đang quá chói so với những chỉ số đó. Còn đây là cặp đôi đứng dưới, cặp đôi Long Ngọc và Kaido. Cặp đôi kết hợp giữa phương giữa văn hóa của Á Đông và văn hóa của phương Tây. Phương Tây. Còn Kiên Dubai, người chơi vẫn đang có một cây đầy thực sự là rất đẹp. Với một cây đầy 4-1-4-2 và Kiên là người được chọn. Kiên vẫn cứ là một cây đầy biết đi, Kiên dùng chiều cuối đợi đồng đội của mình và đó là hai chiều cuối hết tùng. Và vua tấu hài đang đá nhưng đá không trúng và đó là một tiếng băng vào và đó là Long Ngọc đang là người được chọn. Long Ngọc này bị đánh, Long Ngọc này đá, Long Ngọc có thể bị làm rồi tốc biến thì có thể né được bên này. Thì đối phương đã lấy được thành công một mạng và vua tấu hài là người còn sống sót nhưng vua lì đòn đã lên bảng và vua tấu hài đang đảo, anh ta đang chuẩn bị có highlight và đây sẽ là highlight cho Lee Sin. Và trước đó Na So có mạng của Kennen, cua Na So là muốn cần tìm, anh ta băng vào giữa đường đối phương, vua tấu hài đi qua nhưng không nhìn thấy gì cả, đá sâu hơn cho có mà thôi và sau đó bảo Kaido đi về đi kiểu gì thanh kia chảo hoàng. Và sau đó cặp đôi cuối cùng bên phía tìm khán giả một dắt tay nhau đi về một cách perfect và vua tấu hài vẫn được sống trong giao tranh mặc dù trước đó vua lì đòn những cái tên của anh ta đã không còn lì đòn như cũ rồi. Trận đấu vẫn đang rất căng. Vẫn đang rất căng thẳng. Vâng, 14 phút thi đấu của
14 phút thi đấu của chúng ta đã trôi qua rồi. 10k tiền, 18-10 đó chính là chỉ số hiện tại. Mặc dù bên phía của khán giả 1 đang có một chỉ số chênh lệch rất lớn. Và 521 vẫn đang ngang tiền với 254. Mặc dù trụ hơn, mạc hơn, rồng hơn, cây đây đẹp hơn, nhưng rồng à rừng thì ăn từ blue nhà bạn đến blue nhà mình, nhưng tiền vẫn ngang với rừng của đối phương. Tôi không hiểu tiền. Tôi không biết anh chàng này làm kiểu gì để có thể được điều đó. Anh ta đang hack game chàng và Soka là người được chọn. Nhưng đó là pha bóp của vua tấu, vua lì đòn khi Long Ngọc là người bị bốc. Long Ngọc đang bắn và bắn khá cháy, anh ta di chuyển khá ổn. Soka là người lên bảng, vua tấu 2 đang di chuyển về tuyến sau. Đây là vua lì đòn đang tanh cho cả đồng đội của mình ở tuyến sau. Quân đang lao vào chém nhưng vua tấu 2 không phải dễ để bị hạ gục. Anh ta đã sống được nhưng vua lì đòn thì vẫn đang sống. Sống rất khỏe mặc dù ta bơi 5 phút trong giao tranh. Và bên phía của team khán giả 2 chỉ còn lại một mình anh chàng mà tôi không nhìn thấy tên của anh ta, nhưng cái mạng thuộc về vua tấu 2. Và đó là quét sạch cho bên phía của team khán giả 1 sau khoảng 15 phút thi đấu để họ có cho mình con rồng thứ 3, đó là con rồng đất. Và các team khán giả, team của các vị vua của chúng tôi mau mau kết thúc trận đấu bởi vì chúng tôi sắp vỡ kế hoạch rồi. Thực ra thì 8:30 chúng tôi sẽ cần phải thi đấu giữa bên phía của Việt Nam và Malaysia. Vâng, quyết định quay về không anh? Thôi em xin các anh win đi, không hết giờ đấy anh ơi. Còn 5 phút thôi anh ơi. Vâng, không. Các vị vua của chúng ta vẫn chưa muốn dứt điểm nó mặc dù thời gian đã chuẩn bị hết. Vâng, một khi các vị vua đã nói thì sống. Vâng. Cho sống thì được sống. Được sống, cho chết thì được cho chết. Cho chết thì phải chết. Wow, và đó là một đường né để có thể có sóng âm khi mà bên kia Olaf đang còn chiêu cuối. Các vị vua vẫn đang ăn bà ròn. Còn bên dưới thì các vị tướng vẫn đang đánh nhau với đối phương, đó là ba cân nằm và đó là cua na so lên bảng điểm số. Phía dưới vua lì đòn mặc dù với vua tấu 2 vẫn đang ăn đóp bờ vua vẫn đang ăn ba đòn đó. Mà kệ, Long Ngọc cũng đã vào lên bảng điểm số, cua na so lên bảng điểm số, còn đó cho mình mỗi cai đôi 94 mà thôi. Đây là đánh nhau lên luôn. Thôi sao và rồi. Chúng ta chỉ còn mỗi hai vị vua ở trên bản đồ. Hai vị vua quay trở về và tiếp tục phạm lệnh. Và đó là hai vị vua. Và đúng là những vị vua, họ là hai vị vua duy nhất còn lại vua lợi bản đòn ở trên đây. Vua lì đòn quyết định lên cân tất cả không? Với cái bùa lợi đang mạnh nhất trên bản đồ và chênh lệch về tiền. Về ba rồng nữa chứ. Ừ, ba rồng, chênh lệch về tiền 13k, 12k. Rồi để xem anh vua tấu 2 anh ta. Đây, vua tấu 2 một lần đầu tiên trong lịch sử anh ta có một lượng tiền nó nhỉnh hơn 2k so chút. Với đối phương. Được, hợp lý, 625. Cây đây đẹp nhất dành cho hai vị vua 625 và 7211. Lần sau tôi nghĩ rằng không nên mời những cái ông có tên in game là vua bởi vì mấy ông này đánh kinh quá. Tôi nghĩ không nên anh mời anh chàng những có những cái tên như kiểu lì đòn hoặc là tấu hải hay cái gì đấy. Còn nên, bây giờ thì để xem pha giao tranh ở nên phía mời những người chơi có tên là Duba. Và sầu sầu thôi, xem mấy ông này đánh thì kỹ năng còn không phải là quá cao. Và bây giờ thì bạn mạn nhãn, phải nói là siêu mạn nhãn đến từ anh vua tấu hải. Cực kỳ đẹp. Bay vào nhưng chân chưa chạm đất. Vua lì đòn băng ở giữa đường đối phương bật chữ cuối lên và đã bắt đầu hét. Sầu ca bù lui về tuyến sau. Vua tấu 2 bắt đầu chuẩn bị múa mặc dù hiệu quả là không có, và sầu ca bật chiêu cuối đang cố gắng để té nhưng vua tấu 2 thì không biết làm cách nào để băng qua tường ở trong tình huống đó, và chiêu cuối tung giải xóa sổ quái vật đến các thành viên của khán giả 2. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem một tình huống mà Kaido kéo. Thôi xong rồi, ngay lập tức Mipoter phải lên bảng điểm số giữ kéo chính xác Kaido, và Ngọc đang bắt đầu di chuyển bắn và vua tấu 2 vẫn đang đứng ở tuyến sau. Kennen băng vào nhưng ngay lập tức thì có một tình huống dùng đồng hồ cát nhưng anh ta đã không thể chống chịu được. Và đây là một pha giao tranh có lẽ là mẫu mực khi mà họ chơi nghiêm túc với nhau, họ không mất ai cả và quét sạch đối phương. Và đó là vừa đủ 20 giờ 30 phút chuẩn trong từng mini giây. Đúng là các vị vua, 8:30 PM vừa khéo thời gian để chúng tôi có thể bắt đầu trận đấu tiếp theo. Perfect. Perfect, một trận đấu phải gọi là mãn nhãn, mãn đôi con nhãn. Hay. Trong khoảng gian giải lao và đợi chờ cuộc đối đầu giữa bên phía của team Việt Nam và team Malaysia thì chúng ta đã thấy một trận chiến rất hay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với trận chiến tiếp theo giữa bên phía của team No One và bên phía của team RTZ, đại diện Icon C của bên phía team Malaysia. Và đây sẽ là cuộc đối đầu cuối cùng ở trong buổi giao hữu quốc tế trên kênh sóng của Tốc Chiến Ego trong buổi tối ngày hôm nay. Và mong rằng quý vị hãy nhớ ấn follow. Còn đây là lượng sát thương gây ra. Rõ ràng Long Ngọc đang là người có sát thương lớn nhất. Và đó là 8k sát thương của vua Tấu Hải ngang với Kaido. Tuy nhiên lượng ăn mạng của anh chàng vua Tấu Hải này cũng rất kinh khủng đấy chứ. Hay, hợp lý. Hay. Tức là sát thương của anh ta gây ra chỉ ở thời điểm cát mạng. Đúng, chỉ cát mạng gây sát thương thôi. Còn bạn không hề tham gia giao tranh. Sút vào, đối phương hết máu mới bay vào để ăn mạng. Đúng. Xong. Đó là một cái... Thế thôi, perfect. Bạn phải
siêu siêu giỏi tính toán trong đầu đừng mắc binh. Thực ra KS là một nghệ thuật. Đúng. Không phải ai KS ở đâu. Và vua Lý Đòn, à không, vua Tấu Hải là một nghệ sĩ. Đúng là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc đầu tiếp theo. Các bạn không kết bạn với nick của ban tổ chức nữa. Chúng tôi đang nhận hơi bị nhiều lời kết bạn quá mức so với quy định. Nào, chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo vào đúng 0 giờ, đó chính là 8:30. Một trận đấu giữa No1 Esports và RTZ ở phía trước. Esports. Trận thi đấu giữa Việt Nam cũng như là Malaysia. Vâng, cuộc đối đầu mà có lẽ rằng chúng ta sẽ cùng xem đại diện Icon C của bên phía Malaysia sẽ có kỹ năng cá nhân thượng thừa đến như thế nào. Thì N1 Esports cũng là một trong những đội tuyển rất mạnh mẽ. Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng đợi chờ một chút xíu để kỹ thuật viên của chúng tôi có thể hủy kết bạn với rất nhiều lời kết bạn. Mong rằng các bạn không gửi lời kết bạn với chúng tôi nữa. Ngày mai chúng tôi sẽ kết bạn lại với các bạn để có thể có buổi sớm mắt tiếp theo. Còn bây giờ thì quay trở lại với trận đấu tiếp theo thôi. Hình như kết bạn rồi đây. Để mời họ vào, chúng ta cần đúng giờ khi mà đối đầu với... Kéo xuống nữa đi. Chúng ta cần đúng giờ và có vẻ như người bên phía Malaysia họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. No1 cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn quý vị khán giả đã sẵn sàng chưa? Hãy comment trên kênh chat, hãy để lại cho chúng tôi những bình luận để ủng hộ cho bất cứ đội tuyển nào, kể cả Việt Nam và kể cả Malaysia, cũng như ủng hộ cho hai bình luận viên sinh năm 2K1. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đợi chờ một chút xíu để chúng tôi có thể mời các người chơi của bên phía team No1 Việt Nam và bên phía team RTZ Esports. Nếu như nói ở trong trận Smash vừa rồi chúng ta đã có những tiếng cười rất là vui vẻ với nhau, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với kênh kỹ năng. Ở đây chúng tôi Tấu Hải vậy là đủ rồi để đến với trận thi đấu kỹ năng giữa những người chơi được cho là hàng đầu của bên phía đất nước Malaysia. RTZ chính là một trong những đại diện của Icon C và mong rằng ngày hôm nay họ sẽ cho thấy sức mạnh của họ giống như người đài đã làm. Chính xác. Và quý vị khán giả nếu yêu thích một kênh kỹ năng hoặc yêu thích một kênh Tấu Hải thì quý vị khán giả hoàn toàn có thể follow của Tốc Chiến Eagle, bởi vì Tốc Chiến Eagle của chúng tôi hoàn toàn làm được điều đó, làm được cả hai điều đó. Và trong thời gian tới, sắp tới thì chúng tôi sẽ có rất nhiều những phần quà về mặt in game. Đó là căn nguyên dành cho bất cứ khán giả nào tham gia vào những trận giao hữu như vừa nãy. Đúng rồi. Ở trong buổi tối ngày hôm nay thì bên phía của team RTZ Esports sẽ là người bên phía đội xanh ở trong cuối đầu BO3 này, và bên phía team No1 Esports sẽ là người bên phía đội đỏ. Và quý vị hãy cho tôi một dự đoán thì ngày hôm nay giao hữu quốc tế chúng ta thất bại một cách khá là đau đớn trước người đài ở trong cuộc đối đầu đầu tiên vào lúc 19 giờ. Đúng. Thì đến 20:30 thì tôi mong rằng là bên phía của No1 Esports có thể chiến thắng trước bên phía của Malaysia để mang về một trận, có lẽ rằng những ngày dài tăm tối khi chúng ta giao hữu quốc tế toàn thua. Toàn thua thì phải, 2-3 hôm rồi chúng ta đều toàn thua, bởi vì... Và thực ra cũng phải nói đó chính là những cái đội giao hữu quốc tế mà chúng ta mời về đều là những đội mà vô cùng mạnh mẽ, toàn nằm top 1, top 2 ở bên nước bạn mà thôi. Cho nên chúng ta thua là một điều nó vừa dễ hiểu mà vừa cũng khiến cho chúng ta có những cái kinh nghiệm cần thiết, quý giá hơn để nâng cao cái sức mạnh của mình. Đúng là như vậy. Và bây giờ chúng ta đến với khâu bàn pick dành cho cả hai đội tuyển của bên phía team Malaysia và bên phía đại diện của Việt Nam. Tôi mong rằng ở trong trận thi đấu này thì mấy anh giải lao để khán giả như vậy hay ạ. Ok các bạn nhá, nếu như nốt trận này mà quý vị còn ở đây đông thì chúng tôi sẽ giao hữu tiếp. Mặc dù thực ra thì cũng mong rằng là cuối đầu này thời gian nó không quá dài. Nếu như cuối đầu này giữa RTZ và No1 Esports quá lâu thì chúng tôi xin phép được nghỉ. Còn nếu như nhanh hơn so với tiến độ thì chúng tôi vẫn sẽ có một buổi show mắt như vậy dành cho quý vị khán giả để quý vị có thể... Thực ra thì chúng tôi là một trong những... chúng tôi sẽ luôn cố gắng để thậm chí rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ dành ra một buổi livestream chỉ để cho khán giả giao hữu như vậy thôi. Và sẽ có thêm phần thưởng dành cho quý vị khán giả. Đúng là như chứ vậy. Không phải chỉ livestream ngẫu nhiên. Nghĩa là khán giả nào giành thắng sẽ được ví dụ như là đâu đó khoảng vài trăm căn nguyên gì đó để quý vị có thể sửa sang và mua sắm trang phục cho mình. Mua những món đồ, những trang phục mà quý vị yêu thích để phù hợp hơn với những cái tên, hoặc là quý vị có thể đổi tên đúng không nào? Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu đầu tiên giữa bên phía Malaysia, RTX, RTZ Esports và Việt Nam, No1 Esports. Lượt cấm đầu tiên dành cho bên phía Malaysia. Và nếu như quý vị khán giả muốn có những buổi giao hữu như vậy thì quý vị đừng để miss những buổi live stream của chúng tôi. Nên quý vị hãy nhớ ấn vào follow kênh của chúng tôi nha. Và hãy để lại một like để ủng hộ chúng tôi, bởi vì thực ra với chúng tôi thì số lượng người xem cũng như lượt like luôn là thứ động lực để chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa. Và nếu như có bất kỳ góp ý nào cho Tốc Chiến Eagle, quý vị thì inbox thẳng vào page của Tốc Chiến Eagle TV hoặc Tốc Chiến Eagle, hoặc trong group cộng đồng Tốc Chiến Eagle, hoặc inbox thẳng vào nick Facebook cá nhân của tôi cũng như Lánh Đức, nó sẽ hiện lên ở thời điểm sau, đó là Vi Văn Hồ và Lê Trung Đức. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cấm.
để xem nào hai bên vẫn đang phân vân ở trong những lượt cấm của mình. Thế là lần đầu tiên mà cả hai bên đối đầu với nhau thì tôi nghĩ rằng sẽ không có những cái tình huống tìm hiểu quá kỹ đâu. Chắc là chỉ tìm hiểu qua quá trình lịch sử đấu mà thôi. Hoàn toàn đồng ý. Xem là bên nào bài tù con tướng gì, nhưng đó chỉ là những cái tình huống tìm hiểu qua nó sơ sơ thôi. Tôi đang có đợi. Lẽ sẽ là cấm theo kiểu meta. Ừ. Nào như vậy là Lulu là lượt cấm đầu tiên chăng? Lulu hay Lin Xin đây? Lulu. Lulu dành cho bên phía Lulu của... bị nếp rồi nhưng RTZ vẫn cấm. Vẫn cấm. Mặc dù bị nếp nhưng Lulu có cái tổng khẩu hóa nó vẫn tương đối là khó chịu. Hoàn toàn đồng ý. Và sau đó sẽ là bên phía Việt Nam của chúng ta cấm. Để xem cấm gì, liệu đó có phải là Akali hay không, khi mà lần này Việt Nam của chúng ta sẽ là mấy bên phía đỏ, tức là không được chọn trước. Tôi nghĩ rằng Akali là một lựa chọn cấm vào hợp lý đấy, bởi vì Akali trong tay của những người chơi top 1 ở ngoại quốc nó đều thực sự là ấn tượng. Bạn nên nhớ rằng các đội tuyển... Cấm cái gì đấy? Really? Như vậy là ở trong trận đấu vừa rồi thì vua Lido đã truyền cảm hứng của Singer này đến với toàn bộ người chơi, thậm chí rằng những đội tuyển chuyên nghiệp. Single bị cấm ở trong lượt cấm đầu tiên của bên phía Team No 1 Esports. Tôi đang không hiểu. Ai đó biết info của vua Lido này xin mời có thể hashtag bạn này với được không ạ? Tôi nghĩ rằng anh ta là người chơi cá nhân đầu tiên có sức ảnh hưởng rộng và lớn đến như vậy. Cái sức ảnh hưởng của anh chàng vua Lido này nó tương tự như Faker bên phía Hàn Quốc mất rồi. Ở đây chúng vua Lido tạo ra meta game. Ở đây chúng tôi không thấu hại. Olaf dành cho bên phía của Team RTZ. Và cuối cùng thì đó là... Vâng, đừng có nói là cấm con Lee Sin nữa nhé. Lee Sin của vua Tấu Hài. Orion à? Thôi, hợp lý. Vui vẻ đủ rồi. Có vẻ như đây là một lựa chọn cấm mà mang tính chất... Nghĩa là bên phía của Việt Nam đang muốn có một trận thi đấu như kiểu là bên phía của team K7, bên đại diện của bên phía Đại Bắc Trung Hoa. Nghĩa là họ luôn ban pick một cách không thực sự chú trọng vào vấn đề gì cả, để biết rằng mạnh ở đâu, đến từ vị trí đối phương thì mới đưa ra những lượt cấm. Và lựa chọn single ở trong lượt cấm đầu tiên, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn no ban, nghĩa là bạn không cấm gì cả, chúng tôi không bao giờ cần thiết phải cấm. Bạn có thể lựa chọn no ban. Như vậy là không cấm của chúng ta là không cấm cho mình Akali thì khả năng cao bên phía Malaysia họ sẽ có cho mình lựa chọn đó là Akali, Mid Fortune, Computer bị nếp rồi, Seiya, Rakan, Varus, Ezreal là những vị tướng xạ thủ hot ở thời điểm này. Akali không bị nếp vẫn rất mạnh khi mà Orianna đã không còn ở trên bản đồ nữa. Có rất nhiều sự lựa chọn với cả hai bên đều cấm như thế này. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu trận đấu ngay bây giờ. Vâng, có vẻ như là bên phía của team RTZ họ đang có một chút bàn luận về chiến thuật. Có vẻ cái lượt cấm mà sinh cường này nó hơi bị khó hiểu dành cho bên phía của Malaysia. Điều đó sẽ khiến cho họ phải có một thời gian để bắt đầu để bàn bạc lại về cái mặt chiến thuật trong những lượt chọn đầu tiên. Đúng rồi. Và chúng ta cùng đến với trận thi đấu này đây. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ đến với first pick dành cho bên phía của đại diện Malaysia, đại diện của wow. Đó là Ngộ Không chứ không phải là Lee Sin và Yasuo. Khóa lại ở vị trí Yasuo hay không? Đây là một cặp đôi bài chủng. Nếu như nói Seiya Rakan là cặp đôi cẩu lương thì cặp đôi Lee Sin và cặp đôi Yasuo là cặp đôi perfect ở trong tựa game tốc chiến. Nhưng không, anh chàng rất Dũng này vẫn đang đắn đo giữa Z. Anh ta lựa chọn Z. Và ngay lập tức RTZ có cho mình đó là Mid Fortune. Và đội gia quân của họ gồm có Odin, Bree gì đó, có Akap, có Imdel, có Rust. Bên phía của team No. 1 Sport chúng ta có Cam, có Zu, có 1002, có Dũng Hùng và có Đi Rừng. Đó là Gragap đến từ đại diện của bên phía team Malaysia. Khóa lại rất nhanh dành cho bên phía Malaysia. Có vẻ như họ đã có một lựa chọn đội hình từ trước đó rồi. Còn bên phía Việt Nam của chúng ta vẫn đang có những cái khâu lựa chọn nó hơi lâu một chút. Đó là Bram dành cho bên phía của... dành cho anh chàng CM, CMP. Và Seiya là hợp lý thôi. Hợp lý. Bởi vì Seiya hiện tại đang rất mạnh. Rất mạnh thì không lý do. RTZ Esports họ đang muốn nhá Teemo. Không, nhá thật, tôi nghĩ là còn Teemo. Alita là hợp lý không? Lulu đã bị cấm, nhắc lại Lulu đã bị cấm và chính tay họ cấm. Họ sẽ cần phải nhớ những lượt cấm của mình. Và đó là Darius. Đó là cặp đôi Rakan Seiya, Darius, Ngộ Không và Mid Fortune. Một đội hình mà tôi nghĩ rằng bên phía của team Malaysia, nếu như nói bên phía của team Đài Loan, họ thích những cái sự lựa chọn theo kiểu không giống ai cả. Và họ luôn tạo ra meta. Người Hàn thì kiểm soát đến mức tận cùng. Người Thái Lan và người Việt Nam thì đánh nhau ở trong cả rừng lẫn ngoài. Thì bên phía của team Malaysia họ lại luôn có những vị trí mà tôi cảm thấy nó rất
là Dũng, đó là Darius. Đúng, chúng ta đang có những lượt lựa chọn rất thú vị. À, Mitrotan và Rakan chứ không phải là Seiza nhầm. Đúng rồi, tức là Darius đã xuất hiện ở bên phía Malaysia. Còn ngược lại thì Việt Nam của chúng ta có cho mình là Z, hai con bài đã lâu không xuất hiện rồi. Darius được book ở trong phiên bản hiện tại, cho nên lựa chọn này tôi nghĩ rằng hợp lý mà thôi. Và Rakan lần này thì cặp đôi cầu lương của chúng ta bị chia tách, chia cách mỗi người một bên của chiến tuyến. Như vậy là Rakan sẽ kết hợp với cả Bram. Rakan sẽ kết hợp với Bram kết hợp với Seiza. Rakan kết hợp với Midfortune, nghĩa là Rakan đã bỏ Seiza đến với Midfortune. Đúng. Và dù sao nhìn Midfortune cũng sexy hơn không, rất nhiều đấy chứ. Không, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một tình huống mà cắm sừng đến từ anh chàng. Anh chàng Rakan. Không, cắm sừng của Seiza. Bởi Seiza lại đi theo Bram. Bram luôn là một vị tướng lực lưỡng hơn, cơ bắp hơn. Wow. Nhưng lại nhường lại cho một vị trí khác. Nhưng mà Rakan cũng như vậy. Cũng như vậy. Lại có một vị trí sexy lady sexy hơn, đó là Midfortune. Đấy. Hợp lý, hợp lý. Ông này cũng, ông ăn cháo bàn phở đấy, cũng căng. Nói chung là sự đổi đường đến từ cả Rakan và Seiza nó sẽ tạo ra được những cuộc tình ngang trái. Nhưng cái gì ngang trái thì luôn thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc đối đầu giữa Malaysia và bên phía của team No1 Esports DRTZ. Vâng, họ đang không cướp bóc nhưng chúng ta thì lại muốn làm điều đó bởi chúng ta rất mạnh ở thời điểm đầu. Và đây là Rust, anh ta bị đá sâu ầm trùng. Nhưng chúng ta không dám lựa chọn để băng vào và chúng ta cũng không có bất kỳ một phép bổ trợ nào cả. Darius ở trong trận thi đấu này thì... anh ta là người đi đối đường dưới và họ lựa chọn đổi đường. Đổi đường. Wow. Và chúng ta cũng dường như đang muốn đổi đường đến từ cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ khi mà tôi thấy một tình huống di chuyển lên phía đường trên. Đúng là như vậy. Đổi đường như này, đổi đường sau thì chúng ta sẽ mất... sẽ bị thọt hơn và mất kinh nghiệm hơn. Ở thời điểm này chắc chắn rằng Midfortune đang là người có kinh nghiệm tốt nhiều hơn so với Seiza bởi vì đang có dường như một tên lính. Ở đứng giữa thì đó là Akap, lựa chọn Z ở trong trận đấu này có phải là một lựa chọn có mạo hiểm hay không? Bởi cả Z và Lee Sin trong một trận đấu đồng nghĩa việc ở cấp độ 5. Và trước cấp độ 5 thì rất mạnh. Nhưng ở thời điểm sau, cả Z và Lee Sin đều không được đánh giá quá cao về khả năng late game. Bù lại thì chúng ta có Seiza cũng như là Kennen. Tuy nhiên, cái lượng bù lại này nó có đầy đủ để khiến cho chúng ta có một đội hình về late, về giao tranh nó ổn thỏa hay không thì chúng ta cũng phải chờ xem. Và đây là một tình huống gánh đến tận 3 wow, người dành 3 người gánh và đó là Z. Ngay lập tức Dũng Hùng đã phải mất tốc biến ở trong tình huống đó. Vâng, Akap đen đã có bước di chuyển rất nhanh. Khi mà họ đi ram cùng nhau ngay từ giai đoạn đầu, họ cũng đến cùng nhau ở thời điểm sau. Và họ ép cho Dũng Hùng phải mất một phép bổ trợ và mất luôn hàng đội cùng dưới có đánh nhau. Đó là Rat và 1002. Tôi nghĩ rằng nội tại của Darius là một thứ rất đáng sợ. Một cái nó sẽ thổ huyết và nó sẽ khiến cho bạn mất máu nhanh hơn so với cả bạn nghĩ. Và Amdeo vẫn đang đi ram. Anh ta chỉ có cấp độ 2 nhưng khả năng ram của anh ta tạo ra tương đối nhiều lợi thế. Đúng, và anh ta bỏ mặc người chơi được cho là sexy cái gì cũng bự, đó chính là anh chàng Midfortune ở trên, một mình ở trên. Nhưng lượng máu của cô nàng này, của anh chàng này vẫn đang tỏ ra rất ổn. Đây sẽ là một cuộc đối đầu mà tôi nghĩ rằng bên phía của team Việt Nam chúng ta đang chơi có phải là hơi bị tự tin quá không? Đây là một tình huống đánh nhau và đó là Akap, anh ta thử hiểu rằng Dũng Hùng không còn đó là tốc biến và đó là tốc biến theo đến từ Amdeo. Nhưng Lee Sin đã sóng âm là không trúng ai cả. Nhưng đó là một pha đổi người có lợi, đội bạn có chiến công đầu. Akap liệu rằng có lên bảng hay không? Chưa biết. Có mạng và kết hợp với tốc biến, chúng ta có mạng à gục thứ 3 của trận thi đấu và đá nổ lòng cướp bay ô đen về tuyến sau. Cap làm choáng, Zo di chuyển theo và đó là Lee Sin trong tay của Việt Nam. Và đó là Lee Sin trong tay của những người chơi hàng đầu bên phía Việt Nam. Anh chàng có tên là đi rừng già giờ thì phải. Đúng như cái tên của anh ta, với chỉ số KD là 201, đang đóng góp rất nhiều trong giao tranh trong những tình huống vừa rồi. 4-1 dành cho Việt Nam và tỷ số bây giờ là 2 cá tiền ở thời điểm phút thứ 2. 3 cá chứ. Chính xác là hơn 2 cá, đúng bằng tiền. Đó là một trận thi đấu, đây là một trận bằng thời gian. Đây là một tình huống mà chúng ta, đội bạn là người chủ động đi ganh trước nhưng chúng ta đã có một pha phản ganh rất hay. Dũng Hùng đang bắt đầu có những tiếng trường người Akap. Sự tự tin đến từ Z sau một pha mà anh ta có cây đầy 1-1 và Akap ngay lập tức thả lại để thể hiện được cái sự thân thiện giữa cả hai bên. Tôi không hiểu có thân thiện hay không. Ok, chấp nhận điều đấy. Vâng, còn trong cái đó thì Amdeo với việc anh ta đi ram rất nhiều mặc dù sẽ mang lại lợi thế cho người chơi đi rừng nhưng đổi lại anh ta bị thọt. Và đây là đi rừng già dơ tới Akap, có thể xem lên bảng, sóng âm đã ghim trên người. Và mạng liên tục lộc cầm xem đi rừng già dơ, cây đây của anh ta đã là 301 rồi và anh ta đang là người xanh sao nhất bản đồ ở thời điểm này. Phải nói là những cú sóng âm của anh chàng này ghim rất chuẩn. Vâng, dường như là ghim xuyên qua những con lính để có thể khiến cho cái mạng của anh chàng người chơi đường giữa
bên phía của Malaysia phải lên số, anh ta quyết định quay trở về ăn và đường dưới là đường mà đối phương có thể muốn nhằm vào, và đó là chiều cuối tung ra cú bổ không đủ sát thương để hạ gục được 1-0 và cái mạng dành cho đội tuyển Việt Nam mạng thứ sau. Đoàn luật đã phải lên bảng điểm số ở một thời điểm cực kỳ nhạy cảm, thời điểm mà con rồng nó có mặt chỉ sau khoảng vài giây nữa thôi, và con rồng này là con rồng nước, một con rồng rất quan trọng để tăng khả năng hồi phục. Và ngay khi biết rằng có lợi thế về mạng, chúng ta đã mất khởi động nó, nhưng bên phía RTZ không muốn bỏ con rồng này, họ vẫn đang muốn đánh nhau, họ muốn đẩy vào đường giữa, nhưng N1Cam đã di chuyển tới đây để bảo kê cho Lee Sin đi rừng già dơ có thể khởi động được thành công rồng nước. Và đối phương vẫn đang cố gắng để kiểm soát tầm nhìn, và dù đã di chuyển tới đây và con rồng đã được kéo ra, và Oden đang muốn lao vào, và đó là Amdel, anh ta có chung mình chiều cuối, anh ta lao vào, Lee Sin là người có thể xếp lên bảng điểm số, đó là cú kéo, đó là chiều cuối tung ra, và đó là một tình huống mà Lee Sin cũng như là ba mạng bị hạ gục và có thể chưa dừng lại con số 3. Xảy ra có một tình huống rút lồng nhưng không được, bởi đó là một pha quay tay cực hay của Oden mang về mạng thứ 5. Họ mất một mạng đổi bốn mạng và họ có thêm con rồng. Lợi thế của chúng ta đã mất hoàn toàn sau tình huống giao tranh vừa rồi. Đó là một cú kết hợp tốt đến từ anh chàng Rakan trong tay của Amdel cũng như những người chơi khác, đó chính là Ngộ Không, đó chính là cả Gorgat nữa, đã khiến cho Z anh chàng này phải lên bảng điểm số ngay lập tức và không có một tình huống combo đủ tốt để có thể là đổi một cái mạng đó về phía Malaysia. Về tiếp theo đó là một chiều cuối nó không thể hoàn mỹ hơn đến từ anh chàng Playmaker. Đúng, một cái chiều cuối mà nó trúng rất đẹp, khoảng 4-5 người. Nếu như nói Amdel là người khởi động mở giao tranh thì Oden lại là người có một tình huống quay tay tốt, và sau đó là một tình huống kết hợp với cả bão đạn của Midfortune quá ảo diệu để tạo ra một combo combo dành cho các thành viên của bên phía Malaysia. Và sự tự tin chính là thứ mà đã khiến cho Việt Nam của chúng ta gục ngã chỉ sau một tình huống ăn con rồng mà thôi. Bây giờ đối phương có rồng nước thì chắc chắn Darius ở thời điểm sau và cả những vị trí khác sẽ rất mạnh mẽ. Cây đề của Darius mặc dù không phải là quá đẹp nhưng anh ta là một trong những vị tướng mà ở thời điểm sau tôi nghĩ rằng nó sẽ mạnh hơn so với cả Z và mạnh hơn so với Lee Sin ở thời điểm này. Và mặc dù chúng ta đang chênh hơn đối phương khoảng 1k tiền nhưng con số này nó là không đủ lớn để có thể san bằng về. Và đây là một tình huống nữa, chúng ta đá sau âm đá nộ long cước, nhưng pha đó tôi nghĩ là hơi thừa. Bởi pha đá nộ đóng cước đó là một pha tự tay bóp, bởi chúng ta đá anh chàng đó ra khỏi chính cái chiều cuối của N1102. Oden tới phản ganh nhưng đó là giật sóng âm bay vào, không còn nộ đóng cước ở trong tình huống này, nhưng sóng âm đang là tốt hộ thể tốc biến đến từ Oden và Akam di chuyển thất tùng, và chúng ta bị phản ganh và đó là đi rừng bị chiều cuối ném chết double kill cho Akam. Và đó chính là một pha thừa nếu như có nộ long cước ở trong tình huống đó, có thể chúng ta đã có mạng à gục. Nhưng ba vị trí còn lại đang đẩy vào đường giữa để mang về cái trụ đầu tiên cho bên phía đội tuyển Việt Nam. Và đây là Amdel, anh ta lao vào nhưng những tình huống phi tiêu là quá chuẩn. Amdel ngay lập tức phải dùng tốc biến để lùi về hàng tuyến sau. Và đó là 7-8, trụ đầu ít ra, nó khiến chúng ta vẫn đang nắm trịch về khả năng hơn tiền. Đúng, đó là một tình huống mà tôi hơi tiếc ở vị trí đường trên, khi mà chúng ta bỏ lấy hai cái mạng nó không đáng có. Đáng lẽ ra nếu chúng ta giữ được cho mình cái nộ long cước hoặc là rằng Lee Sin không cố gắng nhường mạng cho người đồng đội của mình thì có lẽ chúng ta đã có một tình huống giao tranh nó ổn thỏa hơn ở bên chiến đội trên rồi. Chênh lệch về tiền bây giờ nó cũng vẫn chỉ là một ca tiền mà thôi, chúng ta có hơn một trụ nhưng còn dòng nước nó sẽ bù đắp lại tất cả dành cho mình phía Malaysia. Và ngược lại họ đang muốn ăn cho mình còn sức ở nước về đó, cú băng vào đến từ anh chàng Amdel. Và đây là giao tranh ở trong hàng sứ giả, một tình huống giao tranh khá mạnh mẽ. Lee Sin đá thành công được Akap lui về tuyến sau. Ngộ Không có một cái bóng khá ảo diệu, phía trên Rat vẫn đang quá để giữ chân lại KP. Và đây là chúng ta hạ gục được thành công người chơi gần gáp bên phía đội bạn, nhưng Ngộ Không Rat đang quay ngược trở lại không, đó là Olaf, xuống lại đó là Darius. Anh ta bổ được một người chơi, anh ta kéo vào, anh ta quay tay bổ một lần nữa nhưng thổ huyết là không đủ, Oden lao vào nhưng đó là tốc biến để dù và thành công tẩu thoát cho xạ thủ. Và đó là một tình huống có lợi không, có lợi vì chúng ta có con sứ giả nhưng chỉ là hai đều. Chưa biết được đây là pha solo kill cực mạnh giữa Ngộ Không và Lee Sin. Lee Sin đang cố gắng để chơi nhưng đó là cái phần bóng cực hay của Oden để mang về hạ mạng thứ 10. Và đó là một pha lỗ và đó là sự tự tin không cần thiết của Lee Sin thêm một lần nữa. Mặc dù trong những tình huống giao tranh thì anh chàng Lee Sin này đang tỏ ra rất hiệu quả, nhưng trong những tình huống solo kill thì chúng ta lỗ hơi lỗ cả chút. Người lỗ cả sứ giả. Tôi tưởng đội tuyển Việt Nam của chúng ta được sứ giả nhưng không, chúng ta mất sứ giả. Chúng ta có sứ giả chứ, có cho sứ giả. Đây này, sứ giả cho tay của Kenen. Kenen trong của Việt Nam, sorry quý vị, tôi nhìn nhầm. Tôi lại cứ tưởng là Việt Nam mà đổi sai. Mình còn sứ giả nhưng cái lượng lỗ mạng, lỗ một mạng. Mạng thì bây giờ nó gần như là hòa nhau rồi. Hòa nhau lại đánh nhau, Amdel di chuyển vào, anh ta biết được dù đang biến về không? Câu trả lời là không. Nếu như biết thì có lẽ họ đã băng bổ vào chứ họ không chỉ combo rồi đi ra. Họ áp lực để muốn đẩy lính và lấy một cái trụ. Đó là một tình huống mà anh chàng này bay vào để cố gắng là hất tung anh chàng hỗ trợ của chúng ta thôi. Tuy nhiên lại cái tầm sai nó lại đủ để hất tung. Đúng rồi, đi rừng già giờ di chuyển vào nhưng ngay lập tức bị hất tung, bị khiêu khích và anh ta có thể phải lên bảng, anh ta hộ thể về. Nhưng chiều cuối khá ổn lệ của Akap và mà được nhường lại cho Braymaker, người chơi cầm Midfortune. Kẻ này đang đẩy rất cao đường giữa, 20 giây nữa con rồng đất có mặt ở trên bản đồ. Trụ đang là như nhau, mạng là như nhau, tiền là như nhau. Đối phương chỉ hơn con rồng nước mà thôi. Nhưng chỉ cần như nhau là về lết chúng ta sẽ rất khó khăn bởi
Z cũng như là Lee Sin. Tôi đánh giá hai vị trí này không cao ở giai đoạn cuối game. Bởi vì chúng ta thua cho mình con giống nước và bởi vì chúng ta có cho mình hai vị trí mà được đánh giá là phải lên game nó sẽ hơi yếu một chút. Đó chính là Z và cũng như là Lee Sin. Đúng là như vậy. Ở thời điểm sau tôi nghĩ rằng Z combo khó lòng mà hạ gục được Darius. Còn đây là bắt lẻ Oden trước thềm giờ rồng. Nhưng ngay lập tức Amdell di chuyển vào và Raymaker đang được bắn. Nhưng dù cũng đang được bắn chiều cuối tung ra, hất tung được thành công người chơi xạ thủ biến với đội bạn. Và dù đang muốn tả diều, đang muốn phi và giật, có được mạng xạ thủ Oden bay vào hơi sâu. Kennen có chiều cuối khá ổn. Chúng ta có được hai mạng của cặp đôi đường dưới và chưa dừng lại, chúng ta có thêm mạng của Darius. Akap đang vào rất sâu, Amdell đang muốn mang vào, hất tung được và cứu cho Akap. Hồi máu là đủ thời gian và họ tham minh hồi máu để bay ngược trở lại, nhưng họ tham minh hơi sai và họ mất thêm mạng hạ gục nữa và là 4 mạng. Và đó là pha giao tranh cực kỳ hay, khả năng đứng góc và khả năng biết cách để tạo ra được lợi thế trước đối phương chỉ vì Ngũ không di chuyển lỗi ở thời điểm trước đó. Đó là một tình huống giao tranh là lấy 4 đánh 5 và anh chàng Z này được liên tục đẩy đường. Thêm một con rồng nữa thì chúng ta đang có lợi thế hơn rất nhiều dành cho bên phía Việt Nam của chúng ta rồi. Một tình huống giao tranh mà một lần nữa anh chàng Du lại là một người làm rất rất tốt trong những tình huống vừa rồi. Hoàn toàn đồng ý. Có những cú giật lồng nó thật sự là chí mạng. Vâng, liên tiếp là những pha ăn miếng trả miếng. Bây giờ thì là 5k tiền chênh lệch. Bên phía của team Malaysia chỉ vừa mới cân bằng tiền thôi. Dũng Hùng lại rất khịa. Nhưng anh ta khịa có đúng hay không? Phân bóng phi tiêu và thành công đổi bóng để về. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là những pha xử lý không cần thiết. Bởi thời điểm sau, nếu như bạn bị hạ gục, đây đã là phút thứ 10, thì cái khoảng thời gian mà bạn lên bảng đếm số nó không phải là ngắn đâu. Và điều đó có thể tạo ra tiền đề cho đối phương có 3 đòn ở thời điểm này. Thì cái giá nó sẽ đắt hơn so với bạn nghĩ rất rất nhiều đấy. Thời điểm phút thứ 10 chúng ta lên bản đồ số sẽ mất khoảng 25 đến 30 giây để có thể hồi sinh lại. Và 25-30 giây là thời gian vừa đủ để chúng ta có thể là hạ gục được thành công con Baron này. Chúng ta đang muốn có những tình huống setup vào giao tranh ở hàng Baron, chính xác hơn là đối bạn. Vâng. Họ đang muốn tìm một cái hướng đi nào đó để có thể thay đổi lại cái thế trận này khi mà Việt Nam của chúng ta đang hơn tiền cũng như là đang hơn về rồng. Không, chân liền vào rồng là ngang nhau. Ngang nhau về rồng hơn một trụ, hơn tiền. Nhưng tôi vẫn cảm tưởng hơi lo cho đội hình của chúng ta. Z ngay khi biết rằng ở thời điểm sau là khó chơi thì được cử ra đầy lẻ bởi khả năng tẩu thoát của anh chàng ninja này. Phân bóng hack nào, đối phương đang đứng ở trên phân bóng và Z quay ngược trở về. Dùng chiêu cuối lợi dụng bóng, phi tiêu là chuẩn. Nhưng sát thương thì lại không đủ và chiêu cuối của Raymaker tung ngược ra tuyến sau. Chút nữa thôi thì Dũng Hùng đã có pha xử lý highlight. Nhưng trong hàng Baron đã đánh nhau rất mạnh, đó là Odella vào chiêu cuối kết hợp với cả một tình huống của Rakan. Thêm một chiều cuối nó hất tung được đối phương. Một không ai đang là người có thể xếp về lên bảng đếm số. Nhưng pha này là pha giao tranh dường như là thiếu người. Khi Braymaker người cầm Mewton chuyển tới, họ mất hai thành viên. Và đây là dịch chuyển. Và đó là một pha di chuyển lỗi. Và đó là Akap đang sửa sai. Anh ta khá trâu. Nhưng đồng đội thì lại không muốn vào trong pha giao tranh đó. Khi mà Midfortune lại đứng ở vị trí rất xa. Và Rat cũng là như vậy. Họ muốn bỏ đồng đội để cố gắng giữ lại con Baron. Đó là một tình huống mà đáng lẽ ra Malaysia họ tự tin hơn trong những mùa giao tranh thì họ có lẽ đã là có người mạng. Có mạng và giành lợi thế rồi, nhưng không. Người chơi vị trí đường đơn đó chính là anh chàng Rat cũng như là xạ thủ của bên phía Malaysia họ quyết định không tham gia giao tranh. Và đó chính là một quyết định tôi nghĩ rằng không phải là sáng suốt, bởi Akap đã làm quá hay với Gragap ở trong tình huống đó. Anh ta cần đồng đội chỉ với một cú xoáy của Darius hoặc là một pha bắn của Midfortune thôi. Thì có thể đó là một pha lội ngược dòng ngoạn mục cho bên phía team Malaysia, nhưng không. Họ lựa chọn buông và lựa chọn buông đó nó không thực sự cần thiết. Còn bây giờ đến với cuộc chiến tầm nhìn. Một bắn lẻ. Đây là Dũng Hùng. Anh ta dùng chiêu cuối phân bóng, phi tiêu. Và đó là đủ sát thương với những tình huống bắn thưởng ở thời điểm sau. Anh ta có một tình huống ám sát tốt để lấy được mạng hạ gục của người chơi xạ thủ bên phía của team Malaysia. Và bây giờ chúng ta đang hướng đến con Baron bởi cả 4 người chơi, 5 người chơi còn lại. Bên phía của team RTZ đang cố gắng để ôm. Nhưng có vẻ như với việc thiếu đi xạ thủ thì việc đánh nhau ở thời điểm này là bất lợi hơn. Z sẽ hồi chiều cuối không phải là quá... Xin lỗi bạn, anh ta đang ép góc và anh ta đang phân bóng. Lee Sin băng vào múa, câu được thành công một chiều cuối của đối phương. Và sau đó cắm mắt rồi mới di chuyển về hàng rồng. Nhưng đối phương đã có xạ thủ hồi ở thời điểm này. Thì xin lỗi bạn, hàng Baron thì ăn Baron có hợp lý hay không? Là chúng ta quyết định ăn cho mình con Baron và... Tôi nghĩ rằng đó là một quyết định hợp lý khi mà anh chàng người chơi ở đường giữa Z vẫn đang muốn đóng vai trò là cầu kéo thời gian cho đồng đội. Baron còn đó là 4.000 máu. Baron còn 3.000 máu, đối phương đang bắt đầu bay vào bởi Amdell. Chúng ta đang còn lại hơi ít máu. Và đó là một điều chúng ta muốn giao tranh. Z đang băng bổ vào. Anh ta lựa chọn Raymaker lần nữa. Sát thương là đủ với tiểu đốt. Và đánh nhau được tung ra. Và đó là một bổ dành Darius, hai bổ cho Darius. Và Akap di chuyển tới. Và đó là những bổ rất lực của Darius.
và đó là một con Baron. Nó thuộc về bên phía đội tuyển Việt Nam. Chúng ta lỗ một người, tôi nghĩ rằng chúng ta lãi ở trong tình huống này bởi vì chúng ta có một lợi mạnh nhất ở trên bản đồ. Đúng, chúng ta sẽ lãi trong tình huống này thôi khi mà chúng ta lỗ một người, nhưng con Baron đó nó có cái lượng vàng và cũng như kinh nghiệm nó sẽ bù đắp lại. Thêm vào đó nữa thì hai người chơi chúng ta có trong mình Baron. Đi rừng già giờ đang di chuyển, anh ta tí nữa bị kéo. Đó là hai chiêu thức đều hụt dành cho bên phía của team RTZ Esports. Và chúng ta vẫn đang cố gắng lợi dụng bộ lợi Baron để đẩy ở đường giữa, nhưng đối phương lại ngay lập tức khởi động con rồng gió. Và chúng ta, tôi nghĩ rằng là biết, nhưng Daedot đã ép góc và chúng ta sẽ bỏ con rồng gió này. Hơi tiếc trong pha đó là chỉ có hai người có co bùa lợi Baron, đúng, thì đúng. Cái việc đẩy đường cũng không phải là quá mạnh mẽ. Trong những giây phút thi đấu vừa qua thì anh ta đang làm rất tốt khi mà liên tục hạ gục được cái mặt của anh chàng xạ thủ bên phía Malaysia. Nhưng lần này thì anh chàng này đã về và lên cho mình được cái đồng hồ cát rồi. Thì trong những thời điểm về sau tôi nghĩ rằng Z sẽ cần phải có những cú combo mà nó phải hai lần thì may ra mới giết được anh chàng xạ thủ này. Hoàn toàn đồng ý. Đồng hồ cát sẽ là thứ cao tờ rất mạnh mẽ chiều cuối của Z. Darius đang vừa trâu vừa khỏe, 9k tiền với cây đây là 254. Cái quan trọng là anh chàng Darius này mặc dù chỉ số cây đây là 254 thôi nhưng... Đây đánh nhau và đó là kéo dành cho Rat. Anh ta dùng cho mình cái chiêu thức đầu tiên để hồi máu. Và lúc này anh hãy để ý Gragas mà xem. Anh ta cũng là một vị trí đánh rất hay của bên phía team Malaysia. Một combo chết người. Và bây giờ chúng ta có dịch chuyển, không có dịch chuyển dành cho Z nhưng không có dịch chuyển dành cho Kennen, mà chúng ta vẫn đang ép giao tranh ở trong rừng khi đối phương cả đủ 5 thành viên. Chúng ta có đang tự tin quá hay không? Chúng ta đang muốn áp lực để lấy một đường ở phía dưới. Chúng ta đang chỉ đánh vào cái bóng của người chơi đi rừng bên phía đội bạn, đó là Hồ Đen. Và Amdel di chuyển lên, anh ta tí bị hạ gục. Chiêu cuối được tung ra, nhưng Lee Sin đã lộ nó cước là khá hay. Chúng ba thành viên phá chiêu cuối của Midfortern. Đây là Rat kéo đồng đối phương vào. Anh ta đang lựa chọn để bổ, nhưng trước đó có Double Kill cho xảy ra. Và đây là Akap. Và chúng ta có một pha giao tranh hay, nhưng đối phương cũng muốn sửa sai thời điểm sau đó. Cú kéo của Rat là không trúng. Và Dũng Hùng đang múa cực kỳ hay với Z. Và đó là 4 mạng hạ gục. Và đó là quét sạch. Và Lee Sin đẩy ở đường giữa. Đi rừng ra giờ, đúng và như các bên đánh thẳng ra giờ. Là một pha tỏa sáng cho bên phía đội tuyển Việt Nam khi chúng ta chỉ lấy 4 để đánh 5. Đúng là một tình huống mà anh chàng đi rừng ra giờ này như cái tên của anh ta. Một hay. Mình sau khi tham gia vào những tình huống giao tranh tung hết bộ kỹ năng và anh ta cuối cùng quay trở lại và hạ gục thành công cái trụ siêu cấp. Trong cái tình huống giao tranh vừa rồi là hai đến từ 3 thành viên. Thứ nhất đồng ý. Đó chính là anh chàng xạ thủ của chúng ta, mặc dù đã bị một cái thùng rượu đổ Avalay rất nhiều hất tung về đằng sau, nhưng anh ta đã có những cú tốc biến và sau đó chiều cuối hợp lý để hất lùi vài giờ lùi về và gây sát thương. Tiếp theo đó nữa là Z. Phải công nhận là cái nộ lòng cước của Lee Sin trong pha đó hay. Đó là kỹ năng bậc thượng thừa. Một pha nộ lòng cước như được miêu tả, nó phá cái chiêu cuối của Midfortern và đá trúng ít nhất là 3 thành viên ở trong tình huống đó. Và đặc biệt là những pha né và đổi bóng của Z khiến cho Darius cứ loay hoay và anh ta không được bổ một cái nào cả. Và cuối cùng thì Z có một cú triple kill để có thể lấy lại chiến trận. Và chúng ta giành chiến thắng trong trận đấu vừa rồi, một trận đấu được cho là tưởng chừng là khó nhưng không, bên phía của team Việt Nam bằng bản lĩnh chúng ta đã vượt khó được và chúng ta là người thành công dẫn trước. Nhưng nên nhớ rằng đừng để cái kịch bản lặp lại giống như bên phía của cặp đối thủ đầu tiên, đó là AK Gaming khi đối đầu với cả bên phía của đội tuyển K7 của Đài Bắc Trung Hoa, bởi vì trận đấu đầu tiên chưa nói điều gì cả. Đúng. Có đôi khi bạn lầm tưởng và bạn tự tin và đó là sự chủ quan không cần thiết. Nên tôi nghĩ rằng ở thời điểm này bên phía team Number Sport cần phải tiếp tục bình tĩnh hơn, tập trung hơn ở trong trận đấu thứ hai. Nếu như hủy diệt được 2-0, đó là kịch bản đẹp nhất dành cho RTZ Esports. Nếu mà chúng ta thắng trong trận đấu đầu tiên, chúng ta sẽ có lợi thế về mặt tâm lý. Nhưng cái lợi thế nên nếu mà nó diễn ra một cách mà nó nhanh chóng và nó quá như thế này thì có khả năng cao lợi thế tâm lý đấy nó lại không thực sự tốt, khi mà nó khiến cho bạn tự tin quá, bạn chủ quan quá, nó sẽ khiến cho bạn bị thất bại trong một trận thi đấu thứ hai như thế này. Hoàn toàn đồng ý. Và bây giờ chúng ta đến với trận đấu thứ hai, là một trận thi đấu mà kỹ năng cá nhân đã được sâu ra của những người chơi hàng đầu. Anh có thể Zed thực sự. Tôi nghĩ rằng anh ta chỉ kém tôi đâu đó khoảng 4 trình thôi. Có lẽ rằng anh ta vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn để có một con Zed ảo diệu được như tôi, nhưng đó là câu chuyện của về sau. Bởi dù sao được như tôi như vậy cũng đã là rất hay hò để thi đấu chuyên nghiệp rồi. Anh nhìn tôi làm gì? Vâng, có lẽ rằng anh chàng Zed người chơi bên phía của Noble nên sách vở học bài đem đến và xin nhờ vì hồ dạy dỗ thêm con Zed này để có thể tăng thêm khoảng 2 trình nữa. Tăng thêm khoảng, tôi nghĩ rằng ngang tôi thì hơi khó, nhưng để kém tôi khoảng 2 trình thì là điều mà bạn có thể làm được. Bởi trong nhiều tình huống tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể làm được và làm tốt hơn rất nhiều. Nhưng đó là câu chuyện ở thời điểm sau. Bây giờ thì không đi đọt và để cho đội tuyển No1 Esports tâm lý thì quay trở lại với khâu bàn pick. Và chúng ta sẽ cùng đến với khâu bàn pick giữa cả hai đội tuyển. Lần này thì bên phía của No1 họ được pick trước hả? Và để xem họ có dám đưa ra Yasuo và Lee Sin không. Khi mà đang thắng vào vai bổng thì tôi vẫn muốn thấy đội tuyển Việt Nam của chúng ta đưa ra những sự lựa chọn
theo kiểu là đặc sản đúng rồi, của và Việt Nam. Thực ra thì cặp đôi đường dưới thì tôi nghĩ rằng cũng không cần phải thay đổi đâu, vì họ đã làm rất tốt rồi. Lần này thì không biết là anh chàng người chơi cặp Z của chúng ta thì có thích những con bài nó bay bổng hơn, ví dụ như là Jasuo không, cặp hàng với Lee Sin thì nó hoàn toàn hợp lý. Hoàn toàn là đồng ý, bởi vì cái trong tình huống mà Lee Sin đá nộ long cước, anh ta đã có những pha đá trúng nhiều thành viên, nó sẽ kích hoạt được cái chân chơi Jasuo và tạo ra được một cái chiều cuối rất đẹp. Vẫn là single, không sai không phải sửa. Bởi vì vừa lì đòn, tôi nghĩ rằng anh ta đừng bao giờ cầm single nữa. Nó là một tôi rất lo là ở thời điểm này single lại là hot pick. Tôi chỉ sợ là rank, cái đánh rank ở trong phiên bản hiện tại nó lại hot pick single và sau đó reload lại phải nét thì lại phải nét thì hơi mệt, bởi vì single là một vị tướng mà tôi nghĩ rằng vua lì đòn đào vị tướng này lên và Riot là người chôn nó xuống. Đó là Olaf dành cho bên phía của team RTZ. Vâng, Olaf một lựa chọn hợp lý thôi. Olaf ở phiên bản hiện tại thì nó cũng tương đối là mạnh. Akali cũng chúng ta không chọn trước, không pick trước, nhưng mà chúng ta được pick trước nhưng mà chúng ta đã không chọn được vị trí này. Có vẻ như đây là một con bài mà chúng ta thứ nhất là muốn giấu, thứ hai nó không thuận tay. Hoàn toàn đồng ý. Còn lựa chọn cấm cuối cùng của bên phía team RTZ sẽ là gì? Liệu rằng họ có lựa chọn cấm Z? Tôi nghĩ là hơi thừa. Lee Sin cũng được, hay là Orianna, bởi vì bạn Lulu pick cấm chọn như cũ. Cấm chọn như cũ, hot pick ở thời điểm này theo tôi đánh giá thì xây ra là hot pick, có thể là first pick cho bên phía của team Việt Nam được. Seiza đang được boost một cách rất mạnh mẽ. Và nếu như có thêm cả Rakan thì đây sẽ là cặp đôi mà đáng lý ra nó phải hot ngay từ đầu, chứ không cần phải được boost sức mạnh lên bởi Mid Fortune hơi lỗi ở thời điểm trước đó. Đúng. Và để xem lựa chọn đầu tiên của bên phía Việt Nam sẽ là gì. Có phải là Lee Sin hoặc Jasuo hay không? Tôi nghĩ khả năng cao là Lee Sin đấy. Nhưng nếu chúng ta để hỏng ra con bài Seiza Rakan thì rất có thể bên phía Malaysia họ là pick trước. Hoàn toàn đồng ý. Bởi vì dù sao Rakan cũng là một vị tướng mà không phải là quá khó để luyện tập. Đúng. Và vừa nãy thì anh chàng bên phía của Malaysia chơi con Rakan này cũng khá tốt. Khá ổn. Không, anh ta chơi Mid Fortune chứ. Bên phía bên kia là cặp đôi Mid Fortune và Rakan. Đấy. Mid Fortune và Rakan. Nghĩa là ý của anh là vẫn tách Rakan Seiza ra. Không. Nghĩa là nếu mà chúng ta pick trước Lee Sin thì ngay lập tức bên phía Malaysia họ có hai lựa chọn đúng không? Hai lựa chọn thì rất có thể là cặp bài Seiza và Rakan. Hoàn toàn đồng ý. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với khâu pick tướng. Liệu rằng bên phía của team Việt Nam, Orianna, cô nàng dây cót được lựa chọn đầu tiên chăng? Và nếu như vậy thì chúng ta có thể sẽ mất Jasuo không cần phải lựa chọn đầu tiên. Không cần phải không, hơi thừa. Bạn nên lựa chọn theo kiểu setup trước Jasuo như là Ori, Lee Sin, Braum và sau đó bạn mới lựa chọn Jasuo. Hoặc là Malphite cũng được thì nó đẹp hơn. Như vậy là chúng ta sẽ xây ra Rakan ra. Nhưng đội bạn có pick hay không thì tôi không biết. Đó là xây ra. Và đó có thể là Rakan. Có thể là Rakan, tôi nghĩ rằng đó sẽ là cặp fit bài cho Akap. Ngay khi tôi nghĩ rằng fit hơi thừa, bởi vì dù sao bạn có thể tranh cướp vị trí khác. Bên phía Việt Nam sẽ không lựa chọn fit thêm một lần nữa đâu, chắc bởi vì rồi. Họ có đường dẫn rồi. Braum và fit thả dây xây ra Rakan. Thật ra là nếu mà chơi fit như này, như vậy là bên phía Malaysia họ muốn giấu cho mình những quân bài đi rừng và người chơi sát thủ. Đang họ muốn giấu. Họ sợ bị counter chăng? Đúng, họ sợ bị counter bảo vệ. V và Mid Fortune. Đối phương pick Braum mà chúng ta pick Mid Fortune thì tôi nghĩ rằng tôi vẫn thích Seiza hơn, bởi vì cái chiêu cuối của Seiza sẽ né được cực kỳ nhiều thứ, đặc biệt là con fit băng vào. Tuy nhiên thì có vẻ biết đâu chúng ta chưa nắm vị tướng này một cách chắc cú thì vẫn nên là Mid Fortune, một vị tướng đã bị nép ở trong phiên bản này. Và đối phương có Seiza được khóa lại rất nhanh, và Odin muốn lựa chọn luôn cả Lee Sin ở vị trí tiếp theo. Chúng ta có Vi rồi, đối phương vẫn đang giấu đi con bài đi đường đơn, và hình như anh chàng này một lần nữa đang muốn thi đấu với một con Darius. Đó là Lee Sin. Chúng ta muốn làm lại với Z chẳng? Darius là thứ mà bên phía của team Việt Nam muốn lựa chọn. Hay là Gragap, bởi Gragap trong tay của anh chàng Akap là rất hay. Nhưng không, chúng ta có rừng rồi, Vi đi đường, Evelynn đi đường ở thời điểm này ư? Không, Evelynn nên ở trong rừng để gây ra sự đột biến thì hơn. Anh ta khóa lại Gragap và đối phương khóa lại ở vị tướng Norset Darius. Từ từ đã, anh chàng Rat này liệu anh ta có muốn làm lại với một trận thi đấu là Darius với chỉ số KDA nó thực sự không tốt lắm. Không phải là quá đẹp, bởi vì Darius nhìn thế thôi nhưng nó cũng có sự tù túng nhất định. Ok, khóa lại với Darius rồi. Thật ra nếu con Darius này trong phiên bản PC thì tôi rất sợ. Tức là anh chàng này sẽ cầm cho mình cả cái tốc hành. Sẽ cầm tốc hành để có những tình huống băng vào và quét cho chúng tận 5 người. Nhưng rồi, trong vả mobile thì tôi không đáng sợ lắm. Nghĩa là hai bên đang có sự lựa chọn Nami hỗ trợ
để counter lại vị trí, để counter lại khả năng băng bổ vào và có thể có những pha hất tung. Nếu đối phương lựa chọn Darius thì Darius sẽ bị hạn chế đi khả năng tiếp cận. Và để xem thế nào đã. Trong trận thi đấu này thì dường như cả hai đội thi đấu đều có những cái chiến thuật nhất định mà chúng ta cần phải tìm hiểu trong thời gian tiếp theo. Bởi dù sao ở trong meta lần này nó đã có những sự thay đổi về mạnh yếu của những vị tướng, có những vị tướng được búp lên, những vị tướng được bị nét đi, nên sẽ có nhiều đội hình khác nhau. Đúng. Riot sẽ cố gắng để có những vị tướng ít khi được xuất hiện như Riot, như Nami, như Janna được xuất hiện nhiều hơn. Bởi dù sao thì tôi nghĩ rằng khi mà bạn đã chơi tốt thì bất kỳ một vị tướng nào cũng mạnh cả thôi, giống như người đài đã từng làm. Và cũng không phải là chúng ta một vị tướng mà không được tăng, không được giảm sức mạnh, nhưng nó cũng sẽ có một phần nào đó ảnh hưởng đến, bị ảnh hưởng bởi những vị tướng tăng và giảm sức mạnh khác. Cho nên chúng ta cần phải một thời gian sau để tìm hiểu xem cái meta hiện tại là như thế nào. Với tư cách là một bình luận viên cũng như là caster như chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể tạo ra được meta đâu nào, chúng tôi chỉ đi theo meta mà thôi. Và đây là một tình huống mà dường như cả hai bên đang muốn tập trung để kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Cuộc chiến về tầm nhìn. Tập trung để kiểm soát tầm nhìn và tập trung để khiến cho đồng đội của mình không phải bị mất quá nhiều cái phép bổ trợ, chứ không phải là một tình huống đánh nhau. Vâng, đây sẽ là một trận thi đấu. Quý vị đừng nhìn vào rank bởi vì có đôi khi các tuyển thủ chuyên nghiệp khó. Dũng Hùng đang lựa chọn cái tầm sải tay của mình để đóng băng cờ rẹp. Bởi dù sao giai đoạn đầu fit cần phải tiếp cận để farm lính, còn Orianna thì không. Nhưng anh chàng này, anh ta cộng tung tăng nhảy múa trước và anh ta lên cấp độ 2. Trong khi đó thì cuộc chiến ở đường dưới giữa Gragap và Darius, tôi nghĩ rằng Gragap có thể thi đấu hoàn toàn cửa trên một pha né khá hay của Amel. Còn đây là Playmaker với cả một ở vị trí khá quen tay. Đây là quay, Ras có cấp độ 2. Anh ta bị quay một phát trúng và cũng như thêm một cái hợp với nội tàng này thì nó cũng sẽ không mất quá nhiều. Còn đây là những cú quay rất đau đớn của Ras. Và anh ta vẫn đang thể hiện độ hổ báo của mình trước người chơi có tên là 1002. Lee Sin trong tay của các thành viên Malaysia thì tôi chưa biết được hiệu quả như thế nào. Máy quét đã được bật. Bởi dù sao thì ở trong phiên bản mobile chúng ta không cần mắt để hộ thể. Và đó là một tình huống mà đối phương đang muốn bắt chết được 1-0-2. Cú đá sâu âm là trùng. Và anh ta ngay lập tức về hộ thể. Và đó là một tình huống câu đi một phép bổ trợ của 1-0-2. Đó chính là cái tốc biến. Và chúng ta muốn phản gành. Và vì đang muốn bắt đường đi của đối phương, vì muốn tranh cướp con cua kỳ cục, nhưng đối phương có tới 2 người, vì sẽ thi trừng phạt với Lee Sin. Và đó là một tình huống trừng phạt tốt hơn của Oden để mang về con cua cho bên phía của team Malaysia. Nhưng Dũng Hùng di chuyển tới và ép góc. Oden có hộ thể và tốc biến. Không, anh ta hết hộ thể mất rồi và anh ta lựa chọn tốc biến ngay ở trong tình huống đó để đảm bảo rằng không bị mất mạng. Nhưng đi rừng giả giờ lại đúng như cái tên của mình. Anh ta cắm một con mắt ra và đang muốn kết hợp với Dũng Hùng để cướp được bãi chim. Và Ras buộc phải di chuyển tới để có thể giữ lại được bầy chim này cho đồng đội của mình. Và fit ở tuyến sau. Đây là 3-2. Một tình huống quay trúng. Và đó là một tình huống bay thẳng vào đội của đối phương. Đối phương hộ thể theo. Và ngay lập tức thì đi rừng giả giờ đã về lên bảng điểm số. Và tôi nghĩ rằng đó là một pha cướp không thực sự khôn ngoan đến từ bên phía của team No 1 đại diện của Việt Nam. Chúng ta đang thi đấu một cách quá tự tin khi biết được rằng người chơi đi rừng cũng như người chơi đường giữa của đối phương đang ở rất gần. Và người chơi đi top thì cũng đang ở rất gần. Một tình huống 2 đánh 3 và cái mạng của anh chàng vì lên bản điểm số là nó thực sự không cần thiết cho lắm. Không sao cả, cái thời điểm này thì là thời điểm mà con rồng chưa ra. Cái mạng này nó cũng... Còn đây là tình huống Ras. Làm đừng rất đùa, tốt. Đừng đùa, anh ta có cấp độ 5. Nhưng đó là một tình huống thể hiện khả năng hồi phục của vị tướng Nosus Darius. Hồi phục rất mạnh mẽ với những tình huống quạt ở chiêu thức đầu tiên và chúng đa mục tiêu. Và sau đó thì No 1 đang muốn đóng băng crab, nhưng với cấp độ 5 anh ta sẽ về nhà ngay và để sạc máu và trang bị đồ sau một pha hỗ trợ đồng đội của mình. Anh ta lên được cho mình cái búa gỗ. Và sau đó thì anh ta đi bộ thêm một đôi giày để kháng phép nữa. Như vậy tôi đảm bảo rằng ở thời điểm sau có vẻ như việc đi đường của anh chàng Grab sẽ chưa biết được. Bởi vì dù sao tôi nghĩ Grab Riders thì Grab vẫn có thể ăn được. Đó là một cái kèo thiếu mà thiên về kỹ năng nhiều hơn, tức là né những cái... Ví dụ những cái quy, những cái chiêu thức đầu tiên của Riders. Đánh với Darius thì một là bạn né hẳn ra xa, hai là bạn tiếp cận hẳn gần. Là tiếp cận hẳn gần với thì nó lăn đụng đấy, thì nó sẽ không bị đối phương gây sát thương. Có đánh nhau ở đường trên thì phải. Và đó là một tình huống quay. Và ngay lập tức 1-0-2 phải lên bảng điểm số. Rust là người đang yếu máu hơn, nhưng nên nhớ rằng anh ta còn lại đó là chiều cuối. Và việc mà anh ta lên cho mình cái giày kháng phép vào một thời điểm rất sớm, nó cũng đang tạo ra một độ hiệu quả nhất định về khả năng chống chịu của anh ta trước anh chàng 1-0-2. Và điều quan trọng là anh ta đang nhìn hơn đối phương một cấp độ nữa. Đúng, và đừng nhìn con Darius này thấp máu mà tưởng là ăn được, bởi vì nó sẽ đó là kéo và đó là một tình huống hồi máu. Và đó là những yếu tố huyết cho 1-0-2. Và đó là bổ, và đó là đủ sát thương không?
Không đủ, bởi vì như Thổ biết ở trên người nó sẽ đủ giọt 5 lần à? 5 lần rồi. 5 giọt máu và đó là đủ. Và họ ngay lập tức ăn con rồng nước. Darius trên đường di chuyển tới không? Anh ta đi bộ xuống luôn. Và đối phương đang ăn con rồng nước của trận đấu. Và chúng ta đang để thua 0-2. Và đối phương kéo con rồng ra thì việc tranh cướp sẽ trở nên khó khăn hơn. Áp lực ở đường giữa, áp lực ở đường giữa và áp lực thiếu người. Và đó là một tình huống hạt thông nổ hơi tệ. Chúng ta muốn đánh nhau. Và đó là chiều cuối đẹp. Chúng ta cướp được thành công con rồng nước của trận đấu. Chúng ta không có một màn hạ gục. Và chúng ta nên về ở trong pha xử lý khá hay ho đó đến từ đội tuyển của Việt Nam. Một tình huống mà tưởng chừng như cái hạt thông nổ nó hơi bóp tim một chút. Nhưng không sao cả, anh Trang Vy đã làm rất tốt kết hợp với người đồng đội của mình. Đó là chính một cú bao đạn đã hạ gục thành công con rồng, đổi lấy một mạng. Đây là lời dành cho bên phía Việt Nam rồi. Chỉ số tranh lệch về tiền nó chỉ là 1k thôi, nó sẽ không là quá nhiều ở thời điểm phút thứ 4, thậm chí là phút thứ 5 của trận đấu này. Vâng, đây là Dũng Hùng. Oriana của anh ta đang khịa rất mạnh lên Akap. Vâng, khi mà Akap ở thời điểm này có KD đang là 101, trong khi đó Dũng Hùng đang là 000, anh ta đang thua tiền nhưng anh ta vẫn đang thể hiện cái sự khó chịu. Thực ra không ai cấm bạn thả icon để có thể trêu đùa đối phương cả. Tuy nhiên thì bạn đừng làm điều đó quá nhiều, bởi giống như trong chung kết thế giới, người ta hay làm điều đó với Faker và cái kết đều không được đẹp cho lắm. Cái kết đó là trước hồi một con quỷ dữ, quỷ vương, một con quỷ vương. Và tôi nghĩ rằng tình huống trêu đùa là cần thiết, nhưng đừng làm nó quá trớn là được. Đúng rồi, nó mất hay, cái gì nó cũng vừa vừa thôi. Đúng. Nhiều người yêu quá thì tôi nghĩ rằng là hợp lý, nhưng những thứ còn lại không nên có quá nhiều. Còn đây là Zo, còn đây là Braymaker. Anh ta đã có được cho mình cái kiếm điện và tăng khả năng cấu rỉa và khả năng farm lên một cách rất lớn. Vâng, Lee Sin ở trong trận đấu này anh ta đang có cây đây là 1002. Rõ ràng ổ đen đang chưa có một con Lee Sin đủ ấn tượng, đặc biệt là trong pha trừng phạt lỗi và để mất con rồng của trận đấu. Nhưng đường trên Rush anh ta vẫn rất tự tin với vị tướng của nó sớt, đó chính là Darius. Đó là những pha cấu rỉa. Với việc đã có được cho mình cái mặt nào đầy thì rõ ràng rằng ở thời điểm này, mặc dù cái mặt nào đầy đã bị nớp so với cả kiếm vô danh, đó là hai thứ bị nớp, gương vô danh bị nớp rồi, nhưng chính nó vẫn rất khó chịu. Và dường như đây là một trận thi đấu mà cả hai người chơi đi rừng của cả Việt Nam và của cả con cá thả ép góc Đài Loan đều Malaysia làm chưa tốt. Malaysia đều làm chưa tốt. Và đây là con sứ giả đang tranh cướp. Sóng âm trúng và sứ giả thuộc về bên phía của đối phương. Đó là sóng thần được tung ra, hất tung được thành công người chơi cho mình biết được bạn. Đó là Rats. Rats ngay lập tức ăn nguyên cái bão đạn vào mồm, mất rất nhiều máu. Rats vòng tuyến sau, anh ta không bổ được chết đối phương. Hơi tiếc, nếu như có pha bổ để có pha bổ thai là ngon. Oden đang đợi chờ để hồi cho mình cái hộ thể. Đó là con sứ giả nhưng hai mạng để đổi lấy một mạng và không, thậm chí là ba mạng không. Oden tốc biến nhưng đó là dù tốc biến sau mang về double kill cho Mid Fortune. Và đó là ba mạng đổi một mạng bù thêm một con sứ giả. Tôi nghĩ là không phải là quá lời đâu. Không, tôi nghĩ rằng đó là lời, bởi vì cái mạng đó lại thuộc về tay của anh chàng dù. Người chơi đang cần rất xanh bên phía Việt Nam, tức là người chơi xạ thủ. Chúng ta hoàn toàn là có lợi trong tình huống giao tranh vừa rồi, mà hoàn toàn chúng ta có thể cấu được một lượng máu nó ổn ở cái trụ đầu giữa này. Và chúng ta không có sứ giả nhưng chúng ta có thể hoàn toàn nghĩ đến việc có trụ đầu. Trụ đầu sẽ mang lại một lượng kinh tế rất lớn cho bạn. Tuy nhiên Darius đang ngay lập tức di chuyển tới và đép được lính thành công. Oden có cây đây là 112, nhưng tiền của anh ta thì lại không đủ nhiều, chỉ bằng với hỗ trợ của bên phía đối phương mà thôi. Nên đây là một con Lee Sin mà tôi nghĩ rằng anh ta đang pick một cách không biết được. Thực ra như tôi đã nói thì hai người chơi đi rừng của cả Malaysia cũng như Việt Nam trong trận thi đấu này đang hơi chưa thực sự đúng với cái vị trí của mình. Tức là người chơi đi rừng thì cần phải ganh nhiều, cần cho có cho mình những cái mạng nhiều như Lee Sin 112 và Vi 131 thôi cũng tạm được. Ít ra Vi còn nhìn hơn 1k tiền so với cả đối phương, bởi rõ ràng anh ta farm tốt hơn đúng không? Chưa có một cái trụ nào về đây bảng đếm số. Đây sẽ là một trận đấu dài hơi. Nếu như nói đội hình của cả hai bên về lết, tôi đánh giá chỉ là ngang nhau thôi, bởi xây ra về lết cũng rất mạnh. Lee Sin và Vi thì Vi được cho là lợi thế một chút xíu, bởi có thể ghim thẳng vào mặt của Braymaker, người đang cầm xây ra ở trong trận thi đấu này. Nhưng Lee Sin cũng có thể có những một pha đá để phá đi chiều cuối của Zoe, người đang khá xanh xào đến từ đội tuyển của Việt Nam khi anh ta đã có được cho mình 64k tiền, lượng tiền lớn nhất ở thời điểm này. Và anh ta đã có được cho mình hai món trang bị. Và bây giờ chúng ta muốn bắt lẻ đối phương, và Amdeo là người có thể sẽ bị giữ trần. Cú xoáy không được tung ra, bởi vì nếu như đưa cú xoáy đó ở thời điểm này thì là hơi vội. Chúng ta cần giữ lại nó để có được một con rồng đất của trận đấu. Và nếu như có thêm rồng đất nữa thì bạn sẽ rất khỏe khoắn ở thời điểm sau. Họ sẽ muốn tranh cướp và đây sẽ là thời điểm để hai bên thi trừng phạt. Và đây là đa đất băng vào, Oden di chuyển vào. Và đó là con rồng cho bên phía của đối phương. Chúng ta có được mạng của đối phương, đó là Lee Sin. Nhưng có thể Cam sẽ phải lên mạng đếm số 0. Chúng ta có hai mạng, bão đạn tung ra. Bên phía của team Malaysia có thể sẽ hủy diệt ở thời điểm này. Con rồng phải trả giá bằng ít nhất là 3 mạng.
thậm chí là nhiều hơn, bởi Marker đang rất yếu máu và anh ta đang bắt đầu di chuyển. Anh ta muốn lùi về nhưng Joe đã phát hiện ra. Anh ta vẫn né và tốc biến nhưng tránh vỏ dừa, gặp Dũng Hùng và mạng thuộc về Dũng Hùng. Và chúng ta không có rồng, nhưng chúng ta có rồng nước trước đó để san bằng con rồng của đối phương rồi, không quá lo lắng. Và chúng ta có trụ đầu, chúng ta có thêm 4 mạng hạ gục, và đó là lời dành cho bên phía đội tuyển của Việt Nam. Thì nó rất lời dành cho bên Việt Nam, nếu đáng lẽ ra chúng ta còn lời nhiều hơn nữa nếu như anh chàng Hồ Đen không có một tình huống mà xử lý tốt, băng vào và sau đó sút bay anh chàng Vi, người chơi đi rừng bên phía Việt Nam chúng ta, và sau đó là trừng phạt. Cá được thả tung tăng nhảy múa và chiêu thức đầu tiên sẽ được sử dụng ở thời điểm sau, tuy nhiên không đủ tầm với, và đó là Dũng Hùng và đang xử lý rất bình tĩnh. Hai lần họ đều lựa chọn Darius và tôi cảm tưởng như Darius vẫn chưa phải là một sự lựa chọn hợp lý. Đúng, anh ta vẫn chưa mang lại quá nhiều áp lực khi lựa chọn Nami cũng là một lựa chọn hợp lý để counter lại Darius. Darius cần di chuyển, cần trúng chiêu thức đầu tiên để hồi phục. Nhưng nếu như bạn có những tình huống dùng thủy ngục ổn là hoàn toàn có thể phá được cái lợi thế đó của Darius. Thậm chí có những cú sóng thần nữa. Và bên phía Malaysia họ quyết định là san bằng về trụ để... À không, họ chỉ lấy được thêm một cái trụ thôi. Giãn cách về trụ bây giờ nó là 2-1, chúng ta vẫn có lợi hơn một chút. Tiền là chúng ta hơn 5k tiền, thời điểm phút thứ 10 là một cái thời điểm mà 5k tiền nó là đủ lớn đấy. Nó đủ lớn để khiến Malaysia họ phải gặp rất nhiều khó khăn trong những thời gian thi đấu tiếp theo. Vâng, trận đấu này là một trận thi đấu mà tôi nghĩ rằng khoảng cách 5k tiền chính là thứ mà chúng ta sẽ dựa vào. Trụ thì chúng ta đang nhìn hơn một trụ. Đối phương vẫn đang chơi một cách tương đối bị động và đội tuyển của Việt Nam đang chơi khá hay ở trong trận thi đấu này. Con Baron ở thời điểm phút thứ 10, ở cái thời điểm mà chênh lệch không đủ lớn, thì tôi nghĩ rằng cần có một mạng hạ gục để một bên nào đó dám khởi động nó. Và đội tuyển Việt Nam lựa chọn fake Baron. Chúng ta đang cố gắng để kiểm soát và chúng ta là người làm tốt hơn khi ở không. Những con mắt của đối phương cắm vào khá sâu phần rừng của đội tuyển Việt Nam nên chúng ta chưa thể phát hiện ra những con mắt đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đẩy áp lực ở đường giữa. Lính đang là lính có lợi hơn đến từ bên phía của đội tuyển Việt Nam, nhưng xây ra đang được ping. Dường như đó là một cú ping mà để cho anh chàng Rap sẽ lùi về hàng tuyến sau. Đây là Rust. Nếu chúng ta muốn phất Baron thì chúng ta phải làm được một điều, đó là đẩy lính lên cao từ tất cả các đường. Ô, cú xoáy hay! Chúng được hai người chơi ép lùi được đường giữa và đường đơn bên phía đội bạn. Và người phải lên bằng tay đó làm đèo người chơi hỗ trợ với Bram. Và chúng ta sẽ có ít nhất một trụ ở thời điểm này. Nhưng lính thì lại không có thế lính đẩy. Chúng ta muốn ăn Baron chăng? Ăn được không? Ăn được không? Xây ra đang là người được chọn. Raymarker đang là người bị giữ lại, anh ta hủy biến về. Và anh ta bị sóng, anh ta bị đá, anh ta bị đấm, anh ta dùng chiêu cuối đó không giúp anh ta sống sót được đâu. Bởi chúng ta có thêm cả bão đạn của Joe ở hàng tuyến sau nữa. Và đó là màn hạ gục thứ 9 cho bên phía của đội tuyển Việt Nam. Còn cá được thả ra cho Akap không mang lại hiệu quả, tung tăng nhảy múa né được cho mình cái sóng thần. Hạ gục được mạng Oriana, nhưng Joe bắn chết được thành công. Rust đang cố gắng để chơi một cam. Và Lee Sin đang bị thủy ngục chúng anh tại bất tung, anh ta bắn đến chết. Anh ta dùng nộ lọc cước đá bay Joe về. Và đây là một bổ có thể được cam, nhưng đối phương đã tới và ngay lập tức đoán được phải là bảng điểm số 0. Cam vẫn còn sống ở thời điểm này. Và đó là một tiếng hay ho nữa đến từ đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta sẽ có một Baron khi đối phương chỉ còn lại một mình Baron đang còn có mặt ở trên bản đồ thôi. Những tình huống tham gia giao tranh mà chọn mục tiêu khá là tồi tệ dành cho bên phía Malaysia khi họ quyết định là hạ gục anh chàng hỗ trợ chứ không phải là focus vào vị trí xạ thủ của chúng ta, anh chàng Du. Andel, tôi nghĩ rằng anh ta không tạo ra một điều kỳ diệu đâu vì anh ta chỉ là một anh chàng support thôi, nhưng cái chiều cuối nó không thực sự gây ra quá nhiều sát thương. Và điều quan trọng là chúng ta còn trừng phạt trong tay đi rừng giả dơ. 506 đó chính là chỉ số KD của anh chàng xạ thủ bên phía chúng ta. Một con số thực sự ấn tượng, anh ta có cho mình thêm cả đồng hồ cát nữa để tránh cái khả năng ám sát đến từ anh chàng Akap với vị trí đó chính là Fizz. Rõ ràng Akap đang là một trong những điểm sáng của bên phía đội bạn và cả xây ra cặp đôi đường giữa và cặp đôi hỗ trợ, nhưng hai là không đủ để có thể vâng cân nằm. Ở trong khi đó Lee Sin, anh ta đứng lại, anh ta insect được Du về, Du đồng hồ cát, Du né được khá nhiều chiêu thức, Du được bảo kê và đó là bão đã được tung ngược trở lại, trúng được và ăn nguyên cái bão đạn đó, đó chính là Ram và Amdeo lên bảng điểm số. Rat đang rất yếu máu, Cam là người được chọn, Cam dùng đồng hồ cát nhưng Cam đã không thể sống được, nhưng đối phương đã bị hạ gục tới 4 người trời và đó là con rồng lửa dành cho đội tuyển của Việt Nam. Và đó lại là một lần nữa chưa biết rồng lửa thuộc về ai bởi Oden đang vào. Đó là một tình huống thi trừng phạt nhưng Oden là người làm tốt hơn và Odin là người làm hay hơn và Oden là người lên bảng điểm số. Và đó là có bùa lợi Baron, có thêm rồng lửa và đó là quét sạch dành cho đội tuyển của Việt Nam và chúng ta sẽ có ít nhất một đường đứng siêu cấp. Thắng luôn tôi nghĩ là hơi khó bởi vì đối phương sẽ hồi sinh sau khoảng 10 giây mà thôi. Đúng, và cái lượng sát thương của Du đến thời điểm hiện tại, hãy nhìn cái cách bắn ta bắn đi, một bắn, hai bắn, ba bắn là anh chàng Lee Sin phải lên bảng điểm số rồi. Trong khi đó thì anh chàng Darius trong tay của Rat chưa thực sự tỏ ra hiệu quả, kể cả trong trận thi đấu trước và trong trận thi đấu này. Anh ta chỉ có những cú bổ nó vu vơ và không hạ gục được bất cứ cái mạng nào bên phía Việt Nam.
Thậm chí chỉ số về tiền của anh chàng này hiện tại đang rất thấp, mà tương ứng với người chơi hỗ trợ bên phía của Việt Nam mà thôi. Lì xin 143. Lì xin trong tay của người Đài và người Thái rất đáng sợ, nhưng lì xin trong tay của người của các thành viên Malaysia là chưa đủ để chúng ta gặp khó. Bản chất Lee Sin đã là một vị tướng không thực sự đủ mạnh mẽ ở giai đoạn sau, mà đấy là giai đoạn late game rồi, thứ 14 chắc là late rồi. Mà anh ta lại còn lên theo kiểu full sát thương như thế này mà tiền thì lại không nhiều. Đây sẽ là một trong những vị trí rất thọt của bên phía team Malaysia. Với cái khoảng cấp độ từ 11 đến 13 như thế này và với cái lượng sát thương như thế này thì chắc chắn anh ta một combo không bao giờ hạ được bất cứ vị trí nào bên phía Việt Nam. Và chúng ta di chuyển sang phần rừng của đối phương. Ngay lập tức cú xoáy lệnh sóng âm của Rina hạ gục được thành công người chơi, đó chính là mid số đoạn fit của bên phía đội bạn. Sóng thần tung ra double kill, và tôi nghĩ rằng là không còn cửa cho bên phía của Malaysia ở trong trận đấu này khi họ đã bị quét sạch về dạng giáp thiên thần. Nhưng lấy gì để lùi về được khi mà đối phương có quá đông tam minh là ổn, và đó là liên tục là con đường vị, và đó là 2-0 cho NM Sport trước đội tuyển của đại diện Malaysia, một trong đại diện có tham gia Icon C. Vâng, xin chuyển về nhà để có thể vâng đỡ phải biến về đại lính thôi. Vâng, như vậy là 2-0 dành cho bên phía Việt Nam của chúng ta, và chúng ta thành công lấy lại được một ngày thi đấu nó ít ra nó còn sáng sủa. Đúng rồi, một ngày thi đấu nó không còn tối như tối tăm như ngày thi đấu trước. Hoàn toàn đồng ý. Vâng, như vậy là chúng ta có 2-0 ở cuộc đối đầu giữa đại diện của Việt Nam là NM Sport đối đầu với đại diện Icon C của Malaysia, đó là RTZ Esports. Một chiến thắng cực kỳ thuyết phục, mặc dù chúng ta đã cho thấy rằng rõ ràng RTZ cần phải luyện tập nhiều hơn. Bởi nếu như họ như thế này trong giải Icon C thì tôi cảm tưởng đang là hơi mạo hiểm dành cho RTZ nếu như họ muốn nghĩ đến chức vô địch. Điểm nhấn của trận thi đấu này đó chính là lượt cấm vào single. Và có lẽ đó là một cái tình huống cấm mà đã khiến cho bên phía của NM Esports họ giành chiến thắng. Đúng là như vậy. Vâng, như vậy là buổi giao hữu của chúng ta ngày hôm nay, anh Đức có muốn làm một cuộc đối đầu với khán giả không? Có lẽ là chúng ta nên nghỉ thôi. Thực ra thì giao lưu với khán giả sẽ để ngày mai, còn chúng tôi sẽ xin phép được nghỉ bởi bây giờ đã là 9 giờ rồi, chúng tôi còn phải làm rất nhiều việc để lấy tiền đó nuôi đam mê bây giờ. Chúng tôi không có tiền khi làm về vấn đề này, bởi chúng tôi vì còn đang đi học. Chúng tôi còn đang đi học nên chúng tôi bây giờ phải về nhà để có thể làm bài tập để trả cho trường ngày mai. Đúng rồi, tôi còn phải chạy vài ba cuốc Grab nữa để đủ tiền đi học. Quý vị thông cảm, Thế này thôi, nhưng sau ánh đèn là chúng tôi sẽ bỏ cái bộ vest này đi và chúng tôi sẽ chạy Grab để kiếm tiền sống qua ngày nuôi đam mê của mình. Nên các bạn nhớ follow để có thể vâng khiến chúng tôi có tinh thần để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê trong thời sinh viên sinh năm 2K như hai bình luận viên. Còn bây giờ chúc quý vị khán giả ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Thành công của một tựa game eSports chủ yếu đến từ cộng đồng mà nó có thể tạo dựng và phát triển. Với những tựa game mới như Liên minh huyền thoại tốc chiến, việc xây dựng môi trường và một cộng đồng lành mạnh cũng phải đối mặt không ít thử thách. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn công việc của một nhóm các bạn trẻ đang thực hiện công việc này. Để một tựa game eSports mới ra mắt và có thể tồn tại và phát triển, yếu tố quan trọng nhất đó là việc hình thành cộng đồng và các sân chơi lành mạnh. Vào thời điểm hiện tại, Liên minh huyền thoại Tốc Chiến chính là cái tên đang nhận được rất nhiều sự chú ý cũng như kỳ vọng. Cùng với những cố gắng của nhà phát hành, một số đơn vị truyền thông trong lĩnh vực eSports cũng đang chung tay tạo dựng chỗ đứng cho cộng đồng của tựa game non trẻ này ở Việt Nam. Liên minh huyền thoại Tốc Chiến là một tựa game mobile mới ra mắt, đang được sự đón nhận và sự quan tâm rất nhiều cộng đồng trong và ngoài nước. Tốc Chiến là một trong những bộ môn mà đã được đưa vào danh sách có thể được tham gia thi đấu trong SEA Games cũng như là các thế vận hội thể thao khác. Chính vì vậy, Ego Media đã quyết định đầu tư và phát triển bộ môn này và tham gia một trong những đơn vị tiên phong để làm cộng đồng trong bộ môn Tốc Chiến này. Giống như những tựa game eSports khác, ngoài các hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, việc tổ chức các giải đấu phong trào thường xuyên trong cộng đồng cũng là yếu tố không thể thiếu của Liên minh huyền thoại Tốc Chiến. Là một tập hợp của những người đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này, đội ngũ phát triển cộng đồng Tốc Chiến của Ego Media dù có khá nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn luôn phải tìm cách thích nghi, vận dụng kiến thức của mình một cách phù hợp nhất với dự án này.
khi mới ban đầu ấy thì bọn em cũng đã có những cái khó khăn và thách thức nhất định. Mặc dù bên em đã có cho mình cái kinh nghiệm về làm cộng đồng sẵn rồi, tuy nhiên thì với những tựa game khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái đặc thù, đặc tính cũng như cái độ tuổi của cộng đồng là khác nhau. Đặc biệt là bọn em đi lên từ AOE thì cái đối tượng khách hàng của bên AOE thì nó sẽ là từ 25 đổ lên, tức là độ tuổi trưởng thành. Còn bên Liên minh Hội Thoại Tốc Chiến sẽ là độ tuổi trẻ, các bạn thanh thiếu niên ấy. Thì điều đó đã khiến cho bọn em phải bàn bạc lại rất là nhiều lần để có thể là đưa ra một cái hướng đi, một cái hướng tiếp cận mới phù hợp với cái độ tuổi trẻ hơn. Và sau đó thì với cái nỗ lực và sự quyết tâm của team thì bọn em cũng đã giành được những cái thành công nhất định. Mục đích của bọn em, mục tiêu mà bọn em hướng tới ấy, là phát triển một cái cộng đồng game thủ Việt mà sạch và đẹp. Và sau đó thì cũng mong muốn là cái nghề caster, nghề bình luận viên và người streamer ấy, game thủ thì chúng ta sẽ có cho mình được cái một cái nghề nghiệp.